chương 3920, tìm kiếm điệu uyên thạch. Xem ở Long Đà Tử thành thành thật thật nói với mình nhiều tin tức như vậy phân thượng, thẩm lãng đối nó ấn tượng còn có thể. Như thế liền đa tả thẩm đạo hiếu, Long Đà Tử đại hỷ, kỳ thật hắn cũng hy vọng thẩm lãng có thể cùng mình cùng một chỗ hành động. Hiện tại mình thân chịu trọng thương, nhu cầu cấp bách có người trợ giúp chiếu ứng. Thẩm lãng tay đoạn Long Đà Tử lúc trước đã từng gặp qua, mặc dù không đến mức kinh diễm, nhưng thực lực cũng có thể miễn cưỡng tiếp cận phổ thông la thiên thượng tiên tiêu chuẩn, tăng thêm tiểu tử này lại có luyện yêu hồ bực này sát khí, tổng hợp chiến lực hẳn là không thua tại hải tộc con kia đế hoàng hải mã. Ít nhất so với mình bộ này tuổi già lực suy thân thể mạnh hơn. Long đà tử đã sống mấy trăm triệu năm lâu, bây giờ tháo nguyên không nhiều, nhiều lắm là lại sống cái hai ba trăm vạn năm, liền phải bởi vì thiên nhân ngũ suy bên trong mệnh suy mà tỏa hóa bỏ mình, chiến lực còn chưa đủ tráng niên thời kỳ một hai phần mười, cho nên không phải kia hai cái hải tộc thái thượng trưởng lão đối thủ. Nguyên thạch bên trong hỗn độn tiên khí không chỉ là năng lượng cường đại, còn giàu có nhất định sinh cơ nguyên khí, Long Đà Tử nếu có thể tiếp tục hấp thu nguyên thạch bên trong năng lượng, liền có thể tải nhất định biên độ bên trên trì hoãn tự thân mệnh suy, ít nhất có thể sống lâu cái 3-400 vạn năm. Sống được càng lâu tu sĩ đối tử vong càng phát ra sợ hãi, cho nên Long Đà Tử không tiếc chiêu chọc hải tộc, cũng muốn lấy được nguyên thạch, kéo dài một chút thọ nguyên. Long Đạo Hiếu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi thẩm lãng có chút không kịp chờ đợi long đà tử kéo lấy thân thể bị trọng thương hơi có chút gian nan đứng lên sắc mặt xấu hổ mà hỏi thẩm đạo hiếu ngươi nhìn có thể hay không cho lão phu một chút thời gian khôi phục hành động lực cái này dễ dàng thẩm lãng một cái lắc mình đi vào long đà tử sau lưng một trường đặt tại long đà tử kia máu thịt be bé bét trên bờ vai đánh vào rất nhiều lưu ly thiên quang trong chớp mắt long đà tử liền cảm giác có một cỗ khó nói lên lời tinh thuần lực lượng rót vào thân xác bên trong thoải mái toàn thân, nói không nên lời thoải mái hưởng thụ. a à, đây là, Long Đà Tử cẩn thận nội thị thẩm lãng trong lòng bàn tay đánh ra phóng thích ra lưu ly tia sáng, cảm giác phải có chút quen mắt, lập tức tâm thần rung mạnh. Thẩm lãng cảm thấy được Long Đà Tử thân sắc phóng thích ra tử khí, đại khai có thể đoán được đối phương thọ nguyên không nhiều, khó trách thực lực không bằng hải tộc hai tên gà mở la thiên thượng tiên. Chờ thẩm lãng hướng Long Đà Tử trong cơ thể phong ấn một bộ phận lưu ly thiên quang về sau, Long Đà Tử thương thế làm dịu không ít, khôi phục một chút khí lực, chỉ ít hành động không thành vấn đề. Kết thúc trị liệu, lòng đà tử nói cảm ơn liên tục, lập tức nhịn không được hỏi, xin hỏi thẩm đạo hữu thế nhưng là xiển giáo bên trong người. Thẩm lãng hai mắt co rụt lại, Long đạo hữu có gì nói ra lời ấy. Thực không dám giấu giếm, lão phu tiên tổ chính là thượng cổ phong thần thời đại cửu long đảo bốn thánh, cùng xiển giáo rất có nguồn gốc. Thẩm đạo hữu phóng thích ra lưu ly ánh sáng, cực giống xiển giáo nhiên đăng đạo nhân lưu ly tâm đèn chi pháp. Long Đà Tử thản nhiên nói, Long Đạo hữu thế mà biết lưu ly li tâm đèn, thẩm lãng hai mắt tỏa sáng, trong cơ thể mình lưu ly li tâm đèn đúc loại, vẫn là ban đầu ở thượng cổ linh giới lúc, lưu ly li tâm đèn bản dập bên trong nhiên đăng của Phật tàn hồn tự mình ban cho thần thông, lai lịch có chút thần bí. Lưu ly li tâm đèn đúc loại một mực dùng đến hôm nay, vẫn như cũ người phần thực dụng. Thẩm lãng trước đó vẫn nghĩ tăng lên lưu ly li tâm đèn đúc loại năng lực, nhưng khổ vì không biết phương thức, Long Đà Tử như thế nhắc lên, nháy mắt để hắn tới điểm hứng thú long đà tử vội vàng giải thích nói lão phu chỉ là tại tiên tổ còn sót lại bản chép tay bên trong ngẫu nhiên được chứng kiến liên quan tới pháp này miêu tả thôi chưa nói tới biết được pháp này tiên tổ còn sót lại bản chép tay ngay tại cửu long đảo bên trên đạo hữu như nghĩ muốn hiểu rõ một hai ngày khác khả tạo thăm cửu long đảo lão phu chắc chắn đem bản chép tay giao cho thẩm đạo hữu tay long đạo hữu khách khí nếu có cơ hội thẩm ngố tự sẽ bái phỏng một chuyến thẩm lãng ôm quyền ha 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 vậy lão phu nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi long đà tử cũng cười ôm quyền đáp lễ thẩm lãng nghiêm mặt nói long đạo hiếu sự tình khác chờ về sau rồi nói sau người trước tranh thủ thời gian dẫn đường ta chờ mau chóng đi tìm địa uyên thạch được long đà tử khẽ gật đầu lập tức lấy đi hòn đảo mang theo thẩm lãng chui vào trong biển bạo loạn trong hải vực nước biển bởi vì nhiễm đế hoàng hải mã phun ra ra lượng lớn triền ti mực nước tu sĩ đặt mình vào trong đó rất dễ dàng hành động bị ngăn trở Chẳng qua Long Đà Tử có biện pháp giải quyết cái phiền toái này, chỉ gặp hắn lật tay từ trong cửa tay áo lấy ra một viên màu xanh thẳm quang châu, thoáng hướng quang cầu bên trong phóng xuất ra oánh oánh lam quang, có thể xua tan bốn phía trong nước biển những cái kia sền sệt mực nước. Bảo vật này tên là Lân Quang Châu, hải tộc tu sĩ gần như trong tay mỗi người có một cái, tay cầm này châu thêm chút thôi động liền có thể tránh trong biển triền tim mực nước dính vào người. Thẩm đạo hữu lúc trước diệt sát hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão, bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong hẳn là cũng có này châu tồn tại, thẩm đạo hữu không ngại lấy ra dùng một lát. Long đà tử nhắc nhở một câu, thẩm lãng tìm kiếm một hai, quả nhiên tìm được hai viên ngoại hình giống nhau màu lam quang châu, lập tức lấy ra trong đó một viên, nắm trong tay, thoáng đánh vào hỗn độn linh lực. Lần quang châu phóng xuất ra tia sáng, hoàn toàn chính xác có thể xua tan quanh mình trong phạm vi trăm thức triển tim mực nước, mười phần thực dụng. Bái này ban tặng, thẩm lãng rốt cục có thể tại đáy biển hành động tự nhiên. Cứ như vậy, hắn đi theo Long Đà Tử cùng một chỗ chui vào đáy biển. Vì che giấu tai mắt người, thẩm lãng tuyệt không thả ra quảng thiên cung bên trong thiên tiên tu sĩ. Chỉ là tìm kiếm địa uyên thạch, ngược lại không nghi nhân nhiều. Không bao lâu, hai người tới đáy biển, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bạo loạn hải vực trung ương khu vực ghé qua mà đi, tại đáy biển một đường tìm kiếm lên địa uyên thạch. Căn cứ lúc trước yêu nguyệt thánh nữ thuyết pháp, địa uyên thạch ngưng kết tại thiên uyên hải đáy biển chỗ sâu nhất, ngoại hình như trứng ngỗng, hiện lên màu trắng bạc hạ giới thông đạo lân cận đáy biển, gần như là chân tiên giới điểm thấp nhất. Trên lý luận đến nói, chỉ cần một đường tìm kiếm đến tới gần hạ giới thông đạo vị trí, là có xác suất rất lớn có thể tìm tới địa uyên thạch. Phương nào tu sĩ, dám can đảm xâm nhập ta hải tộc lãnh địa. Hai người còn chưa tại đáy biển ghé qua bao lâu, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo kinh uống thanh âm, đúng là một tuần tra hải tộc thiên tiên tu sĩ phát hiện thẩm lãng cùng long đà tử, chính nhanh như thiểm điện từ phía sau truy đuổi mà đến. Thẩm lãng hai mắt co rụt lại, lật tay tế ra ngân long thương quay người một đâm ngân long thương mũi thương nước cuồn cuộn ra một đạo thô to ngân sắc cột sáng nháy mắt đem tên kia tuần tra hải tộc thiên tiên tu sĩ oanh sát thành thịt nát xương máu thẩm lãng nhíu mày hỏi long đạo hiếu ta chờ liền như vậy giống trống khua chiêng tại đáy biển tìm kiếm thật không có vấn đề sao hắn mặc dù không lo lắng hải tộc phổ thông tu sĩ nhưng nếu dẫn tới kia hải tộc tộc trường ngược lại là có chút phiền phức long đà tử phân tích nói hải tộc nhân tay không đủ không có khả năng lớn diện tích lục soát bạo loạn hải vực tất cả khu vực hơn phân nửa là đem chủ lực nhân thủ bố trí tại hạ giới chỗ lối đi lân cận chỉ cần chúng ta tránh đi khu vực trung tâm vấn đề liền không lớn cho dù thật gặp phải hải tộc tuần tra tu sĩ như thẩm đạo hữu như vậy nháy mắt ra tay đem nó diệt sát là đủ tốt thẩm lãng cảm thấy có lý liền không lại có cái gì lo lắng thu nhặt tên kia hải tộc tu sĩ nhẫn chứa đổ về sau liền điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi theo long đà tử tìm kiếm địa uyên thạch Trương 3921, hạ giới thông đạo. Trong nháy mắt, năm ngày qua đi, Thẩm Lãng cùng Long Đà Tử hai người đã tìm tòi đến tiếp cận bạo loạn hải vực trung ương khu vực. Đưa thân vào bên trong đáy biển, Thẩm Lãng có thể cảm giác được có một cỗ cực mạnh hấp lực từ bạo loạn hải vực trung ương khu vực truyền đến, phảng phất đang lôi kéo mình thân xác, bốn phía nước biển chảy xiết phun trào. Lấy Thẩm Lãng cùng Long Đà Tử thực lực, điểm ấy trình độ hấp lực còn có thể nhẹ nhõm chống cự. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải một chút hải tộc tuần tra tu sĩ nhưng không ra vừa đối mặt liền bị hai người diệt sát đánh chết, đối phương căn bản không có mật báo thời gian. Vì đề cao hiệu suất, thẩm lãng cùng Long đã tử ngăn cách mấy trăm dặm, riêng phần mình tìm kiếm một phiến khu vực. Công phu không phụ lòng người, hai người chọn vẹn tại đáy biển tìm kiếm sau năm ngày, rốt cuộc tại một tầng thật dày đáy biển nước bùn bên trong, lật ra một khối trắng lóa tinh thạch, tính chất cứng rắn vô cùng, phóng xuất ra hoa mỹ hảo quang, tràn ngập năng lượng kinh người. Thẩm lãng lấy ra xem xét, cảm giác khối này ngân sắc tinh thạch phóng xuất ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị, xác định là địa uyên thạch không sai, nháy mắt mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, địa uyên thạch, quả nhiên là địa uyên thạch. Chúc mừng Thẩm đạo hữu đã được như nguyện, Long Đà tử vội vàng chúc mừng, Thẩm Lãng lắng lại một chút tâm tình kích động, nghiêm mặt nói, chỉ có cái này một khối còn chưa đủ, Thẩm Mỗ cần 4 năm khối dạng này địa uyên thạch, còn muốn xin nhờ Long đạo hữu cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm. Địa uyên thạch không chỉ là bố trí càn khôn niên đảo trận trọng yếu vật liệu, cũng là thẩm lãng tu luyện kim thân thánh thể ba loại vật liệu một trong, lý do an toàn vẫn là muốn tìm thêm đến mấy khối mới tốt. Thẩm đạo hữu khách khí, bực này việc nhỏ lão phu tự nhiên hết sức giúp đỡ. Long đà tử mỉm cười nói, cứ như vậy, hai người tiếp tục tại đáy biển tìm kiếm 10 ngày, trước trước sau sau chung tìm được năm khối địa uyên thạch, lớn nhất như là bóng rổ kích cỡ tương đương, lại thế nào cũng đủ dùng. Thẩm lãng vui mừng quá đỗi không nghĩ tới lần này đến thiên uyên hải tìm kiếm địa uyên thạch kế hoạch đơn giản như vậy liền thành công kinh hỉ sau khi thẩm lãng đều có loại cảm giác không chân thật. Nói đến, cái này trong vòng 10 ngày, mình cùng Long đã tử diệt sát không dưới trăm tên hải tộc tuần tra tu sĩ, hải tộc thế mà một điểm không có cảm thấy, dường như có điểm là lạ. Thẩm lãng buồn bực sau khi, tùy ý bắt tới mấy tên hải tộc tuần tra tu sĩ tiến hành siêu hồn, lúc này mới biết được hải tộc chính dốc hết toàn tộc lực lượng tại Uyên Long Sơn xung quanh trắng trận thu thập hạ giới trong thông đạo phun ra đến các loại tiên thạch hòn đá, căn bản không rảnh bận tâm sự tình khác thậm chí liền hải tộc hai tên thái thượng trưởng lão bị giết tin tức đều không có truyền đến hải tộc tộc trưởng bên tai thẩm lãng có chút giờ khóc giờ cười cái này hải tộc thật đúng là tâm lớn chẳng qua cái này vừa vặn thuận tiện mình cùng long đà tử tiếp xuống hành động thu thập xong địa uyên thạch thẩm lãng treo lên nguyên thạch chủ ý cùng long đà tử thảo luận lên kế hoạch hành động thẩm đạo hữu kia hải tộc tộc trưởng thực lực mặc dù không tính quá mạnh nhưng có rất nhiều uy lực vô cùng lớn tiên bảo đối phó cũng có chút khó giải quyết Long Đà Tử nhắc nhở, thẩm lãng trầm ngâm một trận, nói ta chờ không cần cùng nó đối kháng chính diện, đại khái có thể thừa dịp hạ giới thông đạo phun trào lúc, đối kia hải tộc tộc trưởng tiến hành đánh lén. Liên tưởng đến mình chữ vật giới chỉ bên trong còn có hai viên thất sát thần đinh phù, thẩm lãng cảm thấy nếu như có thể tại thời khắc mấu chốt thành công đánh lén hải tộc tộc trưởng, chắc hẳn sẽ có kỳ hiệu. Đánh lén, Long Đà Tử sừng sốt một chút, cao mày nói kia hải tộc tộc trưởng tốt xấu là la thiên thượng tiên, Ta chờ nghĩ từ chỗ tối đánh lén chỉ sợ không dễ dàng a. À. Thẩm lãng ha ha cười nói chúng ta chưa hẳn muốn từ chỗ tối đánh lén. Cảm giác thẩm lãng lời nói bên trong có chuyện, lòng Đà Tử nhịn không được hỏi thẩm đạo hữu nhưng có thưởng sách. Thẩm lãng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện túi, túi bên trong chứa lấy chiếu nặng chi vật, mở ra xem đúng là một đống màu ngà sữa bùn đất, phóng xuất ra lóa mắt bạch quang. Vật này tên là thiên huyễn thần nê bôi lên mang theo có thể tùy ý thay đổi tự thân dung mạo hình thể cùng khí tức tu vi lại sẽ không bị tu sĩ thần niệm cùng đồng thuật phát giác ra bất kỳ đầu mối nào cái này thiên huyễn thần nê cùng thẩm lãng đã từng sử dụng qua thiên diện thần nê giống nhau y hệt duy nhất khác biệt là thiên huyễn thần nê cải thiện thiên diện thần nê gặp nước thì tan nhược điểm long đà tử không thể không bội phục thẩm lãng tài đại khí thô cái này thiên huyễn thần nê cơ hồ là hiện nay chân tiên giới tốt nhất dịch dung vật liệu cũng thật thua thiệt thẩm lãng lập tức có thể xuất ra nhiều như vậy đến vật này nhưng thật ra là thẩm lãng được đến đông đảo chiến lợi phẩm một trong 10 phần chân quý tu sĩ lợi dụng cái này thiên huyễn thần nê dịch dung sau gần như đều có thể giấu giếm được la thiên thượng tiên thần niệm chỉ cần la thiên thượng tiên không quá phận chú ý ngươi là rất khó bị phát giác ra mánh khóe thẩm lãng nói thẳng kế hoạch rất đơn giản chúng ta trước lợi dụng cái này thiên huyễn thần nê dịch dung sau đó đợi thêm cơ hội thích hợp đối kia hải tộc tộc trưởng ra tay chỉ cần ta chờ có thể diệt đi kia hải tộc tộc trưởng còn lại hải tộc liền không đủ gây sợ cái này tốt ga việc đã đến nước này lão phu cũng nguyện cùng thẩm đạo hữu cùng một chỗ đụng một cái long đà tử cảm thấy vẫn còn có chút mạo hiểm nhưng dưới mắt dường như không có biện pháp tốt hơn hắn thực sự là không nghĩ từ bỏ thu hoạch được nguyên thạch cơ hội đành phải đáp ứng thẩm lãng đề nghị thẩm lãng cũng có mình tính toán nhỏ nhặt kỳ thật hắn hoàn toàn có thể thả ra quảng thiên cung bên trong viên vương chờ thiên tiên tu sĩ cộng đồng đối phó hải tộc nhưng không đến thời khắc mấu chốt thẩm lãng không nghĩ tới phân bộc lộ ra liên hợp đại quân hành tung, dù sao để Long Đà Tử biết quá nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mình có luyện yêu hồ bên trong dị chủng vô thú giúp đỡ, đối phó hải tộc cũng không thành vấn đề. Lui một vạn bước đến nói, nếu như đến lúc đó thật cảm nhận được áp lực, thẩm lãng lại thả ra quảng thiên cung thậm chí vân hải đồ bên trong tu sĩ viện binh cũng không muộn. Thẩm lãng cùng Long Đà Tử đạt thành nhất trí ý kiến về sau, lập tức bắt đầu dịch dung hai người riêng phần mình dịch dung giả trang thành hai tên hải tộc tuần tra tu sĩ về sau, liền hướng phía bạo loạn hải vực trung ương khu vực bay đi. Chấm, thiên uyên hải hạ giới thông đạo, ở vào bạo loạn hải vực chính giữa đáy biển chỗ sâu nhất. Nguyên bản hạ giới thông đạo ngay phía trên chính là Uyên Long Sơn, bây giờ Uyên Long Sơn đổ sụp, đáy biển chỗ sâu đã biến thành một mảnh u ám không gian vòng xoáy, giống như xoay tròn lỗ đen, phảng phất có thể thôn vệ bất kỳ vật gì. Tu sĩ đưa thân vào hạ giới thông đạo lân cận, nhất định phải thời khắc ngăn cản không gian áp lực, nếu không hơi không cẩn thận, liền sẽ bị không gian kia vòng xoáy chỗ mang theo hấp lực thôn vệ đi vào. Vận khí hơi tốt, có lẽ có thể truyền tống đến hạ giới, vận khí không tốt, sẽ trực tiếp bị không gian loạn lưu anh sát thành bột mịn. Cho dù là thiên tiên tu sĩ, đều phải cùng hạ giới thông đạo cách xa nhau mấy vạn mét khoảng cách, áp sát quá gần rất dễ dàng bị không gian vòng xoáy cho hút đi vào kể từ đó trên cơ bản chỉ có thiên tiên phía trên tu sĩ mới có thể thu được lấy từ hạ giới trong thông đạo phun ra đến hòn đá thiên tiên phía dưới tu sĩ bởi vì ngăn cản không nổi không gian hấp lực gần như đều không thể đụng chạm lấy những vật này hải tộc tu sĩ mặc dù số lượng thưa thớt nhưng gần như một nửa tu sĩ có thiên tiên tu vi xem như một cái ưu thế thật lớn giờ phút này ba bốn ngàn tên hải tộc thiên tiên tu sĩ tụ hội ở dưới giới thông đạo không gian vòng xoáy lân cận ánh mắt gắt gao khóa định hải đáy chỗ sâu màu đen vòng xoáy dường như đang đợi cái gì. Hải tộc cầm đầu một đầu đội kim quan, người khoác ngân giáp, tay cầm tam xoa kích cự hình hải mã hét to nói, hải tộc đám tử đệ đều cho bản hoàng thêm chút sức, phàm là vào tay nguyên thạch người, bản hoàng đều trùng điệp có thưởng. Nói chuyện tên này ngân giáp hải mã chính là hải tộc tộc trưởng, cũng liền con kia tự phong hải hoàng đế hoàng hải mã. Vâng, chúng hải tộc tu sĩ cùng kêu lên đáp, bang, bang, trong chớp mắt, chỉ thấy đáy biển chỗ sâu màu đen vòng xoáy bên trong đột nhiên nổi lên một đạo không gian loạn lưu, nương theo lấy mấy đạo bạch quang phun ra ngoài. Rất nhiều mảnh đá hòn đá từ vòng xoáy bên trong phun trào, tản mát ra đủ mọi màu sắc tia sáng. Bốn phía hải tộc tu sĩ như xô trào, tranh trước sợ sau hướng phía những cái kia bay tới mảnh đá hòn đá bắt tới. chương 3922, đánh lén hải tộc tộc trưởng. Thẩm lãng cùng long đà tử sen lẫn trong hải tộc bầy tu sĩ bên trong, bọn hắn không có gấp động thủ, mà là thoáng quan sát một trận. Đại khái cách mỗi 3 năm phút, hạ giới thông đạo không gian vòng xoáy bên trong, liền sẽ gảy ra một đạo không gian loạn lưu, một chút mảnh đá hòn đá sẽ đi theo không gian loạn lưu cùng một chỗ phun ra tới. Phun ra đến hòn đá, tuyệt đại đa số đều là nguyên long sơn ngọn núi vỡ nát sau phế thạch, chỉ có cực thiểu số ẩn chứa năng lượng tinh thạch. Sản xuất tinh thạch chủng loại cũng là đủ loại, có ngũ hành tinh thạch, cũng có tiên linh thạch, thậm chí còn có vân mẫu tinh thạch, huyết tinh thạch trở hiếm thấy tinh thạch. Tóm lại, tại chân tiên giới có thể nhìn thấy tinh thạch, gần như cũng có thể từ hạ giới trong thông đạo phun ra tới. Thẩm lãng vốn cho rằng Nguyên Long Sơn ngọn núi tạo thành kết cấu có chút cùng loại với mỏ linh thạch, hiện tại xem ra, cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Chân tiên giới đối tiên thạch định nghĩa 10 phần rộng rãi, chỉ cần là nội bộ ẩn chứa năng lượng khổng lồ cự thạch, đều có thể xưng là tiên thạch uyên long sơn là hỗn nguyên thời đại một khối to lớn tiên thạch đè ép hình thành đáy biển dãy núi ngọn núi nội bộ tinh thạch bởi vì vô số năm đè ép biến hóa năng lượng phát sinh hoàn toàn khác biệt thay đổi gần như có thể hình thành bất luận cái gì chủng loại tinh thạch thẩm lãng trong lòng hơi động đã không gian này vòng xoáy bên trong có thể phun ra đủ loại tinh thạch có lẽ cũng có khả năng phun ra bố trí cản khôn điên đảo trận mặt khác mấy loại tinh thạch vật liệu hoàn toàn chính xác có khả năng này nhưng cũng tiếc tại thẩm lãng quan sát trong khoảng thời gian này hắn tuyệt không phát hiện cùng loại tinh thạch xuất hiện. Trừ cái đó ra, từ không gian vòng xoáy bên trong phun ra đến tinh thạch chủng loại tuy nhiều, nhưng nguyên thạch dường như cực ít. Thẩm lãng cùng Long đã tử quan sát chừng nửa nén hương thời gian, cũng không có phát hiện có một viên nguyên thạch cái bóng, xem ra nguyên thạch sản xuất lượng hẳn là phi thường thấp. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải, dù sao nguyên thạch bên trong năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ. Một khối tiên thạch bên trong, gần như chỉ có thể tại khu vực hạch tâm nhất tìm tới một phần nhỏ nguyên thạch, Uyên Long Sơn sụp đổ tiến hạ giới trong thông đạo, to lớn bộ phận ngọn núi đều sẽ bị thông đạo nội bộ không gian loạn lưu cuốn đi, chỉ có cực ít bộ phận ngọn núi sẽ hóa thành hòn đá mảnh vụn, nương theo lấy ngẫu nhiên gảy ra đến không gian loạn lưu cùng một chỗ phun ra tới. Bành, đáy biển không gian vòng xoáy lại là một cái trầm đục, lần này theo không gian loạn lưu quyển ra tới tinh thạch số lượng càng nhiều, đông đảo hải tộc tu sĩ giống như giống là chó điên chen trúc tiến lên, bắt lấy bay vụt tứ tán tinh thạch, những cái này hải tộc thiên tiên tu sĩ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đi bắt lấy bay vụt ra tới tinh thạch, nếu không hạ giới trong thông đạo hấp lực lại sẽ một lần nữa đem phun ra đến tinh thạch cho hút trở về. a à, hai tên hải tộc tu sĩ bởi vì quá mức gần phía trước, bị một mảnh màu xám không gian loạn lưu đánh chúng, thân xác trực tiếp bị oanh kích thành xương máu, vô cùng thê thảm. Hạ giới trong thông đạo phun ra không gian loạn lưu 10 phần khủng bố, có thể tùy tiện xé nát thiên tiên tu sĩ thân thể, cho dù là la thiên thượng tiên, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được không gian loạn lưu một kích lực lượng. Nhưng cái này không gian loạn lưu chỉ lan tràn ra phía ngoài một đoạn thời gian, liền sẽ cùng chân tiên giới không gian chi lực dung hợp, hóa thành hư vô. Hai tháng này đến, đã có hơn ngàn tên hải tộc thiên tiên tu sĩ bị không gian loạn lưu đánh chết bỏ mình. Dù vậy, đông đảo hải tộc tu sĩ vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi thu thập hạ giới trong thông đạo phun ra đến tinh thạch, Hải tộc tộc trưởng mệnh lệnh chúng hải tộc tu sĩ cách mỗi hai canh giờ nộp lên một lần tinh thạch để đổi lấy công tích. Vì được đến càng nhiều nguyên thạch, tên này hải tộc tộc trưởng cũng là gấp đến đỏ mắt, căn bản không rảnh bận tâm sự tình khác, liền lúc trước hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão đi ra ngoài chưa về sự tình đều ném đến lên 9 tầng mây đi. Hải tộc tộc trưởng biết rõ loại này thần kỳ phun trào hiện tượng, chủ yếu là bởi vì uyên long sơn đổ sụp, đưa đến không gian hỗn loạn bố trí, chắc chắn sẽ không duy trì quá lâu, nhiều lắm là nửa tháng nữa, phun trào hiện tượng liền sẽ biến mất. Hải tộc nhất định phải bắt lấy cuối cùng này thời gian, thu tập được càng nhiều nguyên thạch. Thẩm lãng cùng Long Đà Tử đi vào khoảng cách hải tộc tộc trưởng hơi gần vị trí, truyền âm thảo luận một chút hành động đối sách. Long Đạo Hiếu, đợi lần sau phun trào thời điểm, người ta liền triển khai hành động. Thẩm lãng khởi xướng một đạo truyền âm, tốt, Long Đà Tử trầm giọng đáp, không bao lâu, bành, đáy biển không gian vòng xoáy lại lần nữa gảy ra màu xám không gian loạn lưu, nương theo lấy một đạo bạch quang phun ra ngoài rất nhiều tinh thạch hòn đá phun ra ngoài lại là một đám hải tộc tu sĩ lao nhanh tiến lên điên cuồng cướp đoạt tinh thạch long đà tử tại thẩm lãng chỉ thị hạ trà trộn vào trong đám người nắm lên một khối tinh thạch đột nhiên hô to lên tiếng nguyên thạch ta phát hiện đến nguyên thạch xoạt toàn trường nháy mắt sôi trào trong lúc nhất thời tất cả hải tộc tu sĩ ánh mắt tất cả đều chuyển hướng long đà tử trên thân thẩm lãng thừa dịp thời gian này vây quanh hải tộc tộc trưởng sau lưng Kỳ thật hải tộc hai gã khác thái thượng trưởng lão chính đợi tại tộc trưởng bên cạnh, nhưng bọn hắn cũng bị Long Đà tử cái này một cuống họng hấp dẫn, trong lúc nhất thời không có lưu ý đến lặng yên quấn sau thẩm lãng. Hải tộc tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm dịch dung thành hải tộc tu sĩ Long Đà Tử, hai mắt mở tròn vo, hưng phấn vô cùng giống to lên tiếng, tốt tốt tốt. Nhanh chóng đem nguyên thạch nộp lên cho bản hoàng, bản hoàng trùng điệp có thưởng. Vừa dứt lời, chết, phía sau thẩm lãng hai mắt nổ bắn ra tinh mang, lật tay lấy ra một viên thất sát thần đinh phù, lúc này bóp nát kích phát. Hưu, một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên, thất sát thần đinh mang theo cuồn cuộn hắc mang, đánh thẳng hải tộc tộc trưởng hậu tâm. Thẩm lãng sở dĩ đánh ra thất sát thần đinh phù, chủ yếu là này phù tốc độ đánh cực nhanh, không dễ bị đối phương cảm thấy, mà lại đánh ra thất sát thần đinh ẩn chứa cực kỳ bá đạo nguyền rủa lực lượng. Thất sát thần đinh coi như không thể diệt sát cái này đế hoàng hải mã, chỉ cần có thể đem nó kích thương, từ khí nhập thể, đối phương trên cơ bản liền phải phế bỏ hơn phân nửa cái mạng. Trở về sau lại đối phó, trên cơ bản liền không có có gì khó tin. T, cái này hải tộc tộc trưởng dù sao cũng là la thiên thượng tiên, tại thất sát thần đinh đánh ra trong chốc lát, bỗng cảm giác đứng ngồi không yên, tóc gáy dựng lên. Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một viên đen như mực đinh dài mang theo hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng trực tiếp hướng phía mình đánh tới, tốc độ nhanh khiến người giận sôi. Thứ gì, hải tộc tộc trưởng bị hù hồn bay lên trời, lúc này lên tiếng kinh hô. Thất sát thần đinh tốc độ quá nhanh, hải tộc tộc trưởng vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị nhanh như tia chớp màu đen đinh dài đánh trúng lồng ngực. Oanh, một đạo bạo liệt trói tai tiếng oanh kích truyền đến. Hải tộc tộc trưởng lúc này bị một cỗ hùng hậu hắc mang hất bay ra ngoài, há miệng phun huyết. Thẩm lãng vốn cho rằng một kích thành công, vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh liền cảm thấy được không thích hợp. Thất sát thần đinh dù phá vỡ hải tộc tộc trưởng trên người ngân sát giáp ngực, nhưng ở đâm vào hắn thân xác trước đó, lại bị một mặt cứng rắn chi vật chống đỡ cản lại. Mở ra thánh ma nhãn định thần nhìn lại, chỉ thấy kia hải tộc tộc trưởng giữa ngực lại ngưng tụ ra một mặt trắng lóa hộ tâm kính pháp bảo, thất sát thần đinh đánh chúng trước ngực hắn hộ tâm kính, đem mặt kính xuyên thấu ra một đạo dữ tợn đáng sợ cửa hang, nhưng tuyệt không đâm vào hải tộc tộc trưởng huyết nhục bên trong. Cỏ, thẩm lãng nhịn không được sổ một câu nói tục, nghĩ không ra cái này hải tộc tộc trưởng thế mà mặc lấy một kiện hộ tâm kính tiên bảo, trời xui đất khiến ngăn lại mình đánh ra thất sát thần đinh chương 3923, mây bỏ gặp thánh sử. Mắt thấy đánh lén thất bại, thẩm lãng mặt đen giống đáy nồi, cái này lãng phí mình một tấm thất sát thần đinh phù. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp đánh. Địch tập, hải tộc tộc trưởng bị thẩm lãng cái này một cái đánh lén dọa đến gần chết, trong miệng phát ra hoảng hốt vô cùng tiếng thét chói tai. Bảo hộ tộc trưởng, hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão lập tức phi thân đi vào hải tộc tộc trưởng trước người, dơ lên trong tay trường thương màu xanh lam, hướng phía thẩm lãng ném mà tới hưu hưu hai thanh trường thương bắn tung tóe ra cực thịnh màu xanh thảm linh quang giống như sao băng xạ nguyệt hướng phía thẩm lãng oanh sát mà tới huyền tiên thuật cuồng thương thủy kích trong chớp mắt thẩm lãng phất tay cuốn lên một mảnh to lớn sóng nước vòng xoáy vòng xoáy bên trong một hơi tuôn ra mấy cái màu trắng loáng vạn trượng thủy long lấy hải khiếu núi lở chi uy đụng vào hai thanh trường thương màu xanh lam hóa giải hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão công kích kịch liệt tiếng nổ vang chấn động bốn phương đáy biển nháy mắt loạn tung tùng phèo địch tập, hải tộc tu sĩ nhao nhao phát ra cảnh cáo thanh âm. Long đà tử thấy thẩm lãng đánh lén thất bại, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng vẫn là ngay lập tức hướng thẩm lãng bên này chạy đến chi viện. Mắt thấy loạn chiến hết sức căng thẳng, lại nảy sinh biến cố. Oanh, trong hách nhiên, một đạo to lớn chấn thiên tiếng oanh minh từ trên mặt biển vang lên, kia động tĩnh quả thực như trời sập nát khủng bố. Vừa lúc đúng lúc này, đáy biển hạ giới thông đạo lại lần nữa phun trào. A, à, Mười mấy tên hải tộc tu sĩ bị không gian loạn lưu đánh chúng, thân xác nháy mắt hóa thành bột mịn xương máu, bốn phía hải tộc tu sĩ càng là như kiến bò trên chảo nóng, dung chuyển bất an. Hải tộc tộc trưởng không rõ ràng cho lắm, tâm hoảng ý loạn phía dưới, tranh thủ thời gian thi triển phòng ngự thần thông, bảo vệ quanh thân. Hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão cũng lập tức bày ra phòng ngự dáng vẻ, thả ra thần thức tạo động bốn phía. Mấy hơi thở qua đi, một chiếc to lớn vô cùng màu trắng linh chu đột một lái về phía đáy biển, kia màu trắng linh chu hình như nguyệt luân, tạo hình cực kỳ hoa lệ, thuyền thủ chỗ cắm một lá cờ, phía trên chỉ viết ba chữ to, tên là Tam Thánh Giáo. Linh chu bong tàu bên trên đứng lít nha lít nhít tu sĩ, nhìn một cái, chừng mấy vạn người, những tu sĩ này thế mà đều có thiên tiên tu vi. Khiến người không thể tưởng tượng nổi, bong tàu ngay phía trước, đứng ba tên tu sĩ, chỗ nghi tâm ngưng tụ ra bốn phía kim hoa, đại biểu cho la thiên thượng tiên thân phận. Trong đó hai tên tu sĩ, vẫn là thẩm lãng người quen biết cũ cầm đầu tên kia gánh vác cửa kiếm trắng hán cũng không chính là cương trảm thánh sử bên trái thanh niên áo bào đen chính là minh phong thánh sử sau bên cạnh tên kia người xuyên huyết bào mặt mũi tràn đầy hình xăm thiếu niên thì là tam thánh giáo thập đại thánh sử bên trong xếp hạng thứ năm mây bỏ cạp thánh sử theo cương trảm thánh sử ra lệnh một tiếng kia trăng tròn hình linh chu chiến thuyền cấp tốc lái về phía đáy biển xuất hiện tại chúng hải tộc tu sĩ trong tầm mắt hỏng bét đúng là tam thánh giáo chiến thuyền thẩm lãng ánh mắt quét qua lập tức quá sợ hãi, vạn vạn nghĩ không ra tam thánh giáo thế mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là lần này tam thánh giáo lại phái ra ba tên thánh sử, mấy vạn thiên tiên tu sĩ, chiến lực có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Chỉ là trong nháy mắt, tam thánh giáo chiến thuyền liền đã đi tới hải tộc ngay phía trên. Hải tộc tộc trưởng nhìn xem tam thánh giáo trên chiến thuyền ba tên la thiên thượng tiên cùng đông đảo tu sĩ, còn tưởng rằng những tu sĩ này cùng thẩm lãng là cùng một bọn, lập tức dọa đến mặt như màu đất, kinh hãi nói chư vị đạo hữu không cần vội vã động thủ có chuyện thật tốt nói cương trảm thánh sử không thèm để ý hải tộc tộc trưởng kêu to nhún vai đối trên chiến thuyền tam thánh giáo tu sĩ hạ một đạo mệnh lệnh tam thánh giáo tu sĩ nghe lệnh trừ nhanh chóng giết sạch nơi đây tất cả yêu tu không muốn thả đi một cái cá lọt lưới vâng cương trảm thánh sử trên chiến thuyền tam thánh giáo thiên tiên tu sĩ cùng kêu lên đáp lập tức như sau như sủi cảo nhau nhau từ trên chiến thuyền bay lượn mà xuống hướng phía phía dưới đông đảo hải tộc tu sĩ sung phong mà đi rầm 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 đông đảo tam thánh giáo thiên tiên tu sĩ lúc này khởi xướng thần thông công kích đủ mọi màu sắc linh quang bạo liệt tứ tán đáy biển giống như phát sinh động đất đồng dạng không ít hải tộc tu sĩ bị từ trên trời giáng xuống công kích đánh chúng huyết nhục văng tung tóe chết thảm tại chỗ a à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chúng hải tộc tu sĩ dọa đến hồn bay lên trời trốn thì trốn tán tán long đạo hiếu chúng ta đi mau thẩm lãng hai mắt muốn nứt tranh thủ thời gian hướng phía Long Đà Tử phát ra một đạo truyền âm, sau đó phối hợp bỏ chạy đi xa. Long Đà Tử thân là cửu Long Đảo Đảo Chủ, tự nhiên biết Tam Thánh giáo chiếm lĩnh thiên mang thiên khung thiên một tam đại tiên vực sự tình, nhưng đối phương lần này tựa hồ là nhầm vào hải tộc mà đến, hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ. Thẩm Đạo hữu chờ một chút lão phu, thấy Thẩm Lãng đều không cùng những cái này Tam Thánh giáo tu sĩ giải thích một hai, liền ngay lập tức bỏ chạy. Long Đà Tử cảm thấy sự tình không đơn giản, lập tức cũng không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi, tranh thủ thời gian đi theo thẩm lãng cùng một chỗ bỏ chạy đi xa. Thẩm lãng tâm loạn như ma, phản ứng đầu tiên là mình bị tam thánh giáo để mắt tới. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát giác sự tình có kỳ quặc. Tam thánh giáo trên chiến thuyền ba tên thánh sử, lực chú ý căn bản không trên người mình. Thẩm lãng trong lòng buồn bực, lúc trước liên hợp đại quân để cương trảm thánh sử thất bại tan tác mà quay trở về, chiếu cương trảm thánh sử tính cách, tất nhiên đối sự thù hận của mình ngập trời nếu như phát hiện hành tung của mình, chắc chắn ngay lập tức truy sát tới. Nhưng thời khắc này cương trảm thánh sử lại không có việc gì đợi tại trên chiến thuyền, ánh mắt liên tiếp hướng phía đáy biển hạ giới thông đạo chỗ lướt nhìn, căn bản không có chú ý tới mình. Mà kia minh phong thánh sử lại xuống thuyền đối phó lên hải tộc tộc trưởng cùng hải tộc hai tên thái thượng trưởng lão. Không đúng, thẩm lãng con người đảo một vòng, đơn giản vừa phân tích, đại khái có thể phán đoán, lần này tam thánh giáo đại quân để mắt tới mục tiêu, cũng không phải là mình, mà là hải tộc. Hô, thẩm lãng thở dài ra một hơi, âm thầm may mắn mình lúc trước lợi dụng thiên huyễn thần nê dịch dung, trời xui đất khiến giấu diếm được cương trảm thánh sử cùng minh phong thánh sử. Mặc dù không biết tam thánh giáo là như thế nào đạt được tin tức, nhưng đối phương tới đây mục đích, hơn phân nửa là vì nguyên thạch. Lần này tam thánh giáo lập tức xuất động ba tên thánh sử, thẩm lãng vạn vạn không dám trêu chọc, trước chạy thoát lại nói. Coi như thẩm lãng nghĩ như vậy thời điểm, nhận lấy cái chết, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo trần uống thanh âm, một tam thánh giáo thiên tiên hậu kỳ tu sĩ chính thi triển thần thông, hướng phía mình phát động công kích. Chỉ thấy đối phương vung lên trong tay lưu tinh trùy pháp bảo, trùng điệp hướng thẩm lãng đập tới. Kia lưu tinh trùy bắn tung tóe ra lè lợt lóa mắt kim quang, uy lực nhưng cũng không tầm thường. Cuồng thương thủy kích, thẩm lãng không dám tùy tiện bại lộ thần thông, hắn cố ý áp chế mình thực lực, thi triển ra cuồng thương thủy kích, quanh thân cuốn lên một con vạn trượng thủy long, ngăn lại đánh tới lưu tinh trùy pháp bảo, cũng phun ra một đạo thác nước mạnh mẽ đem đối phương đụng bay ra ngoài cứ như vậy thẩm lãng dựa vào thủy long sức mạnh giết ra khỏi trùng vây long đà tử thì cưỡi một con cử quy huyễn linh theo sát tại thẩm lãng sau lưng cử quy miệng phun thổ tức đem đánh tới một đám tam thánh giáo tu sĩ oanh sát đánh lui không ai cản nổi bẩm báo cương trảm thánh sử người bỏ cạp thánh sử có không rõ thân phận tu sĩ chạy ra vòng vây của chúng ta một tam thánh giáo thám tử cấp tốc chạy đến chiến thuyền trước thần sắc vội vàng đối với bong tàu bên trên cương trảm thánh sử cùng mây bỏ cặp thánh sử báo cáo. Hắc hắc, thế mà còn có ngụy trang thành hải tộc la thiên thượng tiên, cái này nhưng thật có ý tứ. Cương trảm lão ca, hai gia hỏa này vừa vặn cho ta giải buồn. Tam thánh giáo trên chiến thuyền, mây bỏ cặp thánh sử liếc mắt bỏ chạy đi xa thẩm lãng cùng long đà tử, liếm môi một cái, trong mắt nổi lên một tia khát máu hung quang. Chỉ gặp hắn huyết bào vung lên, lúc này hóa thành một cỗ huyết sắc khí lãng, cấp tốc hướng phía hai người đuổi tới chương 3924, lực chiến mây bỏ cạp thánh sử. Thẩm lãng lợi dụng thiên cương 36 biến bên trong lật sông quấy biển chi pháp thay đổi thủy thế, lệnh tự thân ở trong biển tốc độ bay trên diện rộng tăng tốc, miễn cưỡng có thể cùng long đà tử cân bằng. Hai người như giống là chó điên thoát đi chiến trường, nhưng mà, không chờ bọn hắn trốn bao lâu, thẩm lãng liền phát hiện phía sau hiện lên một đoàn huyết quang, hướng về sau nhìn lại, đúng là một người khoác huyết bào tu sĩ chính hướng phía mình cùng long đà tử cấp tốc đuổi theo, khoảng cách của song phương ngay tại từng chút từng chút bị rút ngắn. Tam thánh giáo thánh sử, thẩm lãng thần thức cảm thấy được sau lưng cái kia đạo khí thức cường đại về sau, tâm chìm đến đáy cốc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đuổi theo tên kia huyết bào thiếu niên toàn thân phóng xuất ra cực mạnh linh áp, khiến người ta run sợ sợ hãi, rõ ràng có la thiên thượng tiên tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra, người này xác nhận tam thánh giáo thánh sử. Thẩm đạo hiếu, phía sau có một la thiên thượng tiên đuổi theo, chúng ta nên làm cái gì? muốn cùng nó thương lượng sao? Long Đà Tử kinh hoàng hỏi, thẩm lãng hai mắt co rụt lại, cắn răng nói, người kia là tam thánh giáo La Thiên Thượng Tiên, tam thánh giáo lần này mục đích, nhất định là nghĩ nuốt riêng hải tộc cùng lần này giới trong thông đạo dâng trào ra tới nguyên thạch. Ta chờ cho dù cùng nó thương lượng, cũng hơn nửa sẽ bị giết người diệt khẩu. Tóm lại, chúng ta trước không cần quản hắn, tận lực chạy trốn tới địa phương xa một chút lại nói. Vừa mới nói xong, thẩm lãng tay phải triều thiên một chỉ dầm 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 trong hách nhiên thẩm lãng trên đỉnh đầu hình thành một đảo to lớn dòng nước vòng xoáy đi thẩm lãng quát nhẹ lên tiếng dòng nước vòng xoáy bên trong phun trào vô cùng vô tận nhất nguyên trọng thủy lấy rời sông lấp biển chi thế phóng tới đuổi theo mây bỏ cặp thánh sử mây bỏ cặp thánh sử toàn thân cuốn lên một cỗ trùng thiên huyết quang tùy tiện ngăn cản được nhất nguyên trọng thủy xung kích nhưng thẩm lãng liên tục không ngừng thả ra nhất nguyên trọng thủy cũng không phải là vì công kích mây bỏ cặp thánh sử mà là nghĩ trở ngại mây bỏ cặp thánh sử nhích lại gần mình nhất nguyên trọng thủy ẩn chứa to lớn trọng lực, người bỏ cặp thánh sử tại lượng lớn nhất nguyên trọng thủy xung kích bên trong ghé qua, tốc độ bay xác thực so vừa rồi trở nên chậm rất nhiều. Thẩm Lãng lợi dụng Thiên Cương 36 biến bên trong lật sông quấy biển chi pháp liên tục không ngừng chế tạo ra nhất nguyên trọng thủy, xung kích sau lưng mây bỏ cặp thánh sử, trở ngại đối phương ghé qua tiến lên. Cảm thấy được Thẩm Lãng mục đích về sau, mây bỏ cặp thánh sử mặt mày vén lên, có chút ý tứ a, tiểu gia ngược lại muốn xem xem, hai người các ngươi tạp ngư có thể chạy trốn tới nơi nào vừa mới nói xong mây bỏ cạp thánh sử lật tay từ chữ vật giới chỉ bên trong tay lấy ra thanh quang mịt mờ tiên phù lúc này bóp nát chỉ thấy kia màu xanh tiên phù bị bóp nát một nháy mắt đột nhiên hóa thành một cỗ thanh thế kinh người màu xanh vòi rồng đem mây bỏ cạp thánh sử quanh thân bao bọc oanh một tiếng vang trầm bao phủ tại màu xanh vòi rồng bên trong mây bỏ cạp thánh sử phi độn tốc độ tăng vọt năm thành cấp tốc hướng phía phía trước thẩm lãng cùng long đà tử đuổi theo mà đi sách thẩm lãng chật chật lưỡi sắc mặt trở nên có chút khó coi nghĩ không ra đối phương lại có tăng tốc tiên phù mây bỏ cặp thánh sử mượn tiên phù tăng tốc về sau khoảng cách của song phương ngay tại chậm rãi rút ngắn đoán chừng muốn không được nửa phút thời gian thẩm lãng cùng long đà tử liền sẽ bị đuổi kịp thẩm đạo hữu làm sao bây giờ long đà tử lòng nóng như lửa đốt mà hỏi còn có thể làm sao tự nhiên chỉ có thể phản kích trong lúc nguy cấp thẩm lãng ngược lại bình tĩnh lại cũng may mình vừa rồi ngay lập tức chạy trốn hiện tại đã rời xa chiến đoàn cương chảm thánh sử cùng minh phong thánh sử thần thức hẳn là dò xét không đến khoảng cách xa như vậy dưới mắt duy nhất sinh lộ chính là lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết tên này mây bỏ cặp thánh sử lấy thẩm lãng lực lượng một người tự nhiên không thể nào làm được điểm này nhưng có long đà tử cùng viên vương cùng đông đảo liên hợp trong đại quân tiên tiên tu sĩ trợ lực vẫn là có khả năng làm được huyền tiên thuật vạn kiếm tể phi Mắt thấy phía sau mây bỏ cặp thánh sử đã theo đuôi sau lưng, thẩm lãng trong miệng phát ra một đạo trần uống thanh âm, lúc này thi triển ra cường lực thần thông, triển khai công kích. Trong hách nhiên, thẩm lãng toàn thân phóng xuất ra hải lượng hỗn độn linh lực, tràn ngập hải vực bốn phía. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn dòng nước vòng xoáy đột nhiên bành trướng đến gấp 4 năm lần chi cự, nháy mắt nước cuồn cuộn ra lượng lớn phi kiếm màu trắng, vô số phi kiếm màu trắng bắn ra chói mắt chói mắt bạch quang, mang theo hải khiếu núi lở chi uy cùng nhau hướng phía mây bỏ cạp thánh sử ép tới. a à, mây bỏ cạp thánh sử thấy đối phương có thể phóng xuất ra uy thế như thế công kích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian thi triển ra thần thông phản kích. Huyền tiên thuật, tinh hồng huyết nhận, mây bỏ cạp thánh sử hai mắt nổi lên tinh hồng sắc huyết quang, tay áo một quyền, toàn thân phóng xuất ra mảng lớn tinh hồng sắc quang nhận hình thành một đạo thanh thế khổng lồ huyết sắc phong bạo lấy rời núi lấp biển chi thế càn quét mà ra huyết sắc phong bạo những nơi đi qua lượng lớn huyết sắc quang nhận sen lẫn bay múa, bốn phía nước biển bắn ra kịch liệt bạo minh thanh âm, mang theo khó mà hình dung lực lượng hủy diệt, đụng vào thẩm lãng đánh ra vô số phi kiếm. Phanh phanh phanh, phanh huyết sắc phong bạo cùng mảng lớn phi kiếm đụng vào nhau, trói tai oanh tạc âm thanh làm người sợ hãi, toàn bộ đáy biển đều tại oanh minh rung động. Song phương công kích trong lúc nhất thời lại rằng co không ngớt. ngó nó, thật sự là tà môn, mây bỏ cặp thánh sử sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn đánh giá thấp thẩm lãng bản lĩnh vốn cho rằng cái này giả mạo hải tộc tu sĩ, nhiều lắm là cùng hải tộc gà mờ la thiên thượng tiên đồng dạng, không chịu nổi một kích. Ai ngờ đối phương một kích lực lượng vậy mà có thể địch nổi thần thông của mình, cái này cùng mây bỏ cặp thánh sử trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Làm tam thánh giáo xếp hạng thứ năm thánh sử, mây bỏ cặp thánh sử tự nhiên không cho phép mình bại bởi loại tiểu nhân vật này, dốc hết toàn lực phóng xuất ra trong cơ thể hỗn độn linh lực, trong chốc lát lệnh thần thông uy lực tăng vọt hơn ba thành, thẩm lãng thi triển vạn kiếm tể phi mặc dù hậu kinh người phần, nhưng cuối cùng vẫn là trở ngại tu vi bên trên tranh lệch, dần dần không địch tấn công đến huyết sắc phong bạo. Chỉ thấy máu sắc phong bạo điên cuồng phun trào lan tràn, ngăn chặn thẩm lãng toàn lực phóng thích ra phi kiếm, cũng cấp tốc hướng phía thẩm lãng cuốn tới. Huyền tiên thuật, huyền quy thổ tức, cũng may thẩm lãng có lòng đà tử như thế một cái giúp đỡ, lòng đà tử thấy thẩm lãng ra tay về sau, tự nhiên cũng không dám nhản dỗi, khô quát thô giáp hai tay cấp tốc hướng dưới thân cự quy huyễn linh mai rùa bên trên nhấn một cái, đánh vào rất nhiều hỗn độn linh lực. Giống, kia cự quy huyễn linh há miệng phun ra ra một đạo cột sáng màu xanh, lấy lay trời chi thế đụng vào mây bỏ cạp thánh sử phóng thích ra huyết sắc phong bạo. Dầm dầm rầm lại là một trận trời sập nát oanh minh tiếng nổ tung, thẩm lãng cùng long đạt tử hai người hợp lực, cuối cùng là ngăn cản được mây bỏ cạp thánh sử thần thông. Đưa thân vào bên trong đáy biển, thẩm lãng thi triển vạn kiếm tề phi cái này đạo cao cấp huyền tiên thuật, tự thân cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều hỗn độn linh lực, đây là một cái ưu thế thật lớn. Thẩm lãng mượn cái này ưu thế, đang không ngừng phóng thích phi kiếm đồng thời, lật tay tế ra luyện yêu hồ, cấp tốc hướng phía luyện yêu hồ bên trong đánh vào rất nhiều hỗn độn linh lực. Ong ong ong, luyện yêu hồ hấp thu thẩm lãng đánh ra hỗn độn linh lực, bắn ra đủ mọi màu sắc linh quang, nắp ấm nhảy lên không ngớt, phảng phất có đổ vật gì liền phải ấm sứt mà ra. Luyện yêu hồ, ngươi là thiên tuyển giả, Mây bỏ cặp thánh sử trông thấy thẩm lãng tế ra luyện yêu hồ, đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh hét ra âm thanh, nháy mắt phản ứng lại. chương 3925, vây công huyết ảnh thiên hạt. Thân là tam thánh giáo thánh sử, mây bỏ cặp thánh sử những năm này tự nhiên cũng được biết thiên tuyển giả tin tức. Vài ngàn năm trước, cương trảm thánh sử không thể bắt sống thiên tuyển giả, ngược lại bị đánh thành trọng thương tin tức, tại tam thánh giáo bên trong thật đúng là gây nên một trận oanh động. Lúc ấy cương trảm thánh sử vì bảo trụ một điểm mặt mũi, đành phải cho thẩm lãng đánh giá rất cao. Cái này khiến còn lại mây bỏ gặp mấy tên thánh sử, tưởng rằng thiên tuyển giả tuần tự diệt sát ti giả, viêm hoàng, huyền u, bá đao trở bốn tên thánh sử. Mặc dù những cái này thánh sử phần lớn đều là thẩm lãng tham dự diệt sát, mà không phải đơn độc đánh chết, nhưng xen vào tử ảnh giáo chủ đối thiên tuyển người coi trọng trình độ, truyền đến mây bỏ gặp thánh sử trong tai tin tức, liền biến thành là thiên tuyển giả diệt sát đi những cái này thánh sử. Lần này đột nhiên gặp phải thiên tuyển giả, để mây bỏ cạp thánh sử thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đã bị các hạ biết suốt thân phần, vậy liền mời các hạ mang theo bí mật này, vĩnh viễn biến mất. Thẩm lãng trong mắt sát cơ lộ ra, trong tay luyện yêu hồ hấp thu đủ nhiều hỗn độn linh lực về sau, nắp ấm tự hành bắn ra, liên tiếp bắn ra 12 đạo bóng đen. Giống, những bóng đen này ấm sứt mà ra về sau, cấp tốc ngưng tụ thành thực thể, hóa thành thân hình to lớn dị chủng vô thú, trong miệng phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ, cuồng bạo vô cùng khí tức hung sát để người tê cả ra đầu. Cầm đầu là hai con thượng cấp chân linh gai bạc hải mã, có la thiên thượng tiên tu vi, chính là thẩm lãng thu phục hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão hồn phách. Giết, thẩm lãng ra lệnh một tiếng, hai con gai bạc hải mã dẫn mười con dị chủng vu thú, bao bọc vây quanh mây bọ cạp thánh sử. Hai con gai bạc hải mã trong lỗ mũi dẫn đầu phun ra ra lượng lớn kim sắc lôi đình, còn lại dị chủng vu thú cũng nhao nhao thi triển ra thần thông công kích. Các loại hàn mang hỏa diễm phong bạo lôi điện trùm sáng cùng nhau hướng phía mây bỏ cạp thánh sử oanh sát mà đi. Mây bỏ cặp thánh sử bên này còn tại ngăn cản thẩm lãng cùng long đà tử thi triển ra thần thông công kích, hoàn mỹ phân tâm. Thiên hạt chân thân, mắt thấy gai bạc hải mã cùng dị chủng vu thú đông đảo thần thông công kích giống như như bài sơn đảo hải đánh tới, rơi vào đường cùng, mây bỏ cặp thánh sử đành phải hóa thành bản thể, trong miệng phát ra chấn thiên gào thét. Tiếng gầm gừ bên trong, mây bỏ cặp thánh sử toàn thân nhấc lên trùng thiên huyết quang, hóa thành một con thân dài vạn trượng màu nâu cự hạt. Cự hạt toàn thân màu nâu đỏ lân giáp, như là đỏ tinh thạch óng ánh chói mắt, to lớn tinh hai mắt màu đỏ giống như bánh xe, lóe ra khát máu tia sáng. Thật dài đuôi bọ cặp sáng loáng quang tỏa sáng, phần đuôi bên trên còn có một cây trắng kiện đen nhánh độc châm, độc châm mặt ngoài lượn lờ lấy một tia huyết khí, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Mây bọ cặp thánh sử bản thể là đỉnh cấp chân linh huyết ảnh thiên hạt, chính là lấy phòng ngự lực cường đại lấy xưng đỉnh cấp chân linh. Mắt thấy đông đảo dị chủng vô thú công kích đánh tới, huyết ảnh thiên hạt thân thể nháy mắt co lại thành một đoàn, lực phòng ngự nhảy lên tới cực hạn lân giáp bên trên che kín tầng tầng huyết quang sau một khắc rầm rầm rầm, rất nhiều công kích đánh trúng huyết ảnh thiên hạt thân thể phát ra dày đặc lại chói tai kích động âm thanh động tính cực lớn tại gai bạc hải mã cùng đông đảo dị chủng vô thú công kích phía dưới huyết ảnh thiên hạt bản thể chỉ là liên tiếp rung động lân giáp sát ngoài thế mà không hư hao chút nào thẩm lãng sắc mặt trở nên có chút khó coi nghĩ thầm phải giải quyết tên này tam thánh giáo thánh sử quả nhiên không dễ dàng Tam thánh giáo xếp hạng thứ 7 8 9 người thánh sử đều đã treo, xếp hạng thứ 6 minh phong thánh sử lúc trước hắn cũng đã gặp, bài trừ những người này, trước mắt tên này thánh sử yếu nhất cũng là xếp hạng thứ 5 thánh sử, muốn đem nó diệt sát tuyệt không nhẹ nhóm. Vừa rồi vì kêu gọi luyện yêu hồ những cái này khí linh, thẩm lãng đã hao tổn hơn phân nửa hỗn độn linh lực. Đại ca, mau tới giúp ta, thẩm lãng thừa dịp gai bạc hải mã dẫn theo 10 con dị chủng vô thú công kích thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất tế lên quảng thiên cung mở ra quảng thiên cung cửa điện hướng quảng thiên cung bên trong viên vương khởi sướng truyền âm. Hiền đệ, bao tải trên người ta, viên vương tâm thần lĩnh hội, lúc này dẫn theo liên hợp đại quân tất cả thiên tiên tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra quảng thiên cung. Đây là, Long đà tử thấy thẩm lãng thế mà lợi dụng pháp bảo thả ra lượng lớn tu sĩ, nhìn một trận trợn mắt hốc mồm. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện phát động công kích bọn này tu sĩ, huyết ảnh thiên hạt cũng có chút mộng. Liên hợp đại quân chúng thống lĩnh nghe lệnh, cho ta lên. Viên vương không có hỏi thăm thẩm lãng tiền căn hậu quả, ngay lập tức hiệu lệnh liên hợp đại quân tất cả thiên tiên tu sĩ, hướng phía huyết ảnh thiên hạt khởi xướng công kích mãnh liệt. Tiếng giống vừa rơi xuống, viên vương dẫn đầu công kích, trực tiếp hóa thân thành cự viên dáng vẻ, tay cầm một cái to lớn kim sắc khai sơn đao, hung tàn ngang ngược hướng phía huyết ảnh thiên hạt xung phong mà đi. Trong tay hắn cái này kim sắc khai sơn đao linh quang kinh người, chính là bá đao thánh sử thiếp thân chiến đao đổ long khai sơn đao. Tại vài ngàn năm trước cùng cương trảm thánh sử một trận chiến bên trong, viên vương bàn long trụ tổn hại, thẩm lãng liền đem bá đao thánh sử tiên bảo đồ long khai sơn đao đưa cho viên vương, là chủ lực tiên bảo sử dụng. Cái này đồ long khai sơn đao mặc dù hư hại nghiêm trọng, nhưng tóm lại là một kiện tịch linh cấp tiên bảo, uy lực so với bàn long trụ chỉ mạnh không yếu, viên vương tay cầm bảo vật này, ngược lại là có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Cửu muội chân hỏa, viên vương trong miệng phát ra một tiếng chân uống, trong tay Đồ Long Khai Sơn đao lưỡi đao đột nhiên dâng lên mảng lớn cửu muội chân hỏa, hóa thành hỏa diễm trường đao, uy lực dâng lên ba thành. Tại Quảng Thiên cung bế quan nhiều năm như vậy, Viên Vương cũng nghiên cứu ra một chút hữu dụng thần thông, cửu muội chân hỏa liền là một cái trong số đó. Trong nháy mắt, Viên Vương lấn người mà tới, hai tay nắm chặt hỏa diễm trường đao, nặng nề mà hướng phía huyết ảnh thiên hạt bổ bổ tới. La Thiên Thượng Tiên, huyết ảnh thiên hạt cảm thấy được Viên Vương tu vi cùng trong tay hắn Đồ Long Khai Sơn đao không dám đón đỡ dưới tình thế cấp bách toàn lực phung vẩy lên đuôi sắt hướng phía đánh tới đổ long khai sơn đao quang tới keng đinh tai nhức óc kim loại kích động tiếng vang triệt bốn phía huyết ảnh thiên hạt đuôi bỏ cặp đụng vào đồ long khai sơn đao trên lưỡi đao bắn tung tóe ra trùng thiên huyết mang cái này huyết ảnh thiên hạt không hổ là xếp hạng thứ năm thánh sử đuôi sắt một kích trấn khai viên vương trong tay hỏa diễm trường đao nhưng mà đây mới là vừa mới bắt đầu giết cửu đầu đại vương ngọc la sát bạch trần Thần Tú, Hạ Linh Nhi, Hạ San, Mỹ Nhi, Lan Tiên, Tuyệt Trần Lão Tổ, Yêu Nguyệt Thánh Nữ, Hồng Lăng Đế Nữ, Luyện Cốt Chân Nhân chờ đông đảo thiên tiên tu sĩ nhao nhao phát động công kích. Vẹn vẹn một hơi thời gian bên trong, liền có mấy trăm đạo kín không kẽ hở công kích đánh tới. Huyết ảnh thiên hạt đành phải co lại thành một đoàn, toàn lực phòng thủ chúng tu sĩ tiến công. Huyền tiên thuật, vạn kiếm tể phi, thẩm lãng cũng tiếp tục phóng xuất ra rất nhiều phi kiếm, vô số phi kiếm giống như mưa như chút nước như mưa to đánh úp về phía huyết ảnh thiên hạt. Hai con gai bạc hải mã cùng 10 con dị chủng vô thú cũng ra sức phát động công kích. Thấy thẩm lãng đột nhiên nhiều nhiều như vậy giúp đỡ, lòng đà tử chấn kinh sau khi, trong lòng minh bạch nhất định phải đứng tại thẩm lãng bên này, mình cũng tranh thủ thời gian thi triển thần thông, hướng huyết ảnh thiên hạt phát động công kích. Dầm dầm dầm, huyết ảnh thiên hạt thừa nhận áp lực thật lớn, hoa mắt công kích rơi vào hắn lân giáp vỏ ngoài, bắn ra từng đợt bén nhọn tiếng vang chói tai dù là hắn sát ngoài lại thế nào cứng rắn, cũng chịu không được loại trình độ này dày vò. Rất nhanh, huyết ảnh thiên hạt sát ngoài lân giáp ra bị nẻ hư hại, sắc bén rác hút bên trong tuôn ra lượng lớn mực tàu sắc máu tươi, miệng bên trong phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. chương 3926, Thiên sát độc châm. Mây bỏ cặp thánh sử đại khái là nhất khổ cực thánh sử, vừa ra trận, liền thảm tao vây công. Vô số đạo công kích ép huyết ảnh thiên hạt không thở nổi. Thẩm lãng một người, cộng thêm luyện yêu hồ triệu hoán đi ra hai con gai bạc hải mã cùng đông đảo dị chủng vu thú tự thân chiến lực tuyệt đối có thể sánh vai phổ thông sơ giai la thiên thượng tiên dưới mắt lại có viên vương cùng long đà tử hai tên đường đường chính chính la thiên thượng tiên giúp đỡ phối hợp liên hợp đại quân đông đảo thiên tiên tu sĩ hợp lực cho dù là mây bỏ cặp thánh sử đối mặt như thế hung tàn công kích cũng bất lực trong lúc nhất thời bị đánh không có chút nào sức đối kháng đông 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 chói tai tiếng nổ từng cơn sóng liên tiếp huyết ảnh thiên hạt rất nhanh liền chống đỡ không nổi toàn thân cao thấp bị oanh kích ra lượng lớn vết thương máu trào như suối giống huyết ảnh thiên hạt phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét sau đó bốc cháy lên tự thân tinh huyết cùng nguyên khí toàn thân cuốn lên thịnh như liệt dương huyết quang ý đồ bỏ chạy rời xa các hạ vẫn là ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi thẩm lãng hai mắt nổi lên giày đặc sát cơ từng chữ nói ra quát lạnh lên tiếng chuyện cho tới bây giờ hắn tự nhiên sẽ không để huyết ảnh thiên hạt rời đi nếu không hết thảy đều đem thất bại trong gang tấc thẩm lãng toàn lực thôi động lên trong tay luyện yêu hồ, luyện yêu hồ bắn ra mảng lớn hắc quang, bị hai con gai bạc hải mã cùng 10 con dị chủng vô thú lần lượt hấp thu. Đông đảo dị chủng vô thú cùng nhau ngăn chặn huyết ảnh thiên hạt đường đi, toàn thân đẫm máu huyết ảnh thiên hạt điên cuồng vung vẩy lấy đuôi sắt, ý đồ giết ra một đường máu. Trước sau năm con dị chủng vô thú bị huyết ảnh thiên hạt đuôi bỏ cặp đánh chúng, hóa thành một đoàn hắc khí biến mất. Mắt thấy huyết ảnh thiên hạt liền phải giết ra khỏi trùng vây. Tất cả tu sĩ nghe lệch nhanh chóng ngăn lại kẻ này, không muốn thả đi cái này bỏ cạp xúc sinh. Viên vương xông thẳng lên trước, cuốn lấy huyết ảnh thiên hạt, trong tay đồ long khai sơn đao bốc cháy lên hừng hực cửu muội chân hỏa, hóa thành kim sắc huyễn ảnh, hướng phía huyết ảnh thiên hạt dừng lại cuồng chặt. Phẫn thú máu, thẩm lãng giải phóng phẫn thú yêu phách, hóa thành kim tình thạch viên dáng vẻ, cuốn lên một cỗ dòng nước vòng xoáy xông thẳng lên trước, tại ngăn lại huyết ảnh thiên hạt đường đi đồng thời, điên cuồng phát động công kích. Long đà tử cũng không còn giấu rốt, lúc này hóa thân thành một vai gánh cự sơn còng xuống cự nhân lấy to lớn thân hình phong bế huyết ảnh thiên hạt đường đi vung lên trên vai cự nham sơn hướng phía huyết ảnh thiên hạt khởi xướng công kích mãnh liệt chúng tu sĩ chặn đứng mây bỏ cặp thánh sử đường đi nhiều mặt phây công mây bỏ cặp thánh sử liên tiếp chúng chiêu toàn thân máu thịt be bét bộ dáng vô cùng thê thảm lại tiếp tục như thế hắn thật muốn bị đánh chết tươi coi như mây bỏ cặp thánh sử lại thế nào không cam tâm giờ phút này cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa, hắn đè nén xuống trong lồng ngực khuất nhục cùng phẫn nộ, hai mắt sung huyết, trong miệng phát ra cuồng loạn gào thét cương trảm đại ca, mau tới cứu ta. Huyết ảnh thiên hạt bốc cháy lên tự thân hồn lực, trong miệng phát ra một đạo chấn thiên động địa bạo tiếng giống, kiệt tiếng giống to lớn, chân bốn phía nước biển tầng tầng nổ lên, bạo minh bốc lên, liên hợp đại quân một chút tu vi lệch yếu thiên tiên thống lĩnh màng nhĩ đều bị rung ra máu tới. Cuồn cuộn sóng âm hướng phía nơi xa đáy biển lan tràn mà đi không tốt, kẻ này tại đưa tin cầu Việt, mọi người nhanh chóng nhanh đem nó diệt sát. Thẩm lãng hai mắt mở tròn vo, đem trong cơ thể hỗn độn linh lực vận chuyển tới cực hạn, đang thi triển vạn kiếm tề phi đồng thời, hai tay vung vẩy lên tuyên hoa diều to bản, phía sau phẫn thú hư ảnh cũng cua lợi trảo, đem chiến lực phát huy đến cực hạn, hung tàn công kích lên huyết ảnh thiên hạt. Hai con gai bạc hải mã cũng dẫn theo 10 con dị chủng vu thú. Hồn thiên chiến khí, viên vương toàn thân cuốn lên một cỗ hồn thiên chiến khí, thân xác lực lượng tăng vọt, càng thêm ra sức công kích huyết ảnh thiên hạt. Long đà tử vung lên cự nham sơn điên cuồng hướng phía huyết ảnh thiên hạt đập tới, bên cạnh thân cự quy huyễn linh cũng há miệng phun ra ra một đạo cột sáng màu xanh, toàn lực tiến công. Giết, cửu đầu đại vương, thần tú, ngọc la sát, hạ linh nhi, yêu nguyệt thánh nữ trở lượng lớn thiên tiên tu sĩ cũng sử xuất tất cả vốn liếng phối hợp thẩm lãng viên vương cùng long đà tử ba tên cao thủ chu diệt huyết ảnh thiên hạt dầm 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 đáy biển bốn phía vang lên thiên băng điện liệt tiếng nổ vang. Vẹn vẹn người hơi thời gian qua đi, huyết ảnh thiên hạt đã là toàn thân nứt ra, máu tươi bão táp, khi tức trên diện rộng suy yếu, đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Uống, thầm lãng quát to một tiếng, trong tay tuyên hoa diều to bản chém chúng huyết ảnh thiên hạt chán, phía sau phẫn thú hư ảnh cũng phát ra chấn thiên nộ hống, vung vẩy lên cự sơn song trào, gần như là đồng thời đánh chúng huyết ảnh thiên hạt đầu. Hai bút cùng vẽ, huyết ảnh thiên hạt đầu bị đánh ra một đạo to lớn vết thương rất lớn huyết động, giữ tợn đáng sợ. Thân bị thương nặng huyết ảnh thiên hạt ý thức bắt đầu mơ hồ, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Mây bỏ cặp thánh sử nằm mộng cũng nghĩ không ra mình sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Sớm biết ngày này chọn người thiết kế phục kích ám toán mình, mình lúc trước liền không nên một thân một mình truy sát tới, mây bỏ cặp thánh sử hối hận phát điên. Mặc dù hắn vừa rồi đã phát ra đưa tin, nhưng chờ cương chảm thánh sử cùng minh phong thánh sử chạy đến, rau cúc vàng đều muốn lạnh. Nhận lấy cái chết, thẩm lãng viên vương chờ tu sĩ thần sắc ngang ngược, chuẩn bị khởi sướng một kích cuối cùng. Thiên tuyển giả, muốn ta mây bỏ gặp tung hoành thiên khung tiên vực nửa đời, hôm nay lại sẽ gặp người ám toán, đáng hận a à. Bản thánh làm liền xem như hồn phi phách tán, cũng phải kéo người đệm lưng. Mây bỏ gặp thánh sử trong miệng phát ra điên cuồng chi cực tiếng giống giận dữ, thanh âm như vạn đạo kinh lôi nổ vang. Trong một chớp mắt, huyết ảnh thiên hạt phần đuôi đen nhánh độc châm bắn tung tóe ra cực thịnh hắc mang, đem bốn phía hết thảy đều phủ lên thành mực tàu sắc, đưa tay không thấy được năm ngón, cực đoan kinh dị đáng sợ. T, Thẩm Lãng đột một cảm giác được mình bị một cỗ cường đại đến cực hạn khí cơ khóa chặt, nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên, đổ rút một hơi hàn khí. A a a, huyết ảnh thiên hạt trong miệng phát ra cuồng loạn hét to thanh âm, hắn đem tự thân còn lại nguyên khí cùng hồn lực đều quán chú đến đuôi bỏ cặp chỗ độc châm bên trong, chỉ thấy độc châm kia bắn ra hắc quang càng ngày càng kịch liệt, xuyên suốt ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Hiền đệ coi chừng, viên vương nháy mắt cảm thấy được nguy cơ, lúc này vung lên đồ long khai sơn đao, ra sức hướng phía huyết ảnh thiên hạt đuôi bỏ cạp chém vào mà đi. Đáng tiếc, đã trễ, đỉnh cấp huyền tiên thuật, thiên sát độc châm, mây bỏ cạp thánh sử trong miệng phát ra điên cuồng hung lệ bạo minh, hắn đã hoàn thành sau cùng xúc thế, chút xuống tất cả lực lượng, đem đuôi bỏ cạp độc châm bắn tung ra. Hưu, đuôi bỏ cặp đen nhánh độc châm bắn ra, bén nhọn chói tai bạo liệt tiếng oanh minh để người mất thông. Độc châm mang theo không gì sánh kịp lực lượng, trực tiếp đánh úp về phía thẩm lãng chán, cây kim thậm chí hình thành một đạo vòng xoáy màu đen, tràn ngập hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Hỏng bét, thẩm lãng dọa đến mặt như màu đất, hắn đã tới không kịp né tránh, đành phải đem bất động kim thân quyết thôi động đến cực hạn, trước người ngưng tụ ra một mặt kim quang lấp lánh phủ văn tấm thuẫn, tấm thuẫn mặt ngoài dũng động lít nha lít nhít phù văn màu vàng, ý đồ ngăn cản được mây bỏ cạp thánh sử trước khi chết một kích. Oanh, một đạo thiên băng điện liệt tiếng nổ vang vang lên, thẩm lãng thi triển bất động kim thân quyết ngưng tụ ra phù văn tấm thuẫn vẻn vẹn chỉ trèo chống một cái chớp mắt, liền bị đen nhánh độc châm lấy thế tội khô lạp hủ phá vỡ, đâm thẳng thẩm lãng mặt, khiến người tê cả ra đầu. Chương 3927, mây bỏ cạp thánh sử chết. Hiền đệ, nhị ca, thẩm lãng, giờ khắc này, khoảng cách thẩm lãng gần đây viên vương cửu đầu đại vương cùng ngọc la sát ba người đồng thời lên tiếng kinh hô mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ trong lúc nguy cấp long đà tử tay mắt lanh lẹ tay phải đột nhiên hướng phía bên cạnh thân cự quy huyễn linh đánh ra một đạo linh quang chỉ thấy kia cự quy huyễn linh cấp tốc hóa thành một mặt to lớn thanh quang lòe lòe mai rùa tấm thuẫn đi hóa thành còng xuống cự nhân long đà tử ra sức đem mặt này mai rùa tấm thuẫn ném ném ra ngoài hô 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 to lớn màu xanh mai rùa giống như một tấm đĩa sắt tại thẩm lãng trước người ngưng tụ ra kim quang tấm thuẫn bị đánh xuyên một nháy mắt, ngăn tại thẩm lãng trước người. Cơ hồ là cực kỳ nguy cấp, viên kia thiên sát độc châm vừa lúc đâm vào mai rùa bên trên. Ngay sau đó, ầm, một đạo long trời lở đất dọa người nổ vang âm thanh truyền đến, nương theo lấy một đạo rên rỉ rú thảm thanh âm, mai rùa bị uy lực kinh người thiên sát độc châm đánh nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Long đà tử lấy cái này trở huyền quy huyễn linh tính mạng làm đại giá, ngăn cản thiên sát độc châm một nửa uy năng. Cho dù hóa giải một nửa uy năng, cái này Thiên Sát Độc Châm lực lượng vẫn như cũ khiến người dùng mình tuyệt không phải thẩm lãng có thể lấy bình thường thủ đoạn có thể ngăn cản được thần thông Tam Thánh Giáo tất cả Thánh sử bên trong chỉ có Quy Tà Đại Thánh làm khả năng tại bổ hao tổn tự thân tình huống dưới thi triển đỉnh cấp Huyền Tiên thuật, mà Cương Chạm Thánh sử mặc dù cũng nguyễn cưỡng có thể thi triển đỉnh cấp Huyền Tiên thuật, nhưng cần đánh đổi khá nhiều. Mà Mây bỏ cặp Thánh sử là cái trường hợp đặc biệt, hắn lấy hao tổn tự thân lượng lớn hồn lực cùng nguyên khí làm đại giá đánh ra bản mệnh độc châm, uy lực có thể đạt đến đỉnh cấp huyền tiên thuật tiêu chuẩn. Hưu, thiên sát độc châm đánh nát mai rùa về sau, tiếp tục mang theo kinh dị vô cùng lực lượng hủy diệt, trực tiếp đâm về thẩm lãng chán, tốc độ nhanh khiến người giận sôi. Mắt thấy đây hết thảy tất cả thiên tiên tu sĩ tất cả đều biến sắc, đặc biệt là thẩm lãng những cái kia đạo lữ, từng cái mặt mày trắng bệch, sợ hãi chi cực. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời điểm, thẩm lãng tâm mạch chỗ đột một sáng lên một đạo thịnh như liệt dương kim mang, đột nhiên phá thể mà ra, lấy xé tinh diệt ngày chi thế đụng vào đánh tới thiên sát độc châm, ầm um, nổ vang tiếng như trời trong phích lịch phá thể mà ra cái này đạo kim mang chính là hồi lâu chưa ra hỏa tiêm thương khí linh cảm nhận được chủ nhân gặp nạn hỏa tiêm thương quả nhiên vẫn là tại thời khắc mấu chốt ra tới cứu chủ tam tiêm thương đầu bắn ra kim quang lấp lánh mạnh mẽ chống đỡ đột kích thiên sát độc châm phát ra bén nhọn chói tai bạo minh rung động không thôi thẩm lãng hai mắt như điện lấy tốc độ nhanh nhất nắm chặt hỏa tiêm thương khí linh điên cuồng hướng phía khí linh bên trong quán chú hỗn độn linh lực. Hỏa tiêm thương, cho ta ngăn trở. Theo thẩm lãng quát to một tiếng, hỏa tiêm thương thương anh tử diễm bùng lên, bay ra hung lệ vô cùng tử sắc hỏa xà, cùng nhau đụng vào to lớn thiên sát độc châm. Dầm dầm rầm màng lớn tử vi thiên hỏa oanh minh bạo liệt, cùng thiên sát độc châm tán phát ra hắc quang năng lượng dây dưa va chạm, thanh thế dọa người. Hỏa tiêm thương khí linh kịch liệt dung chuyển, thẩm lãng đem toàn thân hỗn độn linh lực quán chú trong đó, cuối cùng là miễn cưỡng ngăn cản được cái này miếng hung hiểm vạn phần thiên sát độc châm. Trong lòng thở dài một hơi, không, đây không có khả năng, mắt thấy mình liều chết một kích đều không thể diệt sát thẩm lãng, mây bỏ cặp thánh sử tâm tính quả thực muốn bạo tạc, hắn khí há mồm liên phun máu tươi, phát ra bi phẫn vô cùng tiếng giống giận dữ. Tam thánh giáo chó săn, cho lão tử đi chết, thẩm lãng thừa dịp mình trạng thái còn tốt, nắm chặt tam tiêm thương, cánh tay phải nổi gân xanh, hỏa tiêm thương lượn lờ lấy tám con kinh dị kinh khủng tử sắc hỏa xà hướng phía thân xác thùng trăm ngàn lỗ huyết ảnh thiên hạt đâm thẳng mà ra một thương này băng ngày sâu nguyệt hủy thiên diệt địa không sinh cơ suy nhược huyết ảnh thiên hạt lại không một tia lực lượng phòng ngự trong miệng phát ra cuối cùng một đạo không cam lòng giống giận gào thét âm thanh về sau liền bị hỏa tiêm thương khí linh đánh trúng âm âm vô tận kim quang cùng lửa tím bay lên đem huyết ảnh thiên hạt thân xác hoàn toàn thôn phệ bao phủ năng lượng kinh khủng bạo liệt tứ tán đáy biển như là phát sinh động đất đồng dạng cuồng bạo dòng nước càn quét bốn phía. Một kích qua đi, huyết ảnh thiên hạt hình thể triệt để chia năm xẻ bảy, thân xác sụp đổ. Mây bỏ cạp thánh sử, chết. Hỏa tiêm thương khí linh cũng hóa thành lấm ta lấm tấm vệt sáng, tràn vào nhục thân của mình bên trong. Có lẽ là thẩm lãng thần hồn cường độ so sánh trước kia trên diện rộng đề cao, cho nên lần này vận dụng hỏa tiêm thương khí linh hao tổn hồn lực cũng không nhiều, sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Luyện yêu hồ, thu, thẩm lãng lật tay tế ra luyện yêu hồ, đem trong cơ thể còn lại tất cả hỗn độn linh lực toàn bộ đánh vào luyện yêu hồ bên trong, ý đồ lấy đi huyết ảnh thiên hạt hồn phách. Hô hồ hô hô, trong hách nhiên, luyện yêu hồ bên trong đột nhiên cuốn lên mảng lớn màu xanh phong bạo, càn quét huyết ảnh thiên hạt tàn khu thi thể, đem huyết ảnh thiên hạt bị hao tổn hồn phách trói buộc, sinh sôi lôi kéo tiến luyện yêu hồ bên trong. Nhưng mà, luyện yêu hồ đang hút đi huyết ảnh thiên hạt một nháy mắt, trong bầu phát ra một trận bành 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 trầm đục thanh âm, dung chuyển bất ổn, kia huyết ảnh thiên hạt hồn lực quá mức gắt gỏng cường đại, thế mà tại phản kháng luyện yêu hồ chói buộc lực lượng. Đây là tại huyết ảnh thiên hạt hồn thể trọng thương trạng thái, nếu như là huyết ảnh thiên hạt hồn phách hoàn hảo không chút tổn hại, thẩm lãng chỉ sợ đều không chế trụ nổi cường đại như vậy hồn phách. Cho ta thành thật một chút, thẩm lãng suốt mồ hôi chán, tiếp tục không ngừng hướng phía luyện yêu hồ bên trong đánh vào hỗn độn linh lực, ý đồ ổn định huyết ảnh thiên hạt hồn phách. Rằng co sau một lúc, huyết ảnh thiên hạt hồn phách xem như an phận xuống dưới, nhưng lại thôn vệ hấp thu luyện yêu hồ bên trong mấy chục con lệch yếu dị chủng vu thú hồn phách. Loại tình huống này cũng coi như bình thường, luyện yêu hồ bên trong phong ấn đông đảo hồn phách một khi lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn, cường đại hồn phách liền sẽ thôn vệ hết nhỏ yếu hồn phách. Huyết ảnh thiên hạt hồn thể bị hao tổn, chỉ bằng cái này hư hại luyện yêu hồ năng lượng, còn không biết muốn ôn dưỡng đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục hồn lực. Thôn vệ hết cái khác dị chủng vu thú hồn phách, có thể tăng tốc huyết ảnh thiên hạt hồn thể tốc độ khôi phục. Sau một lúc, thẩm lãng cuối cùng là có thể đem huyết ảnh thiên hạt hồn phách mệnh lệnh tự nhiên trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng cái này huyết ảnh thiên hạt tốt xấu khi còn sống là tam thánh giáo thánh sử hồn phách lực lượng cần phải gai bạc hải mã chi lưu mạnh nhiều lắm tuyệt đối có thể trở thành mình chủ lực giúp đỡ thu phục huyết ảnh thiên hạt về sau thẩm lãng nhanh chóng thu nhặt mây bỏ cặp thánh sử trên thi thể còn sót lại nhẫn chứa đồ vội vàng hướng phía long đà tử ôm quyền nói tạ cảm tạ long đạo hữu ân cứu mạng vừa rồi nếu không phải long đà tử tại thời khắc mấu chốt ngăn lại viên kia thiên sát độc châm một nửa uy năng mình chỉ bằng vào hỏa tiêm thương khí linh nhưng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được thiên sát độc châm nói đến long đà tử xem như cứu mình một mạng thẩm đạo hữu nói quá lời người ta lúc trước đã có ước định trợ giúp lẫn nhau cũng là phải chỉ là không biết bên cạnh ngươi những cái này đạo hữu là long đà tử nhìn xem viên vương chờ một đám tu sĩ tâm tình hơi có chút khẩn trương long đạo hữu không cần phải lo lắng đây đều là thẩm mỗ hảo hữu Dưới mắt tình huống nguy cấp, chờ thoát thân về sau, thẩm mỗ lại đến giới thiệu cho người giới thiệu ta những người bạn này. Thẩm lãng dứt lời, lập tức tế ra Quảng Thiên Cung, đang muốn để viên vương chờ tu sĩ trở về Quảng Thiên Cung. Lúc trước mây bỏ cặp thánh sử đã phát ra đưa tin thông báo cương trảm thánh sử, đoán chừng cương trảm thánh sử rất nhanh liền sẽ dẫn đầu tam thánh giáo tu sĩ đuổi theo, dưới mắt không phải chính diện cứng rắn đối phương thời cơ tốt nhất, thẩm lãng vẫn là quyết định sớm làm thoát đi nơi đây, cùng đối phương quần nhau. Coi như hắn nghĩ như vậy thời điểm, thứ gì, viên vương hai mắt nổ bắn ra tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đáy biển, cảnh giới lên tiếng. Chỉ thấy nơi xa đáy biển, lại có mảng lớn quỷ dị xương đen phun trào mà đến, lan tràn tốc độ nhanh vô cùng. chương 3928, xương đen, kia xương đen cực kỳ quỷ dị, đem những nơi đi qua hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn, kín không kẽ hở. Thẩm lãng phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng là tam thánh giáo thánh sử đuổi đi theo, nhưng cẩn thận quan sát, phát hiện cái này cuồn cuộn xương đen không hề giống là thần thông gì công kích. Chỉ là trong một chớp mắt, che ngập bầu trời xương đen cuốn tới, như vật sống, hướng phía đám người tuôn ra mà đến, phóng xuất ra khí tức khủng bố để người dùng mình. Mọi người coi chừng, thẩm lãng lập tức có loại cực kỳ dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian thi triển phòng ngự thần thông, ý đồ ngăn cản xương đen. Theo che khuất bầu trời xương đen bay lượn mà đến, thẩm lãng bỗng cảm giác một cỗ cường đại đến khó có thể tin hấp lực tác dụng trên người mình trong lòng kinh hãi vô cùng đáng chết cái này rốt cuộc là thứ gì thẩm lãng mặt mày dữ tợn ý đồ giấy dụa phản kháng lại tốn công vô ích cuối cùng bị quỷ dị xương đen sinh sôi nuốt vào a à, không chỉ là thẩm lãng bốn phía tu sĩ cũng lần lượt phát ra kêu sợ hãi thanh âm một màn quỷ dị xuất hiện chỉ thấy cái này xương đen lại trực tiếp đem tu sĩ cuốn đi theo cuồn cuộn xương đen vút qua hiện trường tất cả tu sĩ tất cả đều bị xương đen thôn vệ hầu như không còn, như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Chấm, ngay tại nửa nén hương thời gian trước, Uyên Long Sơn hạ giới thông đạo lân cận, tam thánh giáo tu sĩ ngay tại trắng trận đồ sát hải tộc. Tình hình chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, hải tộc tu sĩ bị chém giết bảy tám phần. Tất cả hải tộc tu sĩ trên người chữ vật túi cùng nhẫn chứa đồ đều bị đều đoạt lại, đưa đến tam thánh giáo trên chiến thuyền. Cương Trảm Thánh Sử cảm thấy hải tộc bọn này rác rưởi không xứng làm đối thủ của mình, dứt khoát lười nhác động thủ, phối hợp tại hạ giới thông đạo lân cận bố trí lên cấm chế kết giới, thuận tiện về sau để Tam Thánh giáo tu sĩ thu hoạch nguyên thạch. Minh Phong Thánh Sử thì tay cầm một thanh sắc bén chi cực huyết sắc bảo thước, cùng hải tộc tộc trưởng cùng hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão chém giết đánh nhau chết sống lên, chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão chiến lực không tốt, lần lượt bị Minh Phong Thánh Sử trong tay huyết sắc bảo thước đánh chúng, thân chịu trọng thương. Trong đó một tên thái thượng trưởng lão nửa cái bả vai đều bị bảo thước gọt xuống dưới, máu trào như suối, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Hải tộc tộc trưởng thực lực chỉ có thể coi là qua quyết bình bình, nhưng mặc trên người một kiện dung linh cấp mặc hình tiên bảo bảo giáp, lực phòng ngự dị thường kinh người. Minh Phong Thánh Sử trong tay huyết sắc bảo thước mấy lần đánh chúng hải tộc tộc trưởng thân thể, phần lớn lực lượng tất cả đều bị trên người hắn ngân sắc bảo giáp chống đỡ cản lại, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đối hải tộc tộc trưởng tạo thành thương tổn quá lớn. Mắt thấy thời gian ngắn không cách nào cầm xuống hải tộc tộc trưởng, Minh Phong Thánh sử trọng điểm đối phó lên hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão. Dù sao cũng là tam thánh giáo xếp hạng thứ sáu thánh sử, Minh Phong Thánh sử toàn lực xuất kích, thuần thục, liền đem hai tên hải tộc thái thượng trưởng lão tại chỗ chém giết đánh chết, cướp đi nhẫn chữ vật của đối phương. Mắt thấy hai tên thái thượng trưởng lão cùng đông đảo tộc nhân chết đi, hải tộc tộc trưởng trong lòng bi phẫn đan sen, trong miệng phát ra điên cuồng khuất nhục giống giận gào thét ta hải tộc cùng chư vị cũng không thủ oán chư vị vì sao muốn xâm phạm tộc ta lãnh địa thống hạ sát thủ người tộc trưởng địa hư cái này thiên uyên hải lúc nào biến thành các người loại này tôm tép lãnh địa rồi minh phong thánh sử một bên quơ trong tay huyết sắc bảo thức khởi xướng công kích mãnh liệt một bên cười nhạo lên tiếng các hạ nếu có dị nghị đại khái có thể thật tốt thương lượng không cần thiết làm ra loại này ác độc hành vi a Hải tộc tộc trưởng kiệt lực thôi động trong tay kim sắc tam xoa kích, điên cuồng chống đỡ lên minh phong thánh sử công kích, mặt mày giữ tợn chi cực. Liền như người loại này đồ rác rưởi cũng xứng cùng chúng ta tam thánh giáo bản điều kiện. Bản thánh làm liền nói cho người đi, thiên uyên hải đã bị ta tam thánh giáo tiếp quản, các người ở đây đạt được tất cả nguyên thạch, đều phải cho bản thánh làm ngoan ngoãn phun ra. Minh phong thánh sử sắc mặt âm hàn, trong tay huyết sắc bảo thước kích xạ ra rất nhiều huyết sắc quang nhận, đụng vào hải tộc tộc trưởng trên người ngân sắc bảo giáp, bắn ra chói tai bén nhọn kim ngọc kích đụng thanh âm. Hải tộc tộc trưởng bị kích thương đẩy lui, mặt như màu đất, hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao Uyên Long Sơn đổ sụp tin tức nhanh như vậy liền bị tiết lộ ra ngoài. Hải tộc lâu dài sinh hoạt tại bạo loạn hải vực, tin tức bế tắc, đối tam thánh giáo hoàn toàn không biết gì, căn bản không biết thiên mộc thiên khung thiên mang tam đại tiên vượt ra một cái lợi hại như vậy thế lực. Nói đến, lần này tam thánh giáo tu sĩ đột nhiên đến đây bạo loạn hải vực, chủ yếu là thuộc tử ảnh giáo chủ mệnh lệnh, lâm thời đến đây chấp hành nhiệm vụ. Trước đây không lâu, từ ảnh giáo chủ dự đoán thiên uyên hải chính giữa uyên long sơn định đem sụp đổ, liền mệnh lệnh cương trảm thánh sử dẫn đầu mây bỏ cạp thánh sử cùng minh phong thánh sử, cùng mấy vạn tên tam thánh giáo thiên tiên tu sĩ đến đây bạo loạn hải vực, thu thập uyên long sơn sụp đổ sau sản xuất nguyên thạch kết tinh. Đáng nhắc tới chính là, từ tam thánh giáo tại vài ngàn năm trước chiếm lĩnh thiên mục tiên vực về sau, liền tại thiên mục tiên vực kiến tạo rất nhiều truyền tống trận, thuận tiện tam thánh giáo đại quân điều động. Trừ phổ thông truyền tống trận bên ngoài, Tam Thánh Giáo còn không tiếc đầu nhập vào lượng lớn tài lực, tại thiên mục tiên vực kiến tạo vài tòa cấp thế giới truyền tống trận. Trong đó có truyền tống trận có thể chống đỡ đa thiên uyên hải trung bộ, có thể tiết kiệm rất nhiều lúc ra biển ở giữa, cũng vì Tam Thánh Giáo sau này chinh phục cái khác tiên vực làm đủ chuẩn bị. Lần này cương trảm thánh sử dẫn đầu nhóm này Tam Thánh Giáo tu sĩ, chính là lợi dụng Tam Thánh Giáo tại thiên mục tiên vực kiến tạo cấp thế giới truyền tống trận, tất cả khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đến bạo loạn hải vực. Không bao lâu, tất cả hải tộc tu sĩ toàn bộ bị giết, chỉ còn lại hải tộc tộc trưởng một người tại kéo dài hơi tàn. Cho dù hải tộc tộc trưởng người xuyên lực phòng ngự kinh người bảo giáp, tại Minh Phong Thánh Sử mưa to gió lớn công kích phía dưới, thân thể của hắn cũng bị chấn thương, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, bảo giáp mặt ngoài hiển lộ ra lượng lớn pha tạp nhỏ vụn vết rách. Hải tộc tộc trưởng càng đánh càng sợ, cuối cùng rốt cục gánh không được áp lực, khuất nhục cầu hòa, đạo hữu mời dừng tay, ta nguyện ý giao ra tất cả nguyên thạch khẩn cầu đạo hữu thả ta một con đường sống. Minh Phong Thánh Sử căn bản không để ý đến hải tộc tộc trưởng kêu to, càng phát ra hung ác phát động công kích, bày ra một bộ không đem đối phương diệt sát, thề không bỏ qua biểu lộ. Đúng lúc này, cương trảm đại ca, mau tới cứu ta. Nơi xa đáy biển đột nhiên truyền đến một đạo như tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, giống như thiên lôi điếc tai, vang vọng bốn phương. Ngay tại thi pháp bố trí kết giới cương trảm thánh sử hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cương trảm sư huynh, là mây bỏ cạp thanh âm. Trong khi đánh nhau chết sống Minh Phong Thánh Sử sắc mặt đại biến, kinh hét ra âm thanh. Cương Trảm Thánh Sử nháy mắt phản ứng lại, giận mắng lên tiếng, "Má nó, vừa mới chạy trốn kia hai cái cá lọt lưới có vấn đề." Minh Phong, người nhanh đi chi viện mây bỏ gặp, lão tử diệt đi cái này hải tộc rác rưởi về sau, tự sẽ đuổi kịp ngươi. Vừa mới nói xong, Cương Trảm Thánh Sử quay người hướng phía hải tộc tộc trưởng xung phong mà đi, rút ra phía sau Thiên Hoàng Cự Kiếm, lộ hung quang. Huyền Tiên Thuật, Kinh Hoàng Kiếm Quyết cương trảm thánh sử toàn lực thi pháp trong tay thiên hoàng kiếm hóa thành tre ngập bầu trời kim sắc kiếm võng làm sụp đổ ngày sâu nguyệt chi thế đánh trúng hải tộc tộc trưởng hình thể to lớn đế hoàng hải mã trúng kiếm võng một kích thân thể bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài há miệng phun huyết thân xác mặt ngoài ngân giáp bị kiếm võng oanh kích ra lượng lớn vết rách trong chốc lát gần như sụp đổ chương ba hàn đàm cùng không gian độc lập cương trảm thánh sử chiến lực trên diện rộng mạnh hơn minh phong thánh sử một kích sức mạnh, khủng bố như vậy. Tốt, Minh Phong Thánh Sử thấy cương trảm Thánh Sử tự mình động thủ, lên tiếng về sau, liền vứt bỏ hải tộc tộc trưởng quay người hướng phía mây bỏ cặp Thánh Sử la lên cầu cứu vị trí bay trốn đi. Cương trảm Thánh Sử thì tiếp tục lên đối phó hải tộc tộc trưởng Hải tộc thu tập được tuyệt đại bộ phận nguyên thạch, hẳn là đều tại cái này hải tộc tộc trưởng trong tay, cho nên cương trảm Thánh Sử ưu tiên đối phó cái này hải tộc tộc trưởng chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đoạt lại nguyên thạch. Chỉ có đạt được đầy đủ số lượng nguyên thạch, hắn mới tốt hướng từ ảnh giáo chủ phục mệnh giao nộp cương trảm thánh sử toàn lực thôi động trong tay thiên hoàng kiếm cự kiếm bắn ra vạn đạo kim quang lấy long trời lở đất chi thế lại lần nữa đánh chúng hải tộc tộc trưởng thân xác lần này thiên hoàng kiếm lại trực tiếp phá vỡ đối phương bên ngoài thân ngân giáp đem xuyên thủng đế hoàng hải mã ngực bụng đâm xuyên ra một đạo dữ tợn đáng sợ lỗ máu Phốc, đế hoàng hải mã trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi hoảng sợ muôn dạng khó có thể tin trước mắt cái này cương chảm thánh sử chiến lực so vừa rồi đối thủ kia thế mà còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Hải tộc tộc trưởng tự biết không thể cứu vãn, lập tức tâm như cho tàn, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bọn này xúc sinh giết sạch hải tộc tộc nhân, ngay cả mình cũng phải chôn thây nơi đây. Bây giờ cho dù chết, hắn cũng tuyệt không thể để bọn này xúc sinh đạt được nửa điểm chỗ tốt. Bản hoàng không chiếm được đồ vật, các người bọn này đồ hỗn trướng cũng mơ tưởng được. Đế hoàng hải mã trong miệng phát ra cuồng loạn gầm thét, điên cuồng bốc cháy lên tự thân nguyên khí cùng hồn lực, lấy tốc độ nhanh nhất từ trong ngực lấy ra một con to lớn quái dị ốc biển, đặt ở bên miệng thổi vang lên. Ô ô ô, đế hoàng hải mã đem tự thân sở hữu nguyên khí cùng hồn lực toàn bộ phun ra, rót vào trong ốc biển bên trong, ốc biển vang lên ô ô thanh âm, quái dị chói tai, làm cho tâm thần người hỗn loạn, bực bội vô cùng. Lão tử cũng không có thời gian nhìn ngươi đùa nghịch tạp kỹ, ngoan ngoãn đi chết đi. Cương trảm thánh sử tưởng rằng đối phương trước khi chết phò đã mẻ không sợ rơi cử độc, dứt khoát cũng không nghĩ lãng phí thời gian, huy kiếm một chém. Thiên hoàng kiếm mang theo một đạo cực thịnh kim mang từ đế hoàng hải mã đầu lâu chỗ vút qua. Nương theo lấy phốc phốc một tiếng vang trầm, cương trảm thánh sử gọn gàng mà linh hoạt đem đế hoàng hải mã đầu lâu cho chém rơi xuống. Rất nhiều màu lam máu tươi từ đế hoàng hải mã đoạn thủ chỗ nước cuồn cuộn mà ra, đem quanh mình mảng lớn nước biển nhuộm thành màu lam. Cương chảm thánh sử một kiếm hủy đi đế hoàng hải mã thân xác cùng hồn thể, khiến cho thần hình câu diệt, kia to lớn ốc biển cũng rơi rơi xuống. Tam thánh giáo tu sĩ nghe lệnh, các người tiếp tục canh giữ ở nơi đây, tận khả năng thu thập cái này đáy biển vòng xoáy bên trong phun ra đến tinh thạch, lão tử đi một chút sẽ trở lại. Cương chảm thánh sử hướng quanh mình tam thánh giáo thiên tiên tu sĩ hạ một đạo mệnh lệnh về sau, đang muốn đuổi theo minh phong thánh sử. Kết quả đúng lúc này, ngao, đáy biển bốn phía, lại đột nhiên vang lên một đạo cực kỳ quái dị tiếng thú gào trong tiếng hô dường như sen lẫn ngập trời tức giận ngay sau đó mảng lớn xương đen như gió bão từ đằng xa cuốn tới chỉ là trong nháy mắt cũng đã lấn người mà tới toàn bộ đáy biển tựa hồ cũng bị mảnh này xương đen bao bọc thứ gì cương chảm thánh sử nhướng mày chỉ cảm thấy mình thân xác dường như đang bị một loại nào đó không biết tên lực lượng lôi kéo thôn phệ tất cả tam thánh giáo tu sĩ cũng đều cảm nhận được cỗ này không biết lực lượng tồn tại lập tức rối loạn tưng bừng, thấp thỏm lo âu. Đột nhiên ở giữa, cương trảm thánh sử thậm chí đều không có thời gian phản ứng, liền cảm giác cỗ lực lượng này trở nên cực kỳ khổng lồ khủng bố, nhục thân của mình còn chưa kịp ngăn cản, liền bị xương đen thôn vệ hấp thu. Xương đen một quyển mà qua, bao quát cương trảm thánh sử ở bên trong tất cả tam thánh giáo tu sĩ toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Chấm, không biết qua bao lâu, thẩm lãng mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng từ trong bóng tối thanh tỉnh lại, đại não choáng váng vô cùng, toàn thân một trận đau nhức. Thở thật lâu, thẩm lãng thật vất vả mới khôi phục ý thức, bỗng nhiên phát hiện mình đang nằm đổ vào một chỗ trong hàn đàm ương trên đá lớn, hai bên đều là chảy xiết đầm nước, hàn khí bốn phía. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hàn đàm hai bên đều là cao cao vách đá, một chút không nhìn thấy nó đỉnh. Dưới mắt mình dường như ở vào hai ngọn núi lớn sơn giản dưới đáy trong hàn đàm. Cái này, đến cùng là địa phương nào? Thẩm lãng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn nhớ rõ ràng, mình trước đó thân ở tại bạo loạn hải vực bên trong đáy biển, bị quỷ dị xương đen thôn phệ, sau đó liền đã bất tỉnh. Làm sao sau khi tỉnh lại, lại đột nhiên xuất hiện ở loại địa phương này? Thẩm Lãng trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý đến nói, đáy biển không thể lại xuất hiện đại sơn cùng hàn đàm loại hình cảnh mạo, nơi này đầm nước cũng không phải nước biển, Thẩm Lãng còn có thể hô hấp đến không khí mới mẻ. Đây hết thảy, thực sự là quá mức quái dị. Không nghĩ ra, Thẩm Lãng cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn ngồi thẳng lên, vừa mới chuẩn bị độn không bay ra ngoài lúc, lại phát hiện trong cơ thể giống tuếch, lại cảm giác không đến hỗn độn linh lực tồn tại, lập tức sắc mặt đại biến. Sách, hóa ra là không gian độc lập, kinh hãi sau khi, thẩm lãng chật chật lưỡi, hắn ý thức được, mình hơn phân nửa xâm nhập cái nào đó không gian độc lập bên trong. Loại tình huống này, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Bình thường chỉ có tại đỉnh cấp không gian độc lập bên trong, lực lượng pháp tắc mới cùng ngoại giới khác biệt, Ví dụ như Ngũ Trang Quan Thần Anh kết giới cùng Hoa Quả Sơn không gian độc lập. Sáng tạo không gian độc lập đại năng tu sĩ có thể ở một mức độ nào đó thiết hạ cùng ngoại giới pháp tắc khác nhau lực lượng, nhưng phần lớn đều chỉ giới hạn trong đối ngoại lai tu sĩ năng lực áp chế. Chân tiên giới bên trong đại đa số không gian độc lập đều là tiên phủ, tiên phủ chủ nhân tự nhiên không hy vọng mình tiên phủ bên trong có khách không mời mà đến, cơ bản đều sẽ thiết hạ các loại hạn chế, ví dụ như phong ấn hoặc là che đậy kẻ ngoại lai hỗn độn linh lực cái này cùng thẩm lãng hiện tại chỗ gặp phải tình huống cùng loại. Trừ phi tu sĩ bản thân tu vi vượt qua tiên phủ chủ nhân hoặc bố trí không gian độc lập tu sĩ, nếu không tự thân là không cách nào chống lại không gian độc lập bên trong lực lượng pháp tắc. Thẩm lãng cảm thụ một trận nhãn hạ cái này không gian độc lập bên trong rất nhiều hạn chế, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Đưa thân vào chỗ này không gian độc lập bên trong, tu sĩ trong cơ thể hỗn độn linh lực sẽ bị toàn bộ phong ấn, không cách nào rút ra một tia. Kể từ đó, mình liền không cách nào độn không, cũng vô pháp tế ra pháp bảo. Nói tóm lại, nơi này không gian độc lập, gần như phong ấn tu sĩ tất cả năng lực, cái này so hoa quả sơn không gian độc lập hạn chế còn lớn hơn. Thẩm lãng có chút đau đầu, việc cấp bách, vẫn là muốn trước tìm tới đạo lữ của mình huynh đệ, cùng liên hợp đại quân tu sĩ khác. Lúc trước kia sương đen đem tất cả tu sĩ đều nuốt vào, viên vương chờ tu sĩ khẳng định cũng cuốn vào mảnh này không gian độc lập bên trong. Nếu như chỉ là như vậy, thế thì còn tốt. Mặc dù đưa thân vào chỗ này không gian độc lập bên trong không cách nào vận dụng hỗn độn linh lực, nhưng chân tiên thân xác thập phần cường đại, chỉ cần cái này không gian độc lập bên trong không có cái gì sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn hẳn là không đến mức gặp phải quá lớn nguy hiểm. Cũng không biết tam thánh giáo những tu sĩ kia có hay không cuốn vào nơi đây, vạn nhất bọn hắn cũng bị cuốn vào, tình huống coi như phiền phức. Thẩm lãng thanh tình một chút đầu não, quyết định trước tiên tìm tìm ra đường. chương 3930, vô tình gặp gỡ yêu nguyệt thánh nữ. Giờ phút này, thẩm lãng đưa thân vào sơn giản hàn đàm hẹp dài vô cùng, bốn phía tràn ngập một cỗ bạch vụ, trước sau đều thấy không rõ con đường. Đầm nước cực sâu, dòng nước dị thường chảy xiết, dưới mắt tu vi hoàn toàn không có, thẩm lãng quyết định hành sự cẩn thận, hắn nắm lấy hai bên vách đá, hướng phía hàn đàm phía trước ghé qua, ý đồ tìm tới vượt qua hàn đàm. Cái này hàn đàm so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn dài, thẩm lãng trọn vẹn ghé qua nửa nén hương thời gian, tốc độ cũng không tính chậm, vẫn không có nhìn thấy cuối con đường tiếp tục ghé qua một trận, Thẩm Lãng đột nhiên nhìn thấy phía trước thạch trên bờ nằm vật xuống lấy một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, mảnh mai cao gầy, đùi ngọc thon dài, hình dáng hình như có chút quen thuộc. Thẩm Lãng chấn động trong lòng, vội vàng mặc đi tiến lên. Thoáng tiến lên, Thẩm Lãng liền nhận ra cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp bản tôn, không khỏi lên tiếng kinh hô: "Yêu Nguyệt cô nương." Thạch trên bờ nằm vật xuống lấy nữ tử váy trắng cũng không chính là Yêu Nguyệt thánh nữ. Yêu Nguyệt thánh nữ váy áo lộn xộn, toàn thân ướt sũng té nằm bên bờ một khối lớn trên tảng đá. Nơi này là, tựa hồ là nghe được thẩm lãng tiếng hô hoán, yêu nguyệt thánh nữ mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, thon thon tay ngọc vuốt vuốt đầu, một lát còn khó khôi phục thanh tình. Đúng lúc này, hàn đàm dưới đáy đột một vang lên hưu 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 thanh âm, dường như quái vật khổng lồ du động thanh âm. Thứ gì, thẩm lãng nháy mắt bị kinh động, lập tức có loại dự cảm xấu. Sau một khắc, ba một tiếng nổ vang, sóng nước ngập trời chỉ thấy trong hàn đàm lại xông ra một con thân dài mấy trăm trượng hoa ban cự mãng, mở ra miệng to như chậu máu, đột một hướng phía yêu nguyệt thánh nữ cắn. Yêu nguyệt cô nương coi chừng, thẩm lãng cách yêu nguyệt thánh nữ còn có đoạn khoảng cách, không kịp hành động, trong miệng phát ra kinh uống thanh âm. Yêu nguyệt thánh nữ mới từ trong hôn mê tỉnh lại, ý thức không rõ. Mắt thấy cự mãng cách mình không đến 10 mét khoảng cách, yêu nguyệt thánh nữ cái này mới phản ứng được, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, ý đồ phản kích, lại phát hiện trong cơ thể hỗn độn linh lực rất khó vận chuyển gần như đình trệ cứ như vậy kia cự mãng lại một hơi đem yêu nguyệt thánh nữ nuốt vào hỏng bét thẩm lãng sắc mặt đại biến lấy kia cự mãng khổng lồ hình thể mà nói cũng là tâm huyết dâng trào nuốt mất yêu nguyệt thánh nữ nuốt xong về sau thế mà trực tiếp rời đi không để ý đến hình thể như con kiến hôi thẩm lãng xúc sinh lưu lại cho ta thẩm lãng tự nhiên thuận tay rời lên bên bờ một tảng đá lớn ra sức hướng phía cự mãng đầu lâu ném mà đi Đông, cự thạch tinh chuẩn không sai đập trúng cự mãng, phát ra một cái trầm đục âm thanh. T, thủ kích cự mãng giận tím mặt, quay người nhìn chằm chằm thẩm lãng, linh hoạt như rắn trườn lao đến, lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, đang muốn đem thẩm lãng nuốt vào trong bụng. Thẩm lãng không có chống cự, ngược lại là thả người nhảy lên, tiến vào cự mãng trong miệng. Xông vào cự mãng trong bụng, một đường lảo đảo, rốt cục lăn xuống tại thực chỗ. Bốn phía là nhúc nhích nhục bích, khắp nơi đều là chất nhầy, tản ra khiến người buồn nôn chi cực hôi chua vị. Vừa lúc yêu nguyệt thánh nữ liền tê liệt ngã xuống tại bên người mình, thẩm lãng nhanh lên đem nàng đỡ lên, yêu nguyệt cô nương, người không sao chứ. Trải qua loại này buồn nôn sự tình, yêu nguyệt thánh nữ ý thức cũng thanh tỉnh hơn phân nửa ta không sao. Thẩm công tử, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ra ngoài. Yêu nguyệt thánh nữ che miệng mũi, biểu lộ cực kỳ khó chịu, thực sự là không thể chịu đựng được cử mãng trong bụng buồn nôn hoàn cảnh. Đừng lo lắng, ta cái này mang người ra ngoài. Thẩm lãng tay trái nắm ở yêu nguyệt thánh như eo nhỏ nhắn, tung người một cái, đi vào nhục bích phía trên, nhìn thấy cự mãng ngay tại khiêu động cầu lòng khuôn bẩn, như khiêu động như cự thạch, chính phát ra đông 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 tiếng vang. Uống, thẩm lãng hữu quyền phát lực, trùng điệp hướng phía cự mãng trái tim đập tới. Phanh một tiếng bạo hưởng, thẩm lãng quyền kình trực tiếp đánh nát cự mãng trái tim, hóa thành mảng lớn huyết thủy sền sệt vật. Cự mãng phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, to lớn đau đớn để nó khó mà chịu đựng điên cuồng tại trong đầm nước dẫy ruộa thân thể sóng nước ngập trời thẩm lãng tái xuất một quyền đập trúng thịt cự mãng vách tường trực tiếp đem thịt cự mãng thân đánh xuyên qua một đạo huyết thủy vẩy ra mà ra thẩm lãng phá vỡ thịt cự mãng thân ôm lấy yêu nguyệt thánh nữ nhảy lên đến bên bờ trái tim bị đánh nát cự mãng điên cuồng vặn vẹo sau một lúc dần dần không có khí tức chìm vào trong đầm nước hai người cuối cùng là thở dài một hơi yêu nguyệt thánh nữ nhịp tim một trận gia tốc thần sắc lúng túng ra thẩm lãng ôm ấp bình phục một chút cảm xúc về sau yêu nguyệt thánh nữ hướng phía thẩm lãng khom người đi một cái vái chào lễ mang theo một tia trạng thái nghẹn ngùng nói đa tạ thẩm công tử cứu mạng để công tử chê cười yêu nguyệt cô nương ngươi không có việc gì liền tốt tân thua thiệt có thể ở đây gặp gỡ ngươi thẩm lãng cười lắc đầu có thể nhìn thấy yêu nguyệt thánh nữ trong lòng của hắn ngược lại là an tâm cái này chứng minh tu sĩ khác hẳn là cũng còn sống thẩm công tử nơi này đến cùng là địa phương nào? Yêu Nguyệt Thánh Nữ nhịn không được hỏi. Thẩm lãng thở dài nói, ta cũng là vừa mới tỉnh lại, cũng không biết đây là nơi nào. Trước đó chúng ta tại bạo loạn hải vực bị kia cỗ xương đen thôn vệ về sau, liền xuất hiện tại nơi này, nơi đây lực lượng pháp tắc cùng ngoại giới khác biệt, đoán chừng là cái nào đó không gian độc lập. Thẩm lãng đem trong lòng phỏng đoán nói ra, yêu nguyệt thánh nữ mặt lộ vẻ kinh sợ, trầm ngâm nói, chúng ta êm đẹp tại đáy biển, làm sao lại bị không gian độc lập cho hút đi vào hẳn là nói nói yêu nguyệt thánh nữ dường như nghĩ đến cái gì nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc thẩm lãng gặp nàng bộ dáng này không khỏi hỏi yêu nguyệt cô nương người biết cái gì sao yêu nguyệt thánh nữ hít sâu một hơi gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói thẩm công tử có nghe nói qua thiên uyên hải có hồng hoang vô thú chấn hải kinh ẩn hiện tin tức thẩm lãng tâm thần chấn động dường như cũng liên tưởng đến cái gì hoảng sợ nói chẳng lẽ nói yêu nguyệt thánh nữ điểm nhẹ ngọc thủ không sai trong sách xưa mây Trấn hải kình hình thể cực lớn đến như cỡ nhỏ đại lục, lâu dài ẩn núp tại đáy biển, tương tự một mảnh to lớn bóng đen, há miệng nhưng thôn thiên vệ địa. Đủ loại này miêu tả, cùng chúng ta trước đó gặp phải tình huống giống nhau y hệt. Dùng cái này suy đoán, lúc trước xương đen rất có thể chính là trấn hải kình biến thành, chúng ta thì bị trấn hải kình cho nuốt vào đi. Yêu Nguyệt Thánh Nữ phán đoán nói, cái gì, thẩm lãng hít vào một hơi hàn khí, cao mày nói, thiên uyên hải trấn hải kình không phải sớm đã diệt việt sao? làm sao lại lại lần nữa hiện thế, còn có thể đem chúng ta nuốt vào. Yêu Nguyệt Thánh Nữ trầm ngâm một trận, nói, nếu như là còn sống chấn hải kinh, đem ta chờ nuốt vào trong bụng về sau, chúng ta khẳng định sẽ bị nó trong bụng năng lượng oanh sát đến chết. Loại này hồng hoang vô thú là tuyệt đối sẽ không cho phép mình trong bụng có vật sống tồn tại. Dưới mắt chúng ta không chỉ có còn sống, còn tới đến một chỗ không gian độc lập, đích thật là một kiện việc lạ. Nói xong, yêu Nguyệt Thánh Nữ hiếu kỳ hỏi, thẩm công tử, Lúc trước ngươi tại bạo loạn hải vực, tao ngộ qua cái gì dị thường sự tình sao?" Thẩm Lãng khẽ gật đầu, hắn đem Uyên Long Sơn sụp đổ, hạ giới thông đạo phun trào, cùng hải tộc các loại tin tức, hoàn toàn nói cho Yêu Nguyệt Thánh nữ. Xen lẫn đàn thú, thì ra là thế, Yêu Nguyệt Thánh nữ đôi mắt đẹp nổi lên một tia dị sắc. Chương 3931: Đi ra hàn đàm. Thẩm công tử nói hải tộc đã sinh hoạt tại trấn Hải Kình trong bụng, có lẽ có đặc thù biện pháp điều khiển cái này trấn Hải Kình thi thể cũng khó nói truyền thuyết ngũ đế thời đại thiên uyên hải cái này trấn hải kình tu vi đã đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên có lẽ còn sót lại tàn hồn cùng ý chí lực lượng bị hải tộc trưởng khống yêu nguyệt thánh nữ phỏng đoán nói đoán chừng cũng chỉ có khả năng này thẩm lãng nhíu nhíu mày hắn lúc trước ngược lại là đánh giá thấp hải tộc năng lực có lẽ là kia hải tộc tộc trưởng bị buộc đến cực hạn vận dụng bí pháp thả ra trấn hải kình thôn vệ khu vực phụ cận toàn bộ sinh linh sự tình như là đã phát sinh chúng ta không thể tại cái này dừng bước không tiến yêu nguyệt cô nương không ngại cùng thẩm mỗ đồng hành, đi trước tìm kiếm tu sĩ khác, trở về sau chúng ta lại nghĩ biện pháp rời đi chỗ này không gian. Tốt, tiểu nữ tử theo thẩm công tử cùng một chỗ hành động. Chẳng qua trước lúc này, tiểu nữ tử cần, ở đây tắm rửa một phen, còn muốn phiền phức thẩm công tử chờ một lát một lát. Yêu nguyệt thánh nữ hơi có chút lúng túng nói, vừa rồi nàng váy áo nhiễm lấy kia cự mãng trong cơ thể chất nhầy buồn nôn mùi, yêu nguyệt thánh nữ trời sinh thích sạch sẽ một khắc đều chịu không được mùi vị này chỉ muốn thật tốt tắm rửa tắm rửa một phen. Yêu nguyệt cô nương xin cứ tự nhiên, thẩm mỗ vì ngươi trông chừng. Thẩm lãng dứt lời, thả người nhảy đến trong đầm nước ương trên một tảng đá lớn, đưa lưng về phía yêu nguyệt thánh nữ, khoanh chân ngồi xuống. Yêu nguyệt thánh nữ mặc dù không lo lắng thẩm lãng sẽ nhìn trộm, nhưng nàng cho tới bây giờ không có ở một cái khác phái trước mặt tắm rửa tắm rửa, thực sự là để nàng có chút xấu hổ không chịu nổi. Hít sâu một hơi, yêu nguyệt thánh nữ cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, nàng không nghĩ để thẩm lãng chờ quá lâu, liền cấp tốc giải khai váy áo, đem trắng nõn hoàn mỹ thân thể không có vào trong đầm nước, tranh thủ thời gian bắt đầu tắm rửa. Thẩm lãng định lực cực mạnh, hắn sẽ không làm những cái kia không tôn trọng khác phái hành vi, ví dụ như nhìn lén người khác tắm rửa. Huống chi hắn đối yêu Nguyệt Thánh Nữ ép cây liền không có ý kiến gì. Yêu Nguyệt Thánh Nữ rửa sạch thân thể của mình về sau, đang chuẩn bị mặc quần áo. Đúng lúc này, tê, một trận âm trầm quái dị tiếng gào giết truyền đến. Hàn đàm một bên trên vách đá lại phi tốc bỏ đến một con cự hình con rết, thân dài đủ có vài chục mét, toàn thân đen nhánh, vô số chỉ vừa dài vừa nhọn chi trên chân hạ xúc động, đại đại hàm răng chính mở ra, phát ra tê tê giống như rắn độc tiếng kêu, dường như đem yêu nguyệt thánh nữ cùng thẩm lãng xem như món ăn trong mâm. Sau một khắc, chỉ thấy con ngô công kia như mũi tên nhọn hướng phía yêu nguyệt thánh nữ bay lượn mà đi, trong đầm nước yêu nguyệt thánh nữ giật nảy mình. Coi chừng, thẩm lãng lưu ý đến động tính, lập tức quay người, lên tiếng kinh hô. Yêu Nguyệt Thánh Nữ cấp tốc bình tĩnh lại, ngón tay ngọc nhỏ dài ngưng tụ ra một chút hỗn độn linh lực, đầu ngón tay bắn ra một đạo to bằng trứng ngỗng quang đạn, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh chúng con rết đầu. Chỉ nghe thấy đông một tiếng vang trầm, con rết đầu trực tiếp bị quang đạn xuyên qua nổ tung, máu tươi bão táp. Đông đông đông, Yêu Nguyệt Thánh Nữ đầu ngón tay liên tục bắn ra mấy đạo quang đạn, đem con rết thân thể oanh sát thành mấy đoạn, khiến cho chết ngay lập tức tại chỗ, lúc này mới thở dài một hơi thẩm lãng nhìn một trận trợn mắt hốc mồm nghĩ thầm nơi đây không gian rõ ràng phong ấn tu sĩ trong cơ thể hỗn độn linh lực vì sao yêu nguyệt thánh nữ còn có thể thi triển ra thần thông công kích thấy thẩm lãng nhìn mình cằm chằm yêu nguyệt thánh nữ lạnh như băng khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra một tia đỏ ửng lập tức dùng ngọc thủ che lại bộ vị mấu chốt thân thể mềm mại không để lại dấu vết lại lần nữa không có vào trong đầm nước nói khẽ thẩm công tử có thể né tránh ánh mắt tiếp tục thay tiểu nữ tử trông chừng một trận a à, thật xin lỗi ta không phải cố ý. Thẩm lãng cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian xoay người, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Hắn vừa mới hoàn toàn là bị yêu nguyệt thánh nữ thi triển thủ đoạn làm chấn kinh, cũng không muốn lấy tham dò yêu nguyệt thánh nữ thân thể. Yêu nguyệt thánh nữ thoáng bình phục một chút tâm tình, nàng bình thời luôn luôn lạnh lùng như băng, chỉ đối với mình tôn trọng tu sĩ mới có thể vẻ mặt ôn hòa. Nếu như là xa lạ tu sĩ dám dạng này nhìn thẳng thân thể của mình, yêu nguyệt thánh nữ nói ít cũng phải móc xuống ánh mắt của đối phương nhưng thẩm lãng là một ngoại lệ yêu nguyệt thánh nữ đối thẩm lãng đã có kính sợ lại có sùng bái còn kèm theo một chút hâm mộ nếu như thẩm lãng không có nhiều như vậy đạo lữ lời nói yêu nguyệt thánh nữ thậm chí đều không ngại để thẩm lãng nhìn nhiều vài lần nàng biết mỹ mạo của mình khí chất có một không hai thiên hạ trên đời gần như không có nam nhân có thể ngăn cản thẩm lãng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ chỉ tiếc thẩm lãng đạo lữ thực sự nhiều lắm không có có thể chứa đựng mình chỗ trống yêu nguyệt thánh nữ tâm tình có chút phức tạp nàng bài trừ trong đầu những cái này lung tung ngổn ngang ý nghĩ, cấp tốc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện màu vàng nhạt váy áo thay đổi. Thoáng chỉnh sửa lại một chút trang dung, yêu nguyệt thánh nữ thiếu một tia cao lãnh, nhiều hơn một phần lịch sự tao nhã, trang phục cách ăn mặc hơi có chút tiểu ra bích ngọc phong cách. Thật có lỗi thẩm công tử, để ngươi đợi lâu, yêu nguyệt thánh nữ hướng thẩm lãng khẽ gọi lên tiếng, vẫn như cũ duy trì cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm lãng chậm rãi quay người, còn muốn vì chuyện lúc trước xin lỗi, yêu nguyệt thánh nữ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu để hắn không cần để ở trong lòng thấy yêu nguyệt thánh nữ như thế thông tình đạt lý thẩm lãng có chút hổ thẹn vừa rồi thẩm mỗ thấy yêu nguyệt cô nương có thể thi triển thần thông hẳn là yêu nguyệt cô nương nhưng có phương pháp miễn trừ nơi đây không gian độc lập lực lượng pháp tắc thẩm lãng nhịn không được hỏi thẩm công tử có chỗ không biết tiểu nữ tử là thập đại tiên thể bên trong ngọc linh tiên thể tại cái này không gian độc lập bên trong thân xác cũng có thể sinh ra yếu ớt hỗn độn linh lực nhưng chỉ bằng vào điểm ấy hỗn độn linh lực thi triển ra thần thông thực sự là không đáng giá nhắc tới, duy nhất tác dụng, đoán chừng cũng chính là có thể mở ra nhẫn chứa đồ mà thôi. Thẩm công tử mời tiếp lấy, dứt lời, yêu nguyệt thánh nữ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh vô cùng sắc bén khai quang cấp tiên bảo chiến đao, ném cho thẩm lãng. Thẩm lãng tiếp nhận chiến đao, trong lòng thoải mái. Hắn sớm mấy năm tại Đông Thắng Thần Châu liền nghe nói qua yêu Nguyệt Thánh Nữ là Ngọc Linh Tiên thể tin tức, Ngọc Linh Tiên thể là chân tiên giới thập đại tiên thể một trong, tại thập đại tiên thể bên trong xếp hạng cuối cùng. Ngọc Linh Tiên thể tu sĩ có một loại đặc tính, chính là trong cơ thể có thể liên tục không ngừng sinh sôi ra hỗn độn linh lực, cái này cùng hỗn độn tiên thể năng lực hơi có chút tương tự, chỉ là hỗn độn linh lực sinh sôi tốc độ so với hỗn độn tiên thể chậm hơn rất nhiều mà thôi. Bất kể nói thế nào, có thể lợi dụng nhẫn chứa đồ, đây đã là ưu thế thật lớn. Thẩm Lãng sau khi nói cảm ơn, hai người tiếp tục hướng phía Hàn Đàm phía trước ghé qua cùng nhau đi tới hai người đụng phải các loại cổ quái kỳ lạ hung thú thú loại phần lớn thực lực yếu kém cho dù thực lực hơi mạnh một chút thú loại cũng không phải thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ hợp lại lực lượng mặc dù tu vi đánh mất nhưng thẩm lãng thân xác cực kỳ cường đại đủ để ứng phó những cái này đột phát tình trạng tìm tòi sau một lúc thẩm lãng cảm giác bên trong không gian này sinh linh không có chính mình tưởng tượng bên trong cường đại như vậy lá gan dần dần lớn lên ghé qua tốc độ đột nhiên tăng tốc cứ như vậy Trọn vẹn ghé qua hơn nửa canh giờ về sau, Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt Thánh Nữ hai người rốt cục đi ra Hàn Đàm. Hàn Đàm bên ngoài là một tòa thác nước lớn, Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt Thánh Nữ xông ra thác nước về sau, đi vào một tòa núi lớn chân núi. Sơn lâm bốn phía cỏ cây phong phú, phong cảnh thoải mái. Chương 3932, Lân Tộc cùng Vân Hải giới. Giờ phút này chính vào giữa trưa, giữa rừng núi ánh nắng mãnh liệt, trong núi cây rừng xanh biếc, xa xa không nhìn thấy cuối cùng, loạn thạch đá lởm chởm phong cảnh siêu quần suốt chúng, hướng mặt thổi tới gió nhẹ để thẩm lãng thần thanh khí thoải mái. Nghĩ không ra chỗ này không gian độc lập có thể có như thế cảnh mạo, quả thực để người líu lưỡi sợ hãi thán phục. Yêu Nguyệt Thánh nữ dường như cảm thấy được cái gì, phân ra trong cơ thể một tia hỗn độn linh lực truyền vào trong tai, nhạy cảm nghe được phía trước giữa rừng núi vang động thanh âm, nói thẩm công tử, phía trước hình như có động tĩnh truyền đến, chúng ta không ngại đi xem một chút. Yêu Nguyệt cô nương dẫn đường là đủ, thẩm lãng nhẹ gật đầu, lập tức đuổi theo yêu nguyệt thánh nữ, cấp tốc giữa rừng núi xuyên qua. Yêu nguyệt thánh nữ bao nhiêu còn bảo lưu lấy một tia tu vi, so lực cảm giác của mình muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hai người đại khái hướng núi rừng bên trong ghé qua trường trăm dặm, thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ tìm được thanh âm đầu nguồn. Trước mắt núi rừng bên trong, lại có ba bốn mươi tên toàn thân lân giáp cường tráng tráng hán, đang tay cầm trường mâu cung tiễn hoặc tấm thuẫn, đang cùng một con hình thể cực đại, đầu sinh xích xác bỏ rừng chém giết, tình cảnh nhiệt hỏa triều thiên những cái này tráng hán cùng phổ thông nhân tộc hình thể hình dạng không sai biệt lắm khác biệt duy nhất chính là trên thân mọc ra cùng loại vải cá lân giáp sau lưng mọc lên vây cá toàn thân cơ bắp cực kỳ rắn chắc lực lượng có chút cường đại thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ không vội mà hiện thân bọn hắn ẩn thân tại cây cao bên trên từ trên cao nhìn xuống quan sát một trận trước mắt những cái này tu sĩ hẳn là bản địa chủng tộc không thể nghi ngờ bằng không hình dáng tướng mạo sẽ không quái dị như vậy Bọn này người khoác lân giáp tráng hán hoặc là nâng mâu đâm thẳng, hoặc là cầm tiễn phát xạ, đoàn kết nhất trí. Bò, o, bò, o, lượng lớn công kích rơi vào xích giác bò rừng trên thân, lệnh xúc sinh này máu tươi tuôn ra, trong miệng phát ra thô trọng tiếng hét thảm. Cái này bò rừng không giống với trong thế tục xúc sinh, hình thể chừng cao năm, sáu trượng, da dày thịt béo, lực lượng cường đại, trong lúc nhất thời không dễ dàng như vậy bị đánh giết. Trong nháy mắt, xích xác bò rừng như nhãn bị loạn tiễn bắn trúng, chảy ra ra một đạo huyết tiến. Ngao, gặp cự sáng tạo bò rừng trong miệng phát ra cuồng bạo gầm thét, như xe tăng mạnh mẽ đâm tới. Chú ý phòng thủ, cầm đầu một đầu đội lam bảo thạch đồ trang sức trắng hán hét to lên tiếng. Chúng tộc nhân nhao nhao dựng lên trong tay cự hình tấm thuẫn, ngăn cản lên bò rừng va chạm, đi chân trần bò rừng lực lượng cường đại vô cùng, không ít tộc nhân đều bị đụng bay ra ngoài, thân xác ném bay ra ngoài. Mắt thấy các tộc nhân liền phải chịu không được, cầm đầu tráng hán trong tay ném ra một viên cổ quái màu lam tinh thạch, trong điện quang hỏa thạch đập chúng bỏ rừng thân thể. Đông một tiếng vang trầm, tinh thạch tại đánh chúng bỏ rừng một nháy mắt đột nhiên nổ tung, nổ phải bỏ rừng ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe. Chúng tộc nhân cũng nhao nhao ném ra trong ngực màu lam tinh thạch, như ném xạ thủ lựu đạn đồng dạng. Đông, 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 giữa rừng núi truyền đến từng đợt đất sung núi chuyển nổ vang. Thẩm Lãng nhìn liên tục lấy làm kỳ, loại này giống lựu đạn đồng dạng tinh thạch, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Một vòng oanh sát qua đi, bò rừng rốt cục ngã xuống đất, toàn thân đẫm máu, trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Liền trước mặt mọi người tộc nhân buông lỏng cảnh giác thời điểm, kia bò rừng lại đột nhiên đứng lên, hướng phía cái kia tên tuổi mang lam bảo thạch đồ trang sức tráng hán mãnh đụng tới. Đội trưởng coi chừng, chúng tộc nhân quá sợ hãi, cầm đầu tên kia tráng hán cắn chặt răng, ra sức đưa trong tay trường mâu nhận ra, đâm chúng bò rừng chán, nhưng không thể ngăn cản bò rừng va chạm xích xác bò rừng đã triệt để lâm vào điên cuồng giống như núi nhỏ va chạm mà đến mắt thấy liền phải đụng vào tên kia tráng hán đội trưởng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giữa rừng núi đột nhiên truyền đến một đạo tiếng thét thẩm lãng thân như bay yến từ cây cao bên trên bay lượn mà xuống tay cầm bảo đao nhắm ngay bò rừng đầu trâu đến một cái trọng bổ phốc phốc nương theo lấy một đạo trầm đục thanh âm xích xác bò rừng đầu trâu bị thẩm lãng một đao chém rơi xuống Đoạn thủ chỗ máu chảy như suối, bốn phía đoạn mộc đều bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Giơ tay chém xuống, Thẩm Lãng vững vàng rơi xuống đất, Yêu Nguyệt thánh nữ theo sát phía sau, người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thẩm Lãng một đao chém giết xích giác bò rừng tình cảnh, kinh ngạc đến ngây người những cái này tộc nhân. Dị tộc nhân, khi bọn hắn thấy rõ Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt thánh nữ hình dáng tướng mạo về sau, nhao nhao lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ cảnh giác. Thẩm Lãng đang muốn mở miệng không ngờ người đội trưởng kia chấn quát, nhanh chóng bắt hai cái này không rõ lai lịch gì tộc nhân. Tiếng giống vừa rơi xuống, đám người nhao nhao dơ lên trường mâu, tay cầm cung tiễn, đem thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ hai người bao bọc vây quanh, bay nhào tiến lên, ý đồ bắt sống hai người. Thẩm lãng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, không đợi bọn này tráng hán cận thân, hắn liền giãn ra song trường, như như ảo ảnh đánh ra, tinh chuẩn không sai đánh chúng bọn này tráng hán ngực bụng. Dầm dầm dầm, không đến một cái hô hấp ở giữa, trừ người đội trưởng kia bên ngoài tất cả tráng hán đều bị thẩm lãng trưởng phong đánh bay ầm vang ngã xuống đất tê răng nhếch miệng bò đều không đứng dậy được đây là thẩm lãng nương tay nếu không bọn này tên gia hỏa có mắt không chồng sớm đã bị hắn một trưởng vỗ chết rồi thẩm lãng tiến lên một bước quăng lên cái kia tên tuổi mang lam bảo thạch đồ trang sức tráng hán đội trưởng mặt không chút thay đổi nói vừa rồi ta cứu ngươi một mạng ngươi chính là đối đãi mình như vậy ân nhân cứu mạng sao thiếu làm bộ làm tịch dị tộc nhân mặc cho các người sử xuất loại nào mánh khóe, chúng ta lân tộc cũng sẽ không nhường ra nửa tấc lãnh thổ cho các ngươi. Tên này tráng hán đội trưởng nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên tiếng. Thẩm lãng nhíu nhíu mày, nói, ngươi cũng đừng lầm, chúng ta cũng không phải nơi này bản thổ trùng tộc, mà là từ ngoại giới mà tới. Thẩm lãng thoáng giải thích lên, liền nói mình là từ thiên uyên hải mà đến, cũng không phải là bản thổ tu sĩ. Cái gì, hai vị đúng là ngoại giới tiên nhân, tên kia lân tộc đội trưởng quá sợ hãi, nhiều lần đánh giá đến thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ. Hắn tại bản thổ hoàn toàn chính xác chưa thấy qua hình dáng tướng mạo giống như thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ trùng tộc như vậy, lúc này mới ý thức được mình mạo phạm hai người, cuống quyết dập đầu xin lỗi, lúc trước lầm đem hai vị tiên nhân nhận lầm thành dị tộc nhân, có nhiều đắc tội, thực sự thật có lỗi. Ngã xuống đất lân tộc người nghe xong là ngoại giới tiên nhân, từng cái phảng phất nhận kinh hãi, vội vàng hướng phía thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ dập đầu xin lỗi. Thấy bọn này lân tộc người đột nhiên khúng núm, thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Người không biết vô tội, lúc trước mạo phạm sự tình thì thôi. Người lại nói cho ta, nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Thẩm lãng đi thẳng vào vấn đề hỏi, tên kia lân tộc đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Hồi đại nhân, giới này tên là Vân Hải giới, chúng ta nơi này thì là Vân Hải giới Bắc Bộ Bắc Lân đảo, đảo chủ sinh hoạt phần lớn đều là lân tộc người. Hòn đảo, thẩm lãng cảm thấy ngoài ý muốn, liên tiếp đặt câu hỏi, Vân Hải giới hình dạng mặt đất như thế nào? Có bao nhiêu cùng loại dạng này hòn đảo, lại có bao nhiêu chủng tộc? Tên kia lân tộc đội trưởng giải thích nói, Vân Hải giới là từ to to nhỏ nhỏ hòn đảo cấu thành, chúng ta Bắc Lân đảo chỉ là Vân Hải giới bên trong chờ còn hơi nhỏ hòn đảo. Cùng loại dạng này hòn đảo tại Vân Hải giới chừng mấy ngàn nhiều, chủng tộc cũng có mấy ngàn. Các người Vân Hải giới nhưng có lối ra, mạnh nhất chủng tộc chiến lực như thế nào? Thẩm Lãng trực tiếp hỏi lên trọng điểm, cái này, truyền thuyết chỉ có thánh tộc khả năng tùy ý xuất nhập Vân Hải giới, trừ thánh tộc bên ngoài tất cả chủng tộc đều không thể rời đi Vân Hải giới. Chúng ta Vân Hải giới tất cả chủng tộc đều là phụ thuộc vào thánh tộc phía dưới, mạnh nhất chủng tộc tự nhiên cũng chính là thánh tộc. Lân tộc đội trưởng nói thẳng, chương 3933, Thánh đảo cùng lân tộc tộc trưởng. Thánh tộc, kia là chủng tộc gì? Thẩm lãng nhíu mày hỏi. Thánh tộc lại tên hải tộc, thống trị chúng ta vân hải giới. Thánh tộc tộc, tộc trưởng chính là chúng ta vân hải giới hải hoàng, trí cao vô thượng. Lân tộc đội trưởng giải thích nói. Thì ra là thế, thẩm lãng lông mày nhớn lên, lúc trước còn kỳ quái cái kia hải tộc tộc trưởng cũng dám nói sang hải hoàng, nguyên lai like chỉ là vân hải giới hải hoàng mà thôi. Đã hải tộc cũng tại vân hải giới bên trong, đủ để chứng minh cái này vân hải giới quả nhiên là trấn hải kình trong bụng không gian. Như lời ngươi nói cái kia thánh tộc, tộc địa ở nơi nào? Thẩm lãng tiếp tục hỏi, lân tộc đội trưởng trong lòng có chỗ do dự, hắn không biết những cái này ngoại giới tiên nhân mục đích như thế nào, nhưng nghĩ lại, thánh tộc tại vân hải giới cũng không tính là cái gì bí mật. Vì để tránh cho trêu chọc phải phiền phức, lân tộc đội trưởng thản nhiên nói ra, chúng ta vân hải giới chính giữa có một tòa tên là thánh đảo hòn đảo, thánh tộc hẳn là liền ở tại thánh đảo bên trong truyền thuyết thánh tộc tiên nhân có thông thiên triệt địa, rời núi lấp biển chi năng. Vân hải giới ngư nhân thường xuyên có thể nhìn thấy bay hướng thánh đảo sao băng, nghe nói đó chính là thánh tộc tiên nhân lúc phi hành tia sáng, chẳng qua gần đây lại là không chút xuất hiện qua. Lân tộc đội trưởng bổ sung một câu, biểu lộ hơi có vẻ cô đơn. Nếu không phải trăm năm trước thánh tộc đột nhiên rời đi, bây giờ vân hải giới cũng không đến nỗi loạn thành dạng này, bọn hắn lân tộc mỗi ngày đều phải vì dị tộc xâm lấn mà lo lắng hãi hùng. Thẩm lãng trong lòng hơi động, Chiếu lân tộc đội trưởng nói như vậy, hải tộc tu sĩ tại vân hải giới hẳn là có thể miễn trừ lực lượng pháp tác hạn chế, tu vi không bị ảnh hưởng. Thẩm công tử, chúng ta việc cấp bách là tìm tới cái khác thất lạc liên hợp đại quân thống lĩnh, nhưng dưới mắt chỉ bằng hai người chúng ta, nhất định là khó mà tìm kiếm toàn bộ vân hải giới. Chúng ta không ngại cùng cái này lân tộc tộc trưởng thương lượng một hai, nhìn xem có thể hay không mượn đối phương chủng tộc thế lực tìm kiếm cái khác thống lĩnh, hoặc là hướng toàn bộ vân hải giới tuyên bố tin tức yêu nguyệt thánh nữ hướng thẩm lãng khởi xướng một đạo truyền âm thẩm lãng cảm thấy có lý liền hướng phía lân tộc đội trưởng nói ta còn muốn biết một chút liên quan tới vân hải giới càng nhiều tin tức có thể hay không mang chúng ta đi gặp người tộc tộc trưởng cái này lân tộc đội trưởng lập tức có chút khẩn trương thẩm lãng trầm giọng nói ra yên tâm đi chúng ta cũng vô ác ý nói không chừng còn có thể cho người tộc mang đến không ít chỗ tốt tốt hai vị đại nhân mời theo ta đi tộc địa bộ lạc lân tộc đội trưởng cung cung kính kính nói hắn biết rõ bằng hai cái này ngoại giới tiên nhân bản lĩnh cho dù là lân tộc bên trong mạnh nhất chiến sĩ đoán chừng cũng không phải đối phương một hiệp chi địch đã ngăn không được vậy còn không như chủ động quy hàng cứ như vậy thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ đi theo bọn này lân tộc người tiến về đối phương tộc địa bộ lạc lân tộc người khiêng thẩm lãng vừa rồi chém giết bò rừng thi thể tựa hồ là đem nó xem như đồ ăn trên đường đi những cái này lân tộc người thỉnh thoảng đánh giá thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ ngoại giới tiên nhân đặc biệt dung mạo để hắn cảm giác 10 phần mới mẻ. Đặc biệt là yêu nguyệt thánh nữ, lân tộc người cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy nữ tính, đều có mấy tên lân tộc người nhìn si. Yêu nguyệt thánh nữ mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng mười phần chán ghét bị khác phái chăm chú nhìn, nàng thoáng vận chuyển trong cơ thể yếu ớt hỗn độn linh lực, toàn thân phóng xuất ra kinh người linh áp, nháy mắt chấn nhiếp những cái này lân tộc người, làm đối phương không còn dám nhìn. Thầm lãng vừa đi, bên cạnh cùng tên kia lân tộc đội trưởng trò chuyện một trận, hiểu rõ đến một chút liên quan tới Vân Hải giới tin tức. Vân Hải giới hình dạng mặt đất rất có điểm cùng loại với nhân giới Lâm Hải Thiên Sơn, từ to to nhỏ nhỏ hơn 3.000 cái hòn đảo tạo thành, gần như mỗi cái chủng tộc chiếm cứ lấy một hòn đảo. Đương nhiên, cũng có số ít chủng tộc mạnh mẽ chiếm cứ nhiều cái hòn đảo. Vân Hải giới tổng cộng có hơn 3.000 cái chủng tộc, tất cả chủng tộc tộc nhân đều bị xưng là ngư nhân, hình dáng tướng mạo cơ bản giống nhau, có chút cùng loại với nhân tộc cùng loài cá kết hợp thể. Liền lân tộc người mà nói, lân tộc tổng cộng có hai vạn tên tộc nhân không đến, tại Vân Hải giới hơn ba ngàn cái chủng tộc bên trong xếp hạng trung đẳng trách xuống dưới. Thẩm lãng từ tên này lân tộc đội trưởng trong miệng hiểu rõ đến, phần lớn đều là một chút cơ bản manh mối. Làm thẩm lãng hỏi lúc trước bọn này lân tộc người vì đối phó xích giác bò rừng mà ném màu lam tinh thạch là vật gì thời điểm, đối phương nhăn nhăn nhó nhó, tránh. Thẩm lãng cũng lười hỏi nhiều, dù sao chờ về sau thấy lân tộc tộc trưởng, hết thảy đều có thể hiểu rõ rõ ràng. Giữa rừng núi ghé qua tầm gần nửa canh giờ về sau, thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ rốt cục đi vào lân tộc tộc địa bộ lạc. Lân tộc bộ lạc không lớn, chiếm diện tích mấy chục dặm mà thôi, vừa lúc kẹp ở hai ngọn núi lớn chính giữa, lân tộc tộc địa bốn phía còn vây lên cao cao tường thành, đề phòng xâm nghiêm. Tên kia lân tộc đội trưởng cũng là phí một phen công phu, mới nói phục thủ vệ, dẫn thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ tiến vào lân tộc tộc địa bộ lạc. Bộ lạc bên trong kiến trúc phần lớn đều là lấy thạch đầu đắp lên mà thành, có chút nguyên thủy, nhưng tạo hình 10 phần tinh xảo. Cùng nhau đi tới, tất cả lân tộc người đều đang quan sát thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ, kia ánh mắt kinh ngạc, phảng phất tựa như là đang nhìn chân quý gấu trúc lớn đồng dạng. Lân tộc cũng có phận chia nam nữ, nam phần lớn thể trạng tráng kiện, nữ thì đầy đặn xinh đẹp, có một phong vị khác. Bộ lạc trung ương nhất một tòa tinh thạch đắp lên cung điện, chính là lân tộc tộc trưởng nơi ở lân tộc tộc trưởng thể trạng cực kỳ tráng thạc, toàn thân cơ bắp như là to như cột điện, so bình thường lân tộc nhân khí hơi thở mạnh hơn nhiều. Sớm từ thủ vệ trong miệng đạt được tin tức lân tộc tộc trưởng tự mình ra nghinh tiếp, mặt mày hớn hở nói, hai vị tiên quân tiên tử giá lâm, lân tộc rồng đến nhà tôm, mời mời mời. Lân tộc tộc trưởng nhiệt tình đem thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ mời đến trong cung điện, vốn định hạ lệnh tổ chức yến hội, chuẩn bị đưa rượu lên thịt, bị thẩm lãng nói khéo từ chối. Đi vào cung điện, lân tộc tộc trưởng đem thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ mời đến thượng tọa nhiệt tình 10 phần thẩm lãng đi thẳng vào vấn đề trước đem mình là như thế nào ngộ nhập vân hải giới tình huống cùng lân tộc tộc trưởng nói một lần cũng cảnh cáo đối phương nói đã có lượng lớn ngoại giới tu sĩ ngộ nhập vân hải giới lân tộc tộc trưởng nháy mắt sắc mặt đại biến ngơ ngác không thôi chiếu thẩm tiên quân nói như vậy nhiều như vậy ngoại giới tiên nhân tiến vào vân hải giới vậy chúng ta vân hải giới chẳng phải là sắp lộn xộn rồi lân tộc tộc trưởng kinh hãi hỏi Thẩm lãng lắc đầu nói, người cũng là không cần khẩn trương, lần này ngộ nhập vân hải giới tu sĩ chỉ chia làm hai phe cánh, thẩm mỗ là trong đó một phe cánh tổng thống lĩnh. Hiện tại chúng ta trong trận doanh tu sĩ lưu lạc đến vân hải giới các nơi, thẩm mỗ muốn để lân tộc thay ta tuyên bố một cái lệnh triệu tập, triệu tập bên ta trong trận doanh tu sĩ đến đây cái này bắc lân đảo tập hợp. Chỉ cần lân tộc có thể thay thẩm mỗ làm tốt chuyện này, thẩm mỗ chắc chắn hứa hẹn phù hộ lân tộc, cam đoan tất cả tộc nhân bình an vượt qua nguy cơ lần này. Thẩm lãng bổ sung nói. Cái này, lân tộc tộc trưởng cho mày, ôm quyền nói, thẩm tiên quân, thực không dám giấu giếm, chúng ta lân tộc tại Vân Hải giới không tính là cái gì đại trùng tộc, không có quyền nói chuyện nào, gần đây càng là tự thân khó đảm bảo a à. Như thế nào cái tự thân khó đảm bảo chi pháp, thẩm lãng không lạnh không nhạt mà hỏi, chương 3934, Càn Lam Thạch. Lân tộc tộc thở dài một hơi não nề, sầu mi khổ kiểm nói, thẩm tiên quân có chỗ không biết, nguyên bản chúng ta Vân Hải giới có thánh tộc tọa chấn, các đảo lớn chủng tộc làm theo ý mình, trường trị cửu an. Nhưng ở trăm năm trước, thánh đảo đột nhiên hiện ra một đạo khung quang, cách thánh đảo hơi gần mấy cái hòn đảo bên trong loại cỡ lớn tộc tận mắt nhìn thấy thánh tộc tiên nhân xuyên qua khung quang, cả tộc rời đi vân hải giới. Nguyên bản dựa theo vân hải giới phép tắc, tất cả chủng tộc hàng năm đều cần hướng thánh đảo chiều cống, giao ra một bộ phận khai thác đến càn lam thạch làm cống phẩm. Bây giờ thánh tộc rời đi, vân hải giới các đại chủng tộc không có ước thúc, dần dần liền lộn xộn. Ban sơ mấy chục năm còn không đến mức náo động, nhưng nại hà thánh tộc một mực chưa có trở về vân hải giới. Hiện nay, các đại chủng tộc vì tranh đoạt càng nhiều càng lam thạch, không tiếc lẫn nhau khai chiến, ý đồ chiếm lĩnh càng nhiều quạng mỏ. Những cái kia không có gì năng lực chống cự tiểu tộc đã bị liên tiếp chiếm đoạt, chúng ta lân tộc gần đây cũng bị lân cận mấy cái hòn đảo chủng tộc để mắt tới, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Các tộc nhân bình thường trừ đi săn, đều không dám rời đi tộc điện nửa bước, cho nên thẩm tiên quân yêu cầu chúng ta lân tộc khả năng không cách nào làm được a à? Lân tộc tộc trưởng một trận tố khổ, biểu lộ có chút khó xử. Thẩm lãng hỏi, kia cái gọi là càn lam thạch, có thể hay không cho thẩm mỗ nhìn qua. Càn lam thạch xem như vân hải giới mọi người đều biết tài nguyên, lân tộc tộc trưởng cũng không có che giấu, trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một khối càn lam thạch, đưa cho thẩm lãng, cũng dặn dò, càn lam thạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ, và chạm sau liền sẽ bạo tạc, thẩm tiên quân làm ơn phải cẩn thận. Thẩm lãng tiếp nhận lân tộc tộc trưởng đưa tới khối này càn lam thạch cảm giác tường tận xem xét một trận. Càn lam thạch toàn thân màu xanh thẳm giống như lam thủy tinh trong tinh thạch có pha tạp phức tạp dòng năng lượng động mười phần hỗn loạn lại không ổn định khó trách thoáng thực hiện ngoại lực liền sẽ bạo tạc. Thẩm lãng đem càn lam thạch nắm trong tay cẩn thận cảm giác hòn đá bên trong năng lượng chợt cảm thấy khối đá này kỳ lạ vô cùng. Cái này càn lam trong đá năng lượng mặc dù không tính rất mạnh nhưng thế mà không nhận cái này vân hải giới lực lượng pháp tác ảnh hưởng tựa như là một loại nào đó vượt qua lực lượng pháp tắc bên ngoài năng lượng thần bí. Thẩm công tử có thể hay không đem khối đá này cho tiểu nữ tử nhìn qua. Yêu Nguyệt Thánh Nữ hướng Thẩm Lãng khởi sướng truyền âm, Thẩm Lãng đem càn lam thạch đưa cho Yêu Nguyệt Thánh Nữ, Yêu Nguyệt Thánh Nữ cảm giác một trận, thần sắc hơi đổi, dường như biết được cái gì, nhưng không có làm tức nói ra, chỉ là không chút biến sắc còn cho Thẩm Lãng, trầm mặc không nói. Thẩm Lãng tiếp tục hướng phía Lân tộc tộc trưởng hỏi, cái này càn lam thạch cụ thể có chỗ lợi gì? Đối các người Vân Hải giới chủng tộc đến nói rất trọng yếu sao?" Lân tộc tộc trưởng giải thích nói, "Hồi Thẩm Tiên quân, Càn Lam thạch uy lực cực lớn, phần lớn dùng để đi săn cùng tự vệ. Chúng ta Vân Hải giới hung thú cùng hải thú đông đảo, các đại chủng tộc vì phòng ngừa tộc nhân thương vong, lợi dụng Càn Lam thạch đi săn hoặc tự vệ ắt không thể thiếu, cho nên Càn Lam thạch thành cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Có được càng nhiều Càn Lam thạch tài nguyên chủng tộc, cũng cũng may chủng tộc trong xung đột thủ thắng." Thẩm Lãng khẽ gật đầu, chiếu Lân tộc tộc trưởng thuyết pháp bọn hắn là thuần túy là đem càn lam thạch xem như vũ khí lai sứ, dường như không có dụng ý khác. trên thực tế, vân hải giới chủng tộc ở giữa chiến đấu, cơ bản cũng là nhìn phương nào càn lam thạch càng nhiều, phương nào liền dễ dàng thủ thắng. vân hải giới mỗi cái hòn đảo gần như đều có càn lam khoáng thạch núi, chính là lớn nhỏ không đều, cho nên vân hải giới chủng tộc mới có thực lực khác biệt. kia hải tộc vì sao muốn để các ngươi cống lên càn lam thạch? thẩm lãng hiếu kỳ hỏi. nếu như càn lam thạch chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, Hải tộc hẳn là không cần phải khiến cái này bản thổ chủng tộc cống lên loại này thạch đầu mới đúng. Cái này, vãn bối cũng không hiểu biết. Kỳ thật liên quan tới thánh tộc, chúng ta vân hải giới chủng tộc hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết thánh đảo là thần thánh không thể xâm phạm chi địa. Thánh đảo bốn phía hải vực bồi hồi vô số kể trong biển dị thú, vân hải giới ngư nhân căn bản là không cách nào tới gần, tự nhiên cũng liền không cách nào thu hoạch liên quan tới thánh tộc quá nhiều tin tức. Lân tộc tộc trưởng trầm giọng nói, nghe đến đó thẩm lãng trên cơ bản xem như hiểu rõ vân hải giới đại khái tình huống liền gọn gàng mà linh hoạt nói đã các ngươi vân hải giới chủng tộc ở giữa chiến đấu là dựa vào càn lam thạch dự trữ thủ thắng thẩm mỗ đại khái có thể giúp các ngươi lân tộc xử lý chủng tộc tranh chấp thu hoạch càng nhiều càn lam thạch các người liền cứ hoàn thành ta lúc trước chuyện phân phó là được như thế nào cái này lân tộc tộc trưởng con ngươi đảo một vòng có chút do dự hắn mặc dù biết thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ là ngoại giới tiên nhân thực lực kinh người nhưng cũng không biết hai người này chiến lược cụ thể có thể tới loại trình độ nào, vạn nhất đối phương chỉ là khoác lác, mình coi như lỗ lớn. Thẩm tiên quân, chớ trách vãn bối nói chuyện khó nghe, một khi hai tộc khai chiến, thiếu không được muốn trắng trợn ném cản lam thạch, dù là tiền bối thủ đoạn lại như thế nào cao minh, tám thành cũng chịu không được lượng lớn cản lam thạch oanh sát a. Lân tộc tộc trưởng lắc đầu nói, có chút không quá tin tưởng thẩm lãng năng lực. Thật sao, kia thẩm mỗ nhưng phải thật tốt thử một lần cái này càn lam thạch lực lượng như thế nào thẩm lãng nhẹ như mây gió cười cười, sau đó liền đem lân tộc tộc trưởng lúc trước đưa cho mình khối kia càn lam thạch nuốt vào trong bụng. a à, thẩm tiên quân, ngươi, thấy thẩm lãng thế mà đem càn lam thạch sinh nuốt xuống, lân tộc tộc trưởng lập tức giật nảy cả mình. Mà xuống một màn, càng làm cho lân tộc tộc trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy thẩm lãng đem càn lam thạch nuốt vào về sau, bỗng nhiên hướng mình trong bụng vỗ. Sau một khắc, oanh, một đạo kịch liệt trầm đục âm thanh từ thẩm lãng trong bụng vang lên, kia động tính quả thực như biển gầm núi lở, vang vọng toàn bộ lân tộc tộc địa. Thẩm lãng trong bụng càn lam hóa đá làm năng lượng nổ tung, toàn thân nhấc lên một cỗ mãnh liệt màu lam phong bạo, càn quét toàn bộ cung điện, bốn phía cái bàn bị màu lam phong bạo thổi đến ngã trái ngã phải. Ta, thao, lân tộc tộc trưởng cỗ này màu lam phong bạo hất bay ra ngoài, đụng ngã ở trên vách tường, bị thẩm lãng cử động dọa đến hồn bay lên trời. Một bên yêu nguyệt thánh nữ mượn thúc dục một chút hỗn độn linh lực ổn định thân hình, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, không thể không bội phục thẩm lãng kẻ tài cao gan cũng lớn, dám nuốt sống dẫn bạo cái này càn lam thạch. Thẩm lãng đã đem kim thân ngọc thể tu luyện tới đỉnh cấp giai đoạn, trong cơ thể huyết nhục kinh mạch kỳ quái đã sớm không thể phá vỡ, điểm ấy trình độ sung kích đối với hắn mà nói không tính là cái gì, nhiều lắm là chính là khí huyết thoáng bốc lên một chút mà thôi. Thần kỳ là, thẩm lãng vừa rồi tại dẫn bạo càn lam thạch trong nháy mắt, đột nhiên bắn ra một cỗ sắp xỉ tại cho vực kỳ diệu năng lượng trong cơ thể mình hỗn độn linh lực trong thời gian cực ngắn như muốn dâng lên mà ra, nhưng rất nhanh liền bị vân hải giới lực lượng pháp tắc một lần nữa phong kín. Có lẽ là bởi vì thời gian quá ngắn, thẩm lãng cũng không biết đây là không phải là ảo giác của mình. Một kích qua đi, thẩm lãng khẽ nhả một hơi màu lam khí đục, liếc mắt bị tung bay đi ra lân tộc tộc trưởng, nói, như thế. Có thể chứng minh thẩm mỗ có năng lực làm được mình chỗ hứa hẹn sự tình. Nhìn xem thẩm lãng tài năng như thần biểu diễn, lân tộc tộc trưởng mở lớn cằm, miệng đều có thể nhét hạ trứng gà, khiếp sợ nói chuyện đều có chút run rẩy lệ. Lợi hại thẩm tiên quân, vãn bối vừa rồi thật là có mắt không biết thái sơn, mong rằng thẩm tiên quân thứ tội. Lân tộc tộc trưởng nuốt nước miếng một cái, tranh thủ thời gian hướng phía thẩm lãng ôm quyền không người, giả thành cháu trai. chương 3935, lệnh triệu tập. Bọn hắn lân tộc vốn là tự thân khó đảm bảo, tăng thêm bây giờ nhiều như vậy ngoại giới tiên nhân ngộ nhập vân hải giới, vân hải giới nhất định thế cục dung chuyển, nếu như có thể ôm vào thẩm lãng đùi, cho dù gặp phải một chút nguy hiểm, cái kia cũng dù sao cũng so tự sinh tự diệt phải tốt hơn nhiều. Thẩm lãng quơ quơ tay áo, nói, không sao, hiện tại ngươi có thể một lần nữa làm ra lựa chọn, nhưng cơ hội chỉ có một lần, thẩm mỗ sẽ không lại hỏi ngươi lần thứ hai. Lân tộc tộc trưởng tranh thủ thời gian tỏ thái độ nói, chỉ cần thẩm tiên quân có thể trợ giúp chúng ta lân tộc vượt qua nguy cơ, thu hoạch càng nhiều càng lam thạch, vãn bối chắc chắn làm tốt thẩm tiên quân dặn dò sự tình thẩm lãng khe gật đầu, nếu như thế, vậy thì nhanh lên đi làm đi. Người lúc trước không phải nói lân cận hòn đảo mấy cái chủng tộc đối lân tộc nhìn chằm chằm sao, không bằng trực tiếp hạ một đạo chiến thiếp, khiêu khích khiêu khích mấy cái này chủng tộc, để bọn hắn có thể giết đến tận cửa tốt nhất. Lân tộc tộc trưởng giật nảy mình, trần chờ nói, thẩm tiên quân, làm như vậy có thể hay không quá kiêu căng rồi. Thẩm lãng trầm giọng nói, không cần lo lắng, thẩm mố tự sẽ thay các người giải quyết tất cả địch nhân. Tốt, thấy thẩm lãng như thế có tự tin, Lần tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, quyết định tin tưởng thẩm lãng, cược cái này một cái. Thẩm lãng ý nghĩ rất đơn giản, cùng nó đi từng cái tìm kiếm thất lạc liên hợp đại quân thống lĩnh, còn không bằng trước khống chế mấy cái chủng tộc, để mấy cái chủng tộc thế lực cộng đồng tuyên bố lệnh triệu tập, đem tin tức truyền đến chỗ xa hơn, để càng nhiều tu sĩ nhìn thấy. Đôi bên đạt thành nhất trí ý kiến về sau, lân tộc tộc trưởng rất nhanh liền viết lên chiến thư, phái ra mấy lân tộc thám tử đem chiến thư phát ra. Chiến thư nội dung 10 phần đơn giản ngay thẳng, lân tộc tộc trưởng đem lân cận mấy hòn đảo trùng tộc tộc trưởng mắng to một trận, tổ tông 18 đời đều chào hỏi một lần, để cạnh nhau nói để bọn hắn có gan liền đến tiến đánh lân tộc. Một phương diện khác, lân tộc tộc trưởng chiếu thẩm lãng yêu cầu tuyên bố lệnh triệu tập. Liên quan tới lệnh triệu tập nội dung, thẩm lãng trước cùng yêu nguyệt thánh nữ thương lượng một trận, trưng cầu một chút yêu nguyệt thánh nữ ý kiến. Theo cái nhìn của tiểu nữ, lệnh triệu tập nội dung không nên quá phận ngay thẳng, chỉ cần lấy ám hiệu hình thức tuyên bố là được, mà lại ám hiệu nội dung nhất định phải không thể bị tam thánh giáo tu sĩ phát hiện ra mánh khóe. Yêu Nguyệt Thánh Nữ đề nghị, thẩm lãng nhẹ gật đầu, rất tán thành. Lúc trước tại đáy biển trong tranh đấu, mây bỏ cặp thánh sử đã mất mạng bỏ mình, duy nhất có thể đưa tin tu sĩ đều chết rồi, thân phận của mình hẳn là còn không có bộc lộ ra đi. Tam thánh giáo thánh sử đoán chừng cũng đoán không được liên hợp đại quân thống lĩnh ngộ nhập vân hải giới bên trong. Minh Tư khổ tưởng một trận, thẩm lãng rốt cuộc xác định lệnh triệu tập nội dung chính là ba vạn năm giao tình người mau tới Bắc Lân Đảo. Nội dung lời ít mà ý nhiều, ẩn tàng cực sâu. Tam Thánh giáo tu sĩ nhìn thấy cái này lệnh triệu tập, chắc chắn sẽ không hiểu ra sao, không biết mùi vị. Nhưng liên hợp trong đại quân thống lĩnh, nhất định có thể đoán ra ám hiệu phát ra chủ nhân là ai. Cái gọi là ba vạn năm giao tình, chính là liên hợp đại quân chúng thống lĩnh đợi tại Quảng Thiên Cung bên trong thời gian, ngoại giới ba ngàn năm, Quảng Thiên Cung bên trong đã qua ba vạn năm lâu. Loại này ám hiệu không có chút nào tính nhắm vào, cũng không dễ gây nên tam thánh giáo thánh sử cảnh giác. Thẩm công tử quả nhiên thông minh, cái này lệnh triệu tập nội dung không có gì thích hợp bằng. Yêu Nguyệt Thánh Nữ tán thưởng lên tiếng, trong lòng âm thầm bội phục thẩm lãng thông minh. So với Yêu Nguyệt cô nương tài trí, thẩm lãng ngược lại là không đáng giá nhắc tới. Thẩm lãng cười lắc đầu, mặc cảm, công tử quá khen, Yêu Nguyệt Thánh Nữ mặt ngoài bình tĩnh khiêm tốn, kỳ thật thẩm lãng tán dương ngữ điệu vẫn là để nàng có chút thụ dụng xác định lệnh triệu tập nội dung về sau, thẩm lãng để lân tộc tộc trưởng trước tiên ở Bắc Lân đảo phạm vi bên trong phát ra lệnh triệu tập. Suy xét đến có lẽ có liên hợp đại quân thống lĩnh liền lưu lạc tại Bắc Lân đảo lân cận, tại bản địa đi đầu tuyên bố lệnh triệu tập, cũng có thể miễn đi để lân tộc tu sĩ khắp nơi đi điều tra. Chỉ cần là liên hợp đại quân bên này tu sĩ, nghe nói đến lệnh triệu tập bên trên nội dung, khẳng định sẽ chủ động đến đây lân tộc. Như thế đợi địch sơ hở, mệt mỏi, so hung hăng mù đi dạo mạnh hơn nhiều, hiệu suất cực cao, còn có thể trên diện rộng tiết kiệm thời gian. An bài tốt tất cả hành động về sau, lân tộc tộc trưởng tự mình cho thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ chọn lựa một cái chỗ ở, để hai người ở mấy ngày, tạm làm nghỉ ngơi. Thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ hai người cũng không có cực tuyệt. Lân tộc tộc trưởng dẫn hai người tới lân tộc cung điện bắc bộ một chỗ lầu các, lầu các tạo hình 10 phần đơn giản, mà lại diện tích ít hơn, nhưng là toàn bộ lân tộc hoa lệ nhất cấp cao kiến trúc. Lạnh cư quê mùa, mong rằng thẩm tiên quân cùng yêu nguyệt tiên tử chớ nên trách tội. Lân tộc tộc trưởng đem thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ hai người mời đến trong lầu các, mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng nói. Thẩm lãng đối chỗ ở không có cái gì yêu cầu, nhưng đi vào lầu các xem xét, phát hiện trừ ngoài phòng khách, chỉ có một gian phòng ngủ cùng một chiếc giường ngọc, không khỏi nhíu nhíu mày. Vì sao chỉ có một gian phòng ngủ, thẩm lãng nhịn không được hỏi, thẩm tiên quân cùng yêu nguyệt tiên tử như sơn như nhựa cây, chẳng lẽ không phải cùng ở cùng nhau sao? Lân tộc tộc trưởng hiếu kỳ hỏi lại, Thực sự là thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ, lân tộc tộc trưởng còn tưởng rằng hai người là đạo lữ. Thẩm lãng có chút im lặng, nghĩ thầm người con mắt nào nhìn thấy hai ta như sơn như nhửa cây rồi. Yêu nguyệt thánh nữ ánh mắt buông xuống, tinh xảo khuôn mặt cũng hiện lên một chút mất tự nhiên chi sắc. Được rồi, người có thể đi, thẩm lãng cũng lười lại xoắn suýt những việc này, liền lắc lắc tay, ra hiệu lân tộc tộc trưởng rời đi. Vâng, lân tộc tộc trưởng cung cung kính kính không người thi lễ. Đúng, còn có một việc cho thẩm mỗ ghi nhớ, đối ngoại tuyệt đối không được đem tên của chúng ta bộc lộ ra đi, nếu không có lẽ sẽ cho các ngươi lân tộc rước lấy diệt tộc chi hỏa. Thẩm lãng không quên cảnh cáo nói, lân tộc tộc trưởng giật nảy mình, vội vàng ôm quyền nói, yên tâm đi thẩm tiên quân, vãn bối tất nhiên sẽ không lắm miệng. Thẩm lãng hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay áo nói, ngươi đi đi, như có bất kỳ tình huống gì, kịp thời đến đây thông báo thẩm mỗ là được. Tốt, vãn bối sẽ không quấy dày thẩm tiên quân cùng yêu nguyệt tiên tử nghỉ ngơi lân tộc tộc trưởng kho người cáo lui đợi lân tộc tộc trưởng sau khi đi lầu các trong đại sảnh bầu không khí hơi có chút xấu hổ thẩm lãng ho khan một cái nói ra yêu nguyệt cô nương nếu như không có chuyện gì khác người trước tạm đi phòng ngủ nghỉ ngơi một chút đi thẩm mỗ sẽ thủ trong đại sảnh như có bất cứ tin tức gì tiến triển ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi yêu nguyệt thánh nữ kho người đi một cái vái chào lễ đa tạ thẩm công tử kỳ thật tiểu nữ tử còn có một ít chuyện muốn nói cho công tử nhưng mời công tử chờ một lát một lát, để tiểu nữ tử đi trước tắm rửa thay quần áo. Mặc dù lúc trước tại trong hàn đàm tắm rửa một phen, nhưng hàn đàm chi thủy vốn là vẩn đục, mình cái bộ dáng này cũng thực sự là không gọi được sạch sẽ, yêu nguyệt thánh nữ đã nhịn thật lâu, nàng cũng không nguyện ý để thẩm lãng nhìn thấy mình không khiết dáng vẻ. Ách, à, tốt, thẩm lãng đầu tiên là sướng sờ, lập tức nhẹ gật đầu, không ngờ được yêu nguyệt thánh nữ còn có mãnh liệt như vậy bệnh thích sạch sẽ. Yêu nguyệt thánh nữ điểm nhẹ ngọc thủ, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào phòng ngủ, thuận tay đem phòng ngủ đại môn đóng lại. Thẩm lãng cũng không nóng nảy, rứt khoát ngồi trên mặt đất, thử nghiệm khơi thông trong cơ thể hỗn độn linh lực. chương 3936, đột phá la thiên thượng tiên cơ hội. Bận rộn một trận, vẫn như cũng là tốn công vô ích. Thẩm lãng vô luận lợi dụng loại biện pháp nào, đều không thể rút ra trong cơ thể mảy may hỗn độn linh lực. Mặc dù hắn đã từng bởi vì cùng hạ san nhi song tu, từng thu được hỗn độn tiên thể một tia bản nguyên chi lực, nhưng cỗ lực lượng này quá mức nhỏ bé, không đủ để để trong cơ thể đình trệ hỗn độn linh lực lưu động lên. Đã không thể vận dụng hỗn độn linh lực, thẩm lãng ngược lại lại nếm thử khu động ma trùng cùng yêu phách lực lượng, phát hiện cũng được không thông. Ma trùng cùng yêu phách hòa vào thẩm lãng thần hồn, thuộc về thần hồn bên trong năng lượng. Vân hải giới lực lượng pháp tắc, cũng sẽ phong ấn lại tu sĩ hồn thể năng lượng. Nếm thử sau nửa canh giờ, thẩm lãng rốt cuộc từ bỏ. Đưa thân vào cái này vân hải giới bên trong, chắc hẳn chỉ có Hạ Linh Nhi, Hạ San Nhi như thế hỗn độn tiên thể, cùng yêu nguyệt thánh nữ loại ngọc này linh tiên thể, khả năng vận chuyển chút ít hỗn độn linh lực, thì triển ra một chút thần thông. Cái khác tất cả không phải thể chất đặc thù tu sĩ, đều không thể vận chuyển trong cơ thể bất luận cái gì hình thức năng lượng, cũng vô pháp thi triển ra bất luận cái gì thần thông, thậm chí liền mở ra nhẫn chứa đổ đều làm không được. Thẩm lãng tại cảm thấy buồn bực đồng thời, lại cảm thấy đây là cái thiên đại kỳ ngộ. Nếu như như lúc trước tại đáy biển như vậy cảnh ngộ, mình sớm muộn vẫn là sẽ bị cương trảm thánh sử cùng minh phong thánh sử đuổi kịp, đến lúc đó phải đối mặt nguy cơ, chỉ sợ so hiện tại còn muốn lớn hơn rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, cương trảm thánh sử cùng minh phong thánh sử đi vào vân hải giới bên trong, cũng tương tự sẽ đánh mất tất cả tu vi. Cứ như vậy, cho dù chính diện gặp phải hai cái này tam thánh giáo thánh sử, thẩm lãng cũng hoàn toàn không giả. Huống chi, phía bên mình còn có hạ linh nhi hạ san nhi cùng yêu nguyệt thánh nữ, Yêu Nguyệt Thánh Nữ Ngọc Linh Tiên thể hiệu quả có thể sẽ hơi yếu, nhưng Hạ Linh Nhi cùng Hạ San Nhi hỗn độn tiên thể, hẳn là có thể mang đến tương đối rõ ràng ưu thế. Vô luận như thế nào, nhất định phải muốn tìm tới Hạ Linh Nhi cùng Hạ San, dạng này mới có đủ nhiều phần thắng. Coi như thẩm lãng nghĩ như vậy thời điểm, thật có lỗi thẩm công tử, để ngươi đợi lâu, phòng ngủ đại môn một lần nữa bị mở ra, yêu Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi đi ra. Nàng đổi một thân cạn váy áo màu tím, hơi thi phấn trang điểm, khuôn mặt như vẽ, băng cơ ngọc cốt ngũ quan xinh xắn cực kỳ xinh đẹp tựa như tinh thác nước tóc dài rủ xuống đến eo khí chất lạnh lùng như băng tựa như cửu thiên tiên nữ đồng dạng cao không thể chạm thêm chút ăn mặc yêu nguyệt thánh nữ quả nhiên là phong hoa tuyệt đại đẹp tựa như ảo mộng thẩm lãng trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc thẩm lãng chỉ là thưởng thức một cái chớp mắt liền lấy lại tinh thần cười nói yêu nguyệt cô nương không cần khách khí như thế dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi yêu nguyệt thánh nữ sóng mắt lưu truyền nàng rõ ràng lưu ý đến thẩm lãng vừa rồi ánh mắt ngừng chân trên người mình, nhưng cũng lưu ý đến thẩm lãng ánh mắt trong veo mười phần, không chứa mảy may khinh nhờn ý tứ, không giống với mình trước kia thấy qua bất kỳ một cái nào khác phái nam tu. Loại này nhỏ xíu cử động, để yêu nguyệt thánh nữ trong đáy lòng đối thẩm lãng sinh ra một tia thưởng thức và hảo cảm, chứng minh thẩm lãng không phải loại kia sẽ bị mình sắc đẹp chỗ dụ hoặc nông cạn nam nhân. Yêu nguyệt thánh nữ khóe miệng không tự chủ lộ ra mỉm cười, lạnh lùng như băng khí chàng trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, lập tức như nở rộ hoa hải đường đồng dạng xinh đẹp động lòng người nàng sẽ rất ít triển lộ ra nụ cười chỉ có tại tâm tình rất tốt thời điểm lại không có chút nào đề phòng thời điểm mới có thể ngẫu nhiên dạng này thẩm lãng kém chút lại bị yêu nguyệt thánh nữ nụ cười mê hoặc vì ngăn ngừa xấu mặt hắn tranh thủ thời gian né tránh lên ánh mắt không thể không nói nữ nhân này dung mạo khí chất quá mức kinh diễm kinh diễm đến đủ để cho bất kỳ nam nhân nào không cách nào ngăn cản cho dù thẩm lãng đối nàng không có ý kiến gì cũng sẽ không tự chủ được bị nó dung mạo khí chất hấp dẫn đây chính là cái gọi là hồng nhan hỏa thủy đi thẩm lãng bài trừ trong đầu không khỏe mạnh ý nghĩ nghiêm mặt nói yêu nguyệt cô nương vừa rồi dường như có chuyện muốn nói yêu nguyệt thánh nữ sắc mặt khôi phục bình tĩnh nói lên chính sự thẩm công tử vừa rồi nuốt vào càn lam thạch nhưng cảm giác được khối đá này có gì dị thường nghe yêu nguyệt cô nương kiểu nói này Thẩm mỗ Sắc thực cảm thấy kia Càn Lam Thạch có chút đặc thù, nhưng lại không dám xác định. Thẩm Lãng nhíu nhíu mày, đem lúc ấy mình cảm nhận được tình huống nói cho Yêu Nguyệt Thánh nữ. Càn Lam Thạch ở trong cơ thể mình nổ tung một nháy mắt, trừ bạo tạc uy năng bên ngoài, dường như còn phóng xuất ra một cỗ kỳ lạ năng lượng, có thể trong thời gian cực ngắn che đậy lại vân hải giới lực lượng pháp tắc, lệnh trong cơ thể hỗn độn linh lực một lần nữa lưu động vận chuyển. Nhưng Càn Lam Thạch bắn ra cỗ này kỳ lạ năng lượng thời gian duy trì dị thường ngắn ngủi, ngắn ngủi đến thẩm lãng cũng không kịp nếm thử, liền đã kết thúc. Yêu Nguyệt Thánh nữ đôi lông mày nhíu lại, nghiêm mặt nói, xem ra tiểu nữ tử phỏng đoán không có sai. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cái gọi là càn lam thạch, hẳn là chấn hải kình trong bụng năng lượng biến thành. Chấn hải kình trong bụng năng lượng, thẩm lãng nhướng mày, không sai, thẩm công tử lúc trước không phải nói hải tộc trải qua thời gian dài một mực đang chấn hải kình trong bụng sinh tồn, bây giờ xem ra cũng chính là cái này vân hải giới. Nhưng mà, Vân hải giới bên trong cũng không hỗn độn linh lực tồn tại, duy nhất có năng lượng đồ vật, chính là cái này càn lam thạch. Hải tộc để vân hải giới trùng tộc cống lên càn lam thạch, trắng trợn thu thập vật này, tiểu nữ tử có thể phỏng đoán đến công dụng, cũng chỉ có cùng tu luyện có quan hệ. Yêu nguyệt thánh nữ không nhanh không chậm nói, nói ra nghi ngờ trong lòng. Chiếu yêu nguyệt cô nương nói như vậy, hải tộc có thể tu luyện đến la thiên thượng tiên, hẳn là cùng cái này càn lam thạch có liên hệ lớn lao. Thẩm lãng đột nhiên liên tưởng đến chuyện này, lập tức lên tiếng kinh hô. Thẩm công tử quả nhiên thông minh, tiểu nữ tử đang nghĩ nói cái này. Yêu Nguyệt Thánh Nữ đôi mắt đẹp nổi lên một tia dị sắc, khẽ gật đầu. Yêu Nguyệt cô nương mới thật sự là thông minh qua người, là ta nên bội phục ngươi mới là. Thẩm lãng vui lòng phục tùng, không thể không bội phục Yêu Nguyệt Thánh Nữ nhạy cảm sức quan sát. Nếu như có thể đào ra hải tộc bí mật này, có lẽ chúng ta cũng có biện pháp mượn hải tộc phương pháp tu luyện, đột phá là thiên thượng tiên. Thẩm lãng trong lòng một trận lửa nóng yêu nguyệt thánh nữ đôi mắt sáng sáng lên nói tiểu nữ tử nghĩ biểu đạt chính là ý này xem ra chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập đến tất cả thống lĩnh cùng tu sĩ tiến đến kia thánh đảo tìm tòi hư thực có lẽ có thể tại hải tộc tộc địa bên trong tìm tới bọn hắn lưu lại phương pháp tu luyện thẩm lãng trong mắt nổi lên một tia tinh mang thẩm công tử không cần nóng vội chúng ta cùng tam thánh giáo thánh sử mục đích cũng không giống nhau đi trước sau đi khác biệt không lớn theo tiểu nữ tử thấy đang liên hiệp đại quân chúng thống lĩnh tập hợp trước đó, chúng ta ổn thỏa làm việc là được, cũng không cần nóng vội. Yêu Nguyệt Thánh Nữ nhẹ nói. Tốt, Yêu Nguyệt cô nương xem như quân sư của ta túi khôn, thẩm mộ có rảnh còn nhiều hơn hướng Yêu Nguyệt cô nương học tập lấy một chút. Thẩm lãng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, không tiếc tán thán nói. Thẩm công tử quá khen, Yêu Nguyệt Thánh Nữ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hơi có chút hưởng thụ bị thẩm lãng ỉ lại cảm giác. Nàng thực chất bên trong 10 phần mạnh hơn luôn cảm giác mình có thể vì thẩm lãng bài yêu giải nạn, cũng là một loại năng lực thể hiện. Thế gian nam tu, chỉ có thẩm lãng có thể làm cho nàng khâm phục tin phục, cũng chỉ có thẩm lãng mới có thể vào mắt của nàng. Nếu như thẩm lãng bên người không có nữ nhân, Yêu Nguyệt Thánh Nữ chỉ sợ đã phương tâm ám hứa. Chỉ tiếc, điều kiện này là quả quyết không cách nào thỏa mãn. Chương 3937, Vây công Lân tộc. Yêu Nguyệt cô nương, không biết tại cái này Vân Hải giới, có thể hay không vận dụng tiên phù phát huy lực lượng thẩm lãng đột nhiên hỏi mặc dù vân hải giới có cố định lực lượng pháp tắc ước thúc cầm giữ tu sĩ trong cơ thể hỗn độn linh lực lưu động nhưng tiên phù bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không phải là lưu động trạng thái chỉ cần bóp nát liền có thể phóng xuất ra phong ấn tại tiên phù bên trong lực lượng đã có thể là hủy diệt hình thần thông tiên thuật cũng có thể là cái khác các loại hình thức năng lượng thẩm lãng nghĩ đến tiên phù có lẽ có thể phát huy ra tác dụng lúc này mới đặt câu hỏi thẩm công tử nhìn xem liền biết kỳ thật yêu nguyệt thánh nữ trước đó liền nghĩ qua vấn đề này vì càng trực quan hiện ra cho thẩm lãng nhìn. Yêu Nguyệt Thánh Nữ thuận tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ba tấm tiên phù, các là thượng trung hạ ba loại phẩm giai công kích hình tiên phù. Nàng lấy trước ra hạ phẩm tiên phù, bóp nát kích phát. Bành một tiếng rất nhỏ nổ vang, bóp nát sau hạ phẩm tiên phù giống như khí cầu nổ tung, uy lực hoàn toàn không có. Ngay sau đó, Yêu Nguyệt Thánh Nữ cầm lấy trung phẩm tiên phù, bóp nát kích phát. Oanh một tiếng vang trầm, trung phẩm tiên phù hóa thành một đoàn mãnh liệt khí lưu tứ tán, đem thẩm lãng quần áo cùng yêu nguyệt thánh nữ váy áo thổi đến bay phất phới. Cuối cùng, yêu nguyệt thánh nữ đi ra ngoài phòng, bóp nát kích phát một tờ cuối cùng thượng phẩm tiên linh phù, nhắm ngay bên ngoài đình viện một khối cao mấy trượng cự thạch. Chỉ thấy yêu nguyệt thánh nữ bóp nát trương này thượng phẩm tiên linh phù đột nhiên hóa thành một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, đụng vào trong đình viện khối cự thạch này. Đông một tiếng bạo hưởng, cự thạch bị hỏa cầu đánh trúng, nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh đá bay tán loạn. Đây cũng quá yếu đi thẩm lãng nhíu nhíu mày thất vọng yêu nguyệt thánh nữ vừa rồi thí nghiệm đủ để chứng minh vấn đề tiên phù mặc dù có thể phát huy lực lượng nhưng vẫn là sẽ trên diện rộng bị giới hạn vân hải giới lực lượng pháp tác ảnh hưởng lực lượng đại giảm trung hạ phẩm tiên phù gần như biến thành giấy lộn không đáng giá nhắc tới mà thượng phẩm tiên phù phát huy suốt lực lượng cũng quá mức suy nhược thậm chí so trực tiếp ném càn lam thạch huy lực còn kém hơn một chút quả thực khó coi như thẩm công tử thấy tại cái này vân hải giới ngay cả thượng phẩm tiên phù đều chỉ có thể phát huy ra điểm ấy không quan trọng hiệu quả mà thôi. Chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh cấp tiên phù mới có thể phát huy ra một chút hiệu quả. Yêu Nguyệt Thánh Nữ phỏng đoán nói, lời tuy như thế, nhưng đỉnh cấp tiên phù thế gian hãn hiếu, bực này chân quý tiêu hao phẩm, liền rất thích cất giữ chân phẩm Yêu Nguyệt Thánh Nữ cũng không bỏ ra nổi một tấm tới. Ta ngược lại là có một tấm đỉnh cấp tiên phù, nhưng nại hà hiện tại mở không ra nhẫn chứa đồ. Thẩm lãng lắc đầu thở dài, cảm thấy đáng tiếc. Mình trong chữ vật giới chỉ còn có lưu một tấm thất sát thần đinh phù, nếu như có thể sử dụng, hẳn là có thể tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Nhưng mình không giống với yêu nguyệt thánh nữ, liền mở ra nhẫn chứa đồ loại này đơn giản sự tình đều làm không được, cái này khiến thẩm lãng buồn bực không thôi. Về phần lúc trước kia mây bỏ cặp thánh sử nhẫn chứa đồ, thẩm lãng tại đáy biển thời điểm liền kiểm tra quá, cũng không có phát hiện đỉnh cấp tiên phù. Cũng không phải là tất cả tam thánh giáo thánh sử đều có đỉnh cấp tiên phù phòng thân, Dường như chỉ có xếp hạng hơi thấp thánh sử mới có cái này trường hợp đặc biệt. Thẩm công tử, kỳ thật, Yêu Nguyệt thánh nữ do dự một hồi, khẽ cắn hàm răng, muốn nói lại thôi. Kỳ thật cái gì? Thẩm Lãng nhịn không được truy vấn. "Không, không có gì." Yêu Nguyệt thánh nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang theo khó xử chi sắc lắc đầu. Thẩm Lãng gặp nàng lộ ra bộ dáng này, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Hai người ngắn gọn giao lưu vài câu về sau, yêu nguyệt thánh nữ trở lại trong phòng ngủ đà tọa nghỉ ngơi. Thẩm lãng thì trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, dưới mắt, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi, kỳ vọng lấy lệnh triệu tập có thể nhanh lên tản đến toàn bộ vân hải giới. Cứ như vậy, thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ hai người tại lân tộc ở mấy ngày. Mấy ngày nay, lân tộc ban bố lệnh triệu tập nội dung đã truyền khắp Bắc Lân Đảo. Không như mong muốn, Bắc Lân Đảo bên trên trừ thẩm lãng cùng yêu nguyệt thánh nữ bên ngoài, cũng không có liên hợp trong đại quân cái khác thống lĩnh lưu lạc đến nơi đây, thẩm lãng cảm thấy thất vọng. Cái này cũng chứng minh, trước đó chúng tu sĩ bị chấn hải thôn tính sau khi đi vào, hẳn là ngẫu nhiên truyền tống đến vân hải giới các nơi, lẫn nhau cách nhau rất xa. Nghĩ một lát triệu tập đến liên hợp đại quân thống lĩnh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Cũng may sự tình phát triển như thẩm lãng theo dự liệu đồng dạng, tại từng bước tiến hành. Bắc lân đảo lân cận mấy hòn đảo chủng tộc các tộc trưởng lần lượt tiếp thu được lân tộc hạ đạt chiến thư, xem hết chiến thư bên trong khiêu khích nhục nhã nội dung về sau những tộc trưởng này từng cái lửa giận ngập trời không ngờ được nho nhỏ lân tộc cũng dám như thế phách lối cuồng vọng lân tộc quặng mỏ tài nguyên sớm đã bị lân cận hòn đảo mấy cái chủng tộc ngấp nghé đã lâu lần này lân tộc chủ động khiêu khích những cái này chủng tộc tộc trưởng liền xem như vì mặt mũi cũng tuyệt không thể nhịn mấy tên chủng tộc tộc trưởng rất nhanh liền lẫn nhau phái ra mật sứ hợp ngưu thảo luận chiếm đoạt lân tộc chia cắt bắc lân đảo tài nguyên đa thành nhất trí ý kiến về sau Bắc Lân đảo Lân cận Bạch tuộc tộc, Châu nước tộc, Cua tộc cùng Kim Thiềm tộc chờ bốn cái chủng tộc quyết định cùng Lân tộc khai chiến, chiếm đoạt Bắc Lân đảo. Mấy ngày về sau, bốn tộc ngư nhân nhóm dẫn theo riêng phần mình tộc đàn đại quân minh mông cuồn cuộn tới gần Bắc Lân đảo, đặt chân lên bờ. Lân tộc tại Thẩm Lãng thu ý hạ, căn bản cũng không có tại đường ven biển bố trí phòng vệ, toàn bộ Bắc Lân đảo cũng không Lân tộc thám tử cùng tuần tra thủ vệ. Bốn tộc đại quân như vào chỗ không người công chiếm Bắc Lân đảo, thẳng bước Lân tộc tộc địa lân tộc tộc địa bốn phía cửa thành đóng chặt, dường như đang đợi chủng tộc khác đại quân đến đây. Giữa trưa, bốn tộc đại quân binh lâm thành hạ, hò hét khiêu chiến, chống trận cùng vang lên. Vân hải giới tộc đàn đại chiến cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, những ngư nhân này các đại quân từng cái bên hông treo một con vảy ra túi, trong bao vải chứa số lượng khả quan càn lam thạch, đây chính là bọn hắn quyết định thắng bại trọng yếu vũ khí. Cảnh tượng này, như là trong thế tục mang theo một cái sọt lựu đạn binh sĩ, hơi có vẻ buồn cười đầy người xúc tu bạch tuộc tộc tộc trưởng dẫn đầu giận giữ hết lân tộc các phế vật không muốn chết liền ngoan ngoãn ra tới đầu hàng châu nước tộc tộc trưởng cũng hét to lên tiếng chỉ cần các người lân tộc nguyện ý giao ra quạng mỏ cùng tất cả càn lam thạch ta chờ có thể suy xét tha các ngươi một mạng hạng giá áo túi cơm lúc trước tại chiến thư bên trong không phải còn khẩu suất cuồng ngôn làm sao hiện tại không dám ra đến rồi hư ta nhìn cũng không cần cùng bọn này đám bỏ đi nói nhảm không bằng trực tiếp công phá tường thành giết sạch những cái này không biết tự lượng sức mình lân tộc ngư nhân cua tộc tộc trưởng cùng kim thiềm tộc tộc trưởng cũng lần lượt gầm thét lên tiếng sát khí nghiêm nghị nghe ngoài thành chống trận vang trời cùng bốn tộc tộc trưởng đe dọa âm thanh canh giữ ở trong thành lân tộc lòng người bàng hoàng lân tộc tộc trưởng suốt mồ hôi chán vô cùng khẩn trương hướng lân tộc đại quân ngay phía trước thẩm lãng xin chỉ thị thẩm tiên quân sự kiện lần này huyên náo quá lớn bây giờ thế nhưng là bốn tộc phây công ta lân tộc ta trở nên như thế nào hành động a à? thẩm lãng nhẹ như mây gió nói ra, phía ngoài bọn này đám ô hợp giao cho ta một người xử lý là được, các người liền thành thành thật thật đợi ở trong thành, chờ ta tin tức. Tốt, chuyện cho tới bây giờ, lân tộc tộc trưởng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vô điều kiện thẩm lãng. Mang lòng thấp thỏm bất an tình, lân tộc tộc trưởng mệnh lệnh mấy tên thủ vệ đem cửa thành mở ra một đường vết rách. Thẩm lãng gánh vác một cái khai quang cấp chiến đao, nghênh ngang đi ra khỏi cửa thành. Trường 3938, người tính cái dễ hành nào? Xoạt, bốn tộc ngư nhân các đại quân thấy chỉ có thẩm lãng một người từ cửa thành bên trong ra tới, lập tức xôn xao một mảnh, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Bốn tộc tộc trưởng không khỏi cũng hai mặt tư dò xét, nhìn có chút không hiểu đây là cái nào một màn. Thẩm lãng ánh mắt tảo động bốn phía, lần này tới phạm ngư nhân đại quân xem chừng có 10 vạn người, tại Vân Hải giới loại địa phương nhỏ này đến nói, số lượng đã không ít. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, thấy thẩm lãng ngoại hình hình dạng cũng không phải là lân tộc người, bạch tuộc tộc tộc trưởng sắc mặt âm trầm chất vấn lên tiếng. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu chính là, bốn người các ngươi ra hỏa nhanh chóng đầu hàng, chứ có để bản công tử đại khai sát giới. Thẩm lãng liếc mắt ngư nhân đại quân ngay phía trước bốn tộc tộc trưởng, mặt không biểu tình nói. Lời này mới ra, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh im ắng, lập tức cười vang, tất cả ngư nhân trong lúc nhất thời cũng hoài nghi thẩm lãng có phải là đầu óc có vấn đề. Bọn hắn bên này thế nhưng là có 10 vạn đại quân, tiểu tử này coi như lại ngông cuồng, cũng phải cân nhắc một chút bản lãnh của mình a. À. Chẳng lẽ còn nghĩ lấy một địch 10 vạn, thật sự là não tàn. Châu nước tộc tộc trưởng sắc mặt âm lệ hét to lên tiếng, tiểu tử, người tính cái dễ hành nào, dám như thế cuồng vọng. Mau nhường lân tộc phế vật tộc trưởng cút ra đây, như tộc dài, người làm gì cùng một cái đổ đần nói nhảm. Đã lân tộc tộc trưởng đem chúng ta xem như ngớ ngẩn, ta chờ cần gì phải ở đây lãng phí thời gian, không bằng tranh thủ thời gian đánh vào thành bên trong, giết sạch bọn này lân tộc rác rưởi. Cua tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng giống, liền hướng phía sau lưng một đám cua tộc cận vệ nhóm ra lệch đi, cho bổn tộc trưởng đem cái này không biết sống chết tiểu tử tháo thành tám khối, đưa cho lân tộc làm lễ gặp mặt. Vâng, tộc trưởng, cua tộc tộc trưởng mười mấy tên cận vệ các chiến sĩ lên tiếng về sau, liền xông ra trước trận, hướng phía thẩm lãng xung phong mà tới. Thẩm lãng mặt mày vén lên, những cái này cua tộc các chiến sĩ ngoại hình đặc biệt, cua thủ người thân, trên lưng còn mọc ra hai đôi to lớn càng cua, vô cùng sắc bén, thân xác tố chất nhìn qua muốn so lân tộc mạnh lên rất nhiều. Chỉ thấy mười mấy tên cua tộc chiến sĩ cấp tốc cận thân, cua phía sau sắc bén càng cua, cấp tốc hướng phía Thẩm Lãng kẹp đi qua, thể phải sinh sôi đem Thẩm Lãng thân xác bẻ gãy. Loại tốc độ này, tại Thẩm Lãng trong mắt, quả thực như pha quay chậm bên trong pha quay chậm, công kích cũng không có chút nào một tia lực sát thương. Đã các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy cũng đừng trách bản công tử không khách khí. Thẩm lãng khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai, không nhanh không chậm gỡ xuống chiến đao, trong điện quang hỏa thạch nhấc ngang một bổ, nhấc lên một cỗ trùng thiên khí lãng. rầm 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 nương theo lấy uy thế cương mãnh đao khí gào thét, mười mấy tên cua tộc chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, thân xác liền bị chém thành hai đoạn, huyết nhục văng tung tóe, chết thảm tại chỗ. Chúng ngư nhân đại quân thậm chí còn chưa kịp hò hét, xông lên phía trước những cái này cua tộc chiến sĩ liền đã treo. Toàn trường nhất thời lặng ngắt như tờ, ai cũng không thấy rõ thẩm lãng ra tay lúc động tác, chỉ thấy một đạo quang mang hiện lên, những cái này cua tộc chiến sĩ liền máu thịt tách rời. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, chúng ngư nhân không khỏi hít vào một hơi hàn khí, đồ đần đều có thể nhìn ra thẩm lãng thực lực cường đại đến một loại kinh khủng cảnh giới. Bốn tên tộc trưởng mặc dù cũng có chút chấn kinh, nhưng còn không đến mức kinh hoàng. phía sau bọn họ tốt xấu là có 10 vạn ngư nhân đại quân, sao lại bị một cái không có danh tiếng gì hoàng mau tiểu tử cho hồ sợ, Bạch tuộc tộc tộc trưởng ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nói nho nhỏ lân tộc sao dám khiêu khích ta các loại, xem ra là tìm một cao thủ A. Vừa đối mặt liền diệt đi cua tộc trưởng cận vệ, thực lực không tệ mà. Cua tộc tộc trưởng sắc mặt tái xanh, thẹn quá thành giận nói, hư, chỉ là một cái vũ phu có cái gì đáng phải khoe. Coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng đừng hòng ngăn chờ ta chờ trong tay càn lam thạch. Cua tộc tộc nhân, cho bổn tộc trưởng diệt hắn, theo cua tộc tộc trưởng ra lệnh một tiếng, hàng trước của tộc ngư nhân nhao nhao từ bên hông túi bên trong lấy ra càn lam thạch, bỗng nhiên hướng phía lân tộc ngoài cửa thành thẩm lãng ném mà đi. Đông đông đông, trong chốc lát, mảng lớn lam sắc quang mang phóng lên tận trời, nương theo lấy từng đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, lam quang bạo liệt, bùn đất vẩy ra bắn ra bốn phía. Động tính khổng lồ vang vọng vân tiêu, hàng trăm hàng ngàn viên càn lam thạch giống như lựu đạn rơi xuống. Lân tộc ngoài cửa thành mảng lớn thổ địa bị nổ phải hoàn toàn thay đổi, hình thành từng đạo cái hố. Ngưng, Cua tộc tộc trưởng cảm thấy không sai biệt lắm, lập tức hô ngừng, cua tộc càn lam thạch số lượng có hạn, hắn không nghĩ tại một cái hoàng mau tiểu tử trên thân lãng phí nhiều như vậy càn lam thạch. Trải qua vừa rồi kia một đợt kịch liệt bạo tạc công kích, cho dù là thân cao mấy chục trưởng hung thú, sợ cũng sớm bị nổ thành thịt nát, cua tộc, tộc tộc trưởng cảm thấy thẩm lãng khẳng định là chết rồi. Nhưng mà, lệnh hắn vạn lần không ngờ một màn xuất hiện. Đợi bạo tạc lam quang thu lại về sau, thẩm lãng lại bình yên vô sự đứng ở một cái to lớn cái hố bên trong, cũng chậm rãi đi ra cái hố, toàn thân cao thấp không hư hao chút nào, liền cọng tóc đều không có đoạn một cây, nơi nào giống như là đụng phải công kích bộ dáng. T, giờ khắc này, toàn trường triệt để hít vào một hơi hàn khí. Ngư nhân đại quân trước bốn tên tộc trưởng sắc mặt đại biến, đặc biệt là cua tộc tộc trưởng, hắn kém chút cho là mình nhìn lầm, nhiều lần mở mắt nhắm mắt, xác định mình không có nhìn lầm về sau, mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng không thể tin. Cái này, làm sao có thể, trước mắt kinh dị một màn, triệt để vượt qua hắn nhận biết. Thẩm lãng mặt không biểu tình, sách đao hướng phía đối diện ngư nhân đại quân ngay phía trước bốn tên tộc trưởng đi đến. Nhanh, nhanh lên công kích, toàn quân công kích, ngăn lại hắn. Kim thiềm tộc tộc nhân, giết cho ta. Bốn tên tộc trưởng dọa đến hồn bay lên trời, nhao nhao mệnh lệnh riêng phần mình chủng tộc tộc nhân khởi xướng tiến công. Ngư nhân đại quân lấy ra càn lam thạch, điên cuồng hướng phía từng bước tới gần thẩm lãng ném mà đi. Trong lúc nhất thời, đầy trời càn lam thạch giống như mưa như chút nước đánh tới hướng thẩm lãng. Đông đông đông, nổ vang âm thanh chấn thiên động địa, toàn bộ sơn lâm bốn phía giống như là phát sinh động đất đồng giạc màu lam phong bạo càn quét bốn phía, sơn lâm quanh mình cây cối thổi bay bẻ gãy, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thổ địa cũng bị nổ phải hoàn toàn thay đổi. Mặc dù là như thế nhiều càn lam thạch bạo liệt ra tới năng lượng, uy lực cũng nhiều lắm là có thể so với bát cửu giai thiên tiên thuật, lấy thẩm lãng thân xác cường độ mà nói, hoàn toàn có thể vô hại đứng vững. Cảm thụ xong càn lam thạch lực sát thương về sau, thẩm lãng hứng thú tẻ nhạt cũng lời lãng phí thời gian nữa thân hình hóa thành nguyễn ảnh một loại xông vào ngư nhân trong đại quân không gặp nó hình chỉ nghe nó âm thanh phốc suy phốc suy phốc phốc chỉ nghe thấy từng đợt giơ tay chém xuống trầm đục âm thanh qua đi mấy trăm tên ngư nhân trong một cái hít thở bị tại chỗ chém giết thẩm lãng thân hình giống như như quỷ mị tại trong đại quân tán loạn trong khoảnh khắc liền chém giết ngàn tên ngư nhân đảo loạn đại quân trận hình lệnh bọn này ngư nhân đại quân triệt để loạn cả một đoàn những nơi đi qua mảng lớn ngư nhân đổ xuống, máu chảy thành sông, tàn thi dù sao. Bốn tên tộc trưởng thậm chí đều thấy không rõ thẩm lãng ở nơi nào, chỉ thấy từng mảng lớn ngư nhân huyết nhục tách rời, đổ xuống chết thảm, bọn hắn đã là dọa đến hồn bay lên trời. Hoảng sợ phía dưới, bốn tên tộc trưởng cuối cùng là ý thức được, lần này thật là đụng vào tấm sắt. Tấm sắt còn chưa đủ lấy hình dung trước mắt cái này kinh hãi tình cảnh, nói là đụng vào gai sắt càng thêm thỏa đáng. Trường 3939, hạ đạt nhiệm vụ, Thẩm Lãng cũng không thích ức hiếp nhỏ yếu, chém giết mấy ngàn ngư nhân về sau, hắn thấy tình thế liền thu. Tin tưởng mình cũng đã lập uy, đủ để chấn nhiếp cái này bốn cái cá nhân tộc bầy. Thu tay lại về sau, Thẩm Lãng một cái lắc mình, xuất hiện tại bốn tên tộc trưởng trước mặt, nhấc lên dính đầy máu tươi chiến đao chỉ vào trước mặt cái này bốn tên tộc trưởng. Bốn tên tộc trưởng dọa đến sợ vỡ mật, nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đại hiệp tha mạng a cua tộc tộc trưởng quỷ khóc sói gào quát lúc trước hắn cuồng ngạo nhất hiện tại đổ là cái thứ nhất cầu xin tha thứ khẩn cầu đại hiệp tha mạng bạch tuộc tộc nguyện giao ra tất cả tài nguyên châu nước tộc cũng nguyện giao ra tất cả tài nguyên chỉ cầu đại hiệp có thể tha quá chúng ta chỉ cần đại hiệp tha mạng kim thiềm tộc nguyện ý nghe từ đại hiệp phân công cái khác ba tên tộc trưởng cũng tranh thủ thời gian đầu hàng tha mạng cũng không dám có mảy may lòng phản kháng gặp bọn họ như thế thức thời thầm lãng trong lòng cảm thấy hài lòng lạnh như băng nói, sớm biết như thế, làm gì cùng Thẩm Mộ đối nghịch, Thẩm Mộ cũng không thích làm ra bực này tàn sát nhỏ yếu sự tình. Thẩm Lãng trong tay chiến đao bỗng nhiên vung lên, đem thân đao mặt ngoài nhiễm máu tươi chấn khai, dọa đến bốn tên tộc trưởng kém chút ngồi trên đất. "Không dám, ta chờ cũng không dám lại." Bốn tên tộc trưởng nơm nớp lo sợ, liên tục hướng phía Thẩm Lãng dập đầu. "Nếu như thế, vậy các ngươi nhưng nguyện đầu hàng?" Thẩm Lãng không lạnh không nhạt mà hỏi. "Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý." Bốn tên tộc trưởng đầu như gà con mổ thóc điểm lên, thẩm lãng như thế vũ lực, bọn hắn sao dám ngỗ nghịch. Nếu như thế, vậy liền cùng thẩm mỗ đi lân tộc một chuyến, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi chờ nói tỉ mỉ. Thẩm lãng thần sắc hờ hững nói, bốn tên tộc trưởng hai mặt tư dò xét, thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng cũng không dám cự tuyệt, đành phải cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng, vâng. Cứ như vậy, chiến đấu kết thúc, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới ba phút đồng hồ, thẩm lãng liền chế phục bốn cái trùng tộc, quả thực như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản nhanh chóng mở cửa thành ra thả ta đi vào thẩm lãng tại lân tộc ngoài cửa thành hô to lên tiếng trong cửa thành lân tộc tộc trưởng nghe được thẩm lãng thanh âm về sau tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ vệ mở cửa thành ra lân tộc cửa thành lại lần nữa bị mở ra thấy thẩm lãng lông tóc không thương đứng ở cửa thành trước bạch tuộc tộc châu nước tộc cua tộc cùng kim thiềm tộc bốn tên tộc trưởng cúm núm đợi tại phía sau hắn chúng lân tộc tộc nhân từng cái khiếp sợ tột đỉnh Vừa rồi ngoài cửa thành động tĩnh to lớn, những cái này lân tộc người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, còn tưởng rằng thẩm lãng nhất định phải gặp nạn, không nghĩ vị tiền bối này lại sinh mẽnh như vậy, nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu, đại hoạch toàn thắng. Cung nghênh thẩm tiền bối, lân tộc tộc trưởng càng là nổi lòng tôn kính, hướng phía thẩm lãng không người quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, để bày tỏ đạt tôn kính. Chúng lân tộc tộc nhân cũng nhao nhao quỳ xuống hành lễ, triệt để bị thẩm lãng nghịch thiên thực lực chiết phục. Theo ta đi lân tộc đại điện nghị sự, Thẩm Lãng vứt xuống câu này về sau, phối hợp hướng phía Lân tộc đại điện phương hướng đi đến. Yêu Nguyệt Thánh Nữ theo sát phía sau, đi theo Thẩm Lãng bên cạnh. Bốn tên tộc trưởng mệnh lệnh riêng phần mình tộc nhân tại chỗ chờ lệnh, sau đó kinh sợ đuổi theo Thẩm Lãng cùng Yêu Nguyệt Thánh Nữ, Lân tộc tộc trưởng cũng cùng đi ở đây. Không bao lâu, mấy người đi vào đại điện, Thẩm Lãng ngồi lên chủ vị, thuận tiện hô Lân tộc tộc trưởng chuyển đến một tấm ngọc ghế dựa, để Yêu Nguyệt Thánh Nữ ngồi tại bên người mình, lấy hiển lộ rõ ràng thân phận yêu nguyệt thánh nữ có chút tùy tính, cũng không có cực tuyệt, cùng thẩm lãng ngồi chung thượng vị. Đầu hàng bốn tên tộc trưởng khẩn trương vạn phần đợi ở phía dưới, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, lo lắng bất an chờ thẩm lãng lý do thoái thác. Các người bốn tên vãn bối như là đã đầu hàng tại ta, kia thẩm mũ liền đem sự tình nói cho các người biết đi. Thẩm lãng đi thẳng vào vấn đề, đơn giản đem tam thánh giáo cùng liên hợp đại quân tu sĩ ngộ nhập vân hải giới sự tình nói một lần, đem tiền chuyện đạt cho lân tộc tộc trưởng tin tức, lần nữa truyền đạt cho cái này bốn tên tộc trưởng. Bốn tên tộc trưởng biết được có lượng lớn ngoại giới tiên nhân tiến vào Vân Hải giới, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, ám đạo không ổn. Sự tình chính là như thế, Thẩm Mỗ chính là liên hợp đại quân tổng thống lĩnh, các người như lựa chọn đứng tại ta bên này, Thẩm Mỗ sẽ bảo đảm các ngươi chủng tộc an toàn. Nhưng các ngươi cũng cần đi hết sức hoàn thành Thẩm Mỗ hạ đạt nhiệm vụ, như thế nào? Thẩm Lãng hờ hững hỏi, cần tuân thẩm tiền bối chỉ thị, có thể vì thẩm tiền bối làm việc chính là ta chờ vô thượng vinh quang. Thẩm tiền bối yên tâm, vãn bối tự nhiên hết sức hoàn thành. Bạch tuộc tộc, châu nước tộc, kim thiềm tộc chờ ba tên tộc trưởng liên tục tỏ thái độ. Mà cua tộc tộc trưởng càng là thêm mắm thêm muối nói, thẩm tiền bối cái thế vô song, ngài hạ đạt nhiệm vụ, vãn bối liền xem như lên núi đao xuống vạc dầu, sông pha khói lửa, cũng sẽ không tiếc. Lời này mới ra, còn lại ba tên tộc trưởng đều có chút bội phục cua tộc tộc trưởng vuốt mông ngựa bản lĩnh nếu như thế các người liền nhanh đi làm đi nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem lệnh triệu tập truyền đạt đến nơi xa nhất hết thảy ngoại lai uy hiếp thẩm mỗ từ sẽ giúp các ngươi xử lý thẩm lãng trầm giọng nói vâng bốn tên tộc trưởng cùng kêu lên đáp giao phó xong sự tình về sau thẩm lãng liền lắc lắc tay để bốn người rời đi bốn tên tộc trưởng như chút được gánh nặng một bên khom người một bên cáo lui thoát thân về sau lại có loại tựa như ảo mộng cảm giác bọn bốn người rời đi về sau thẩm lãng hướng lân tộc tộc trưởng dò hỏi, vân hải giới bắc bộ cường đại nhất mấy cái chủng tộc, đều có những cái kia. Lân tộc tộc trưởng cung cung kính kính trả lời, hồi thẩm tiền bối, chúng ta vân hải giới bắc bộ chủng tộc mạnh nhất, chính là sư tử biển tộc cùng hổ sa tộc. Hai cái này tộc đàn tại vân hải giới xếp hạng trước 10, chẳng những thực lực tổng hợp cường đại, cũng có được rất nhiều càn lam thạch tài nguyên. Rất tốt, ngày mai chuẩn bị tốt thuyền ra biển, xuất lĩnh bộ phận tu sĩ, theo thứ tự mang ta tiến về hai chủng tộc này thẩm lãng thần sắc lạnh nhạt nói, lân tộc tộc trưởng tâm thần dung mạnh, ôm quyền đáp vâng. Thẩm lãng ý nghĩ rất đơn giản, chính là ưu tiên khống chế vùng biển này chủng tộc mạnh nhất, lại để cho cường đại chủng tộc đối nhỏ yếu chủng tộc tạo áp lực, đụng phải vạn nhất giải quyết không được chủng tộc, mình lại tự thân ra trận giải quyết là đủ. Dạng này chẳng những có thể trên diện rộng tiết kiệm thời gian của mình cùng tinh lực, còn có thể đề cao hiệu suất, nhất tiễn song điêu. Yêu Nguyệt Thánh Nữ truyền âm nói, thẩm công tử, ngày mai chúng ta chia ra hành động là được, người đi sư tử biển tộc ta đi hổ sa tộc tận lực lấy tốc độ nhanh nhất khống chế hai chủng tộc này cái này tốt à, thẩm lãng suy nghĩ một trận dứt khoát không có cực tuyệt yêu nguyệt thánh nữ hảo ý yêu nguyệt thánh nữ dù sao có thể thi triển ra một chút thần thông bằng thực lực của nàng mình cũng không cần lo lắng dù vậy thẩm lãng vẫn như cũ không quên dặn dò yêu nguyệt cô nương nhất thiết phải hành sự cẩn thận như có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào mời kịp thời rời khỏi ngay lập tức đưa tin cho ta biết yêu nguyệt thánh nữ điểm nhẹ ngọc thủ sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối bản mệnh hồn bài, giao cho Thẩm Lãng, nghiêm mặt nói: "Thẩm công tử, đây là tiểu nữ tử bản mệnh hồn bài, nắm trong tay liền có thể cảm giác phương vị, thuận tiện công tử cùng tiểu nữ tử tụ hợp." Tu sĩ Vân Hải giới bên trong mặc dù không cách nào thả ra thần thức, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bản mệnh hồn bài bên trong thần niệm vị trí, có thứ này, xác thực thuận tiện rất nhiều.